Thanh niên này là thực tập sinh chuyên ngành phẫu thuật có thành tích học tập xuất sắc, kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ không thua gì những bác sĩ làm việc lâu năm, đồng thời còn sở hữu một đôi mắt thần kỳ, có thể tìm được vật thể lạ trong cơ thể bệnh nhân. Chỉ 2 tháng nữa cậu ta sẽ tốt nghiệp và được mời ở lại làm bác sĩ chính thức tại bệnh viện. Nhưng thanh niên này lại quyết định đến nhà tù phỏng vấn làm bác sĩ nội trú để cứu chữa cho những tên tội phạm. Nguyên nhân là do đâu? Vậy thì phải kể về quá khứ của cậu ta. 15 năm trước, bác sĩ phẫu thuật Kang In-kyu sống cùng bố và một cô em gái mắc chứng đường mật bị tắc ở gan để có thể chữa trị cho con gái. Người bố quyết định lên đường kiếm tiền. Không may ngay trong đêm đó, em gái In-kyu đột nhiên phát bệnh. In-kyu cõng cô bé trên lưng đi tìm bệnh viện, mãi mới thấy được một bệnh viện mở cửa nhưng lại bị họ đuổi đi do hai anh em không có tiền. Kết quả là em gái In-kyu không may qua đời. Vì chuyện đó mà anh quyết định phải trở thành một bác sĩ phẫu thuật, cứu chữa cho những người không có điều kiện tốt, và nhà tù là một nơi như vậy. Ở đây tập hợp những con người dưới đáy xã hội bị người đời khinh thường và căm ghét chỉ vì họ mang danh tội phạm. Bây giờ In-kyu đang nộp hồ sơ phỏng vấn. Với thành tích xuất sắc của anh, trưởng khoa y tế của nhà tù tỏ ra nghi ngờ tại sao một người như In-kyu lại đến đây. Anh kể lại câu chuyện của mình, nhưng trưởng khoa Beck không thể tin nổi. Ông ấy cho rằng In-kyu có người thân hoặc kẻ thù trong tù, nhưng anh vẫn lạnh lùng đáp không phải. Trái ngược với trưởng khoa Beck, hai quản giáo lại cực kỳ ưng ý với In-kyu. Họ muốn giữ anh làm bác sĩ nội trú. Trưởng khoa Beck yêu cầu In-kyu ra ngoài để cho ông cùng hai quản giáo thảo luận. Cùng lúc đó, trong nhà tù có một vụ ẩu đả. Tù nhân số hiệu 4713 là Kim Hyung Boom đột nhiên nổi cơn điên. Hắn phá vỡ cửa kính rồi cầm theo một mảnh thủy tinh đến phòng tắm tìm một tên tù nhân. Mày có nhận ra tao là ai không? Hyung Boom vạch áo để lộ những vết thương. Hắn luôn ở đây đợi tên tù nhân xuất hiện để báo thù. Tên tù nhân sợ hãi gọi quản giáo. Hyung Boom bịt miệng rồi ấy tên tù nhân một nhát. Bây giờ tên tù nhân mới khai nhận được một kẻ thuê để giết Hyung Boom. Kẻ đó chỉ cần mày chít. Còn nếu tên tù nhân không làm thì người chít sẽ là hắn. Hyung Boom tức giận ấy tên tù nhân thêm nhát nữa. Đúng lúc này quản giáo đi đến cứu vãn tình hình. Tên tù nhân được đưa đi cấp cứu, vô tình lướt ngang qua In-kyu. Vừa nhìn anh lập tức phán đoán được tình hình. Tên tù nhân bị vỡ động mạch chủ. Bệnh viện gần nhất cũng phải mất một tiếng di chuyển. Hắn không thể chịu đựng lâu như vậy. Quản giáo định rút mảnh thủy tinh ra. In-kyu vội ngăn cản. Nếu rút ra hắn sẽ chết ngay lập tức. Cách duy nhất hiện giờ là phẫu thuật mở ổ bụng. Mọi người đưa mắt nhìn trưởng khoa Beck, nhưng ông ấy là bác sĩ khoa nội, chưa từng phải đối diện với hoàn cảnh này bao giờ. Lúc này quản giáo nhớ tới In-kyu, anh là bác sĩ phẫu thuật, cầu xin In-kyu cứu tên tù nhân. Anh nhờ người giúp mình chuẩn bị một số thứ để phẫu thuật cho tên tù nhân ngay tại đây. Trưởng khoa Beck không đồng ý. Nỡ như xảy ra chuyện gì, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? In-kyu hỏi ngược lại ông ấy. Không phẫu thuật để bệnh nhân chết thì ông có chịu trách nhiệm hay không? Có cơ hội cứu sống bệnh nhân, dù 1% cũng phải thử. Quản giáo khuyên trưởng khoa Beck đừng chần chừ. In-kyu còn một thắc mắc cuối cùng, anh có được nhận vào làm bác sĩ nội trú không? Trưởng khoa Beck không còn cách nào đành đồng ý. Sau đó mọi người cùng nhau vào phòng phẫu thuật được chuẩn bị qua loa. In-kyu là bác sĩ phẫu thuật chính, những người khác có nhiệm vụ hỗ trợ anh. In-kyu mở ổ bụng của tên tù nhân, nhờ một y tá rút mảnh kính vỡ ra ngoài. Anh trực tiếp chọc tay vào vết thương rồi mạnh dạn phanh ổ bụng ra và sử dụng phương pháp điều trị Hartmann. BP của bệnh nhân có dấu hiệu giảm. In-kyu gấp rút kết thúc mũi khâu để chuẩn bị kích tim cho bệnh nhân. Trưởng khoa Beck muốn làm thay vì đôi tay In-kyu đang dính máu. Tuy nhiên việc kích tim không có hiệu quả. In-kyu như hiểu ra điều gì đó, anh quay lại hỏi quản giáo, trên người tên tù nhân có vết thương nào khác không? Quản giáo cũng hoang mang vì không biết, In-kyu phải tự kiểm tra. Anh phát hiện ra có vết thương khác bên cạnh vết vừa mổ, hơn nữa nó còn làm rách gan. In-kyu sử dụng đôi mắt tinh tường, phát hiện trong lá gan lưu lại một mảnh kính vỡ. Anh lập tức dùng kẹp gấp nó ra, tên tù nhân dần trở lại trạng thái an toàn. Lúc sau xe cứu thương đưa hắn đến bệnh viện, mọi người đều được thở phào, chỉ biết cảm ơn In-kyu. Nhờ việc này mà In-kyu chính thức được nhận. Tiếp theo vẫn còn một bệnh nhân, chính là Hyung Boom. Hắn bị rách tay do cầm mảnh thủy tinh sắc nhọn. Sau khi xem vết thương, In-kyu thấy cũng bình thường. Anh nhờ y tá lấy dụng cụ y tế rồi ngồi xuống hỏi thăm Hyung Boom. Bây giờ Hyung Boom thấy In-kyu quen mắt, nhưng hắn lại không thể nhớ ra. In-kyu giả vờ không quen, nhưng thực ra mục đích anh vào đây có một phần liên quan đến Hyung Boom, bởi vì hắn là kẻ sát hạ bố In-kyu 15 năm trước. Anh rất muốn báo thù. 15 năm trước sau khi em gái mất, In-kyu lại nghe tin bố bị sát hạ. Anh lập tức chạy tới hiện trường vụ án, gặp cảnh sát đang bắt giữ Hyung Boom. Hắn là kẻ chuyên buôn bán nội tệ, đã lấy hết những gì có trong cơ thể bố In-kyu. Cảnh sát tức giận hỏi Hyung Boom có phải bố In-kyu sớm bị nhắm tới. Hyung Boom không phủ nhận, bởi vì bố In-kyu là người có máu hiếm nên tất cả những gì trong cơ thể ông ấy đều có thể bán với giá cao. Cảnh sát đưa Hyung Boom về đồn quy án. Bây giờ In-kyu vô cùng tức giận, lao đến tấn công Hyung Boom rồi nhặt viên đá chọi vào đầu hắn. Trả bố lại cho tôi. Cảnh sát vội kéo In-kyu đi. Bất ngờ Hyung Boom nhặt lên viên đá đập mạnh vào đầu In-kyu. Dám đánh tao hả thằng nhóc? Não In-kyu chấn động rồi ngất đi. Trong mơ màng In-kyu cảm nhận được
đôi mắt trở nên nhạy bén hơn, nụ cười xấu xa của Hyung-bum cũng lộ rõ. Quay lại thực tại, In-ki-woo khâu vết thương xong thì kê cho Hyung-bum mấy đơn thuốc. Hắn bị quản giáo đưa trở lại nhà tù. In-ki-woo thầm nghĩ, hy vọng mấy đơn thuốc sẽ dần ăn mòn sinh mệnh của Hyung-bum để hắn cảm nhận nỗi đau một cách từ từ. Lúc này, tên tù nhân được đưa tới bệnh viện, giám đốc trung tâm cấy ghép nội tạng, bác sĩ Go Jung-hun đích thân tiếp nhận điều trị. Ông không kỳ thị người này là tù nhân. Với bác sĩ Go, ai ai cũng đều bình đẳng. Tại một căn phòng khác trong bệnh viện, đại biểu quốc hội cũng đang gặp vấn đề, dù có rất nhiều bác sĩ ở đó. Nhưng vợ đại biểu vẫn yêu cầu chỉ đích danh bác sĩ Go đến chữa trị. Viện phó lập tức gọi điện, nhưng bác sĩ Go để y tá nghe, ông chỉ chú tâm vào bệnh nhân hiện tại của mình. Viện phó đành bất lực, nghe thấy bác sĩ Go đang có ca phẫu thuật, viện trưởng giới thiệu cho vợ đại biểu, con trai của viện phó là bác sĩ Lee, cũng là một người rất tài năng. Vợ đại biểu lập tức quay xe, tất cả trông cậy vào bác sĩ Lee. Sau đó bác sĩ Lee tiến hành phẫu thuật rồi hoàn thành nó chỉ trong nửa tiếng đồng hồ. Đại biểu được truyền máu, bác sĩ Lee thông tin tình hình của ông ta cho viện trưởng. Đại biểu bị suy gan do lạm dụng thuốc, kéo theo tim và phổi hoạt động yếu, cần phải xem xét thay thế nếu có thể. Bây giờ bệnh viện không có sẵn tim, điểm thay phổi của đại biểu cũng thấp, không thể xét vào diện ưu tiên. Viện trưởng đề nghị làm giả điểm thay phổi để đưa đại biểu vào danh sách ưu tiên cấy ghép. Bác sĩ Lee định phản đối thì bị viện phó ngắt lời, ông ta sẽ làm theo lời của viện trưởng. Lúc sau, hai bố con bác sĩ Lee vào phòng, cả hai bắt đầu cãi vã. Bác sĩ Lee không đồng tình với cách làm của bố, còn rất nhiều người xếp hàng chờ cấy ghép. Viện phó mặc kệ lời của anh ta, thứ tự ưu tiên chỉ được dành cho những người có quyền lực. Bên này, bác sĩ Go kiểm tra vết mổ của tên tù nhân, nhận ra nút thắt chỉ giống với cậu bé từng ở chung nhà 15 năm trước. Đồng thời, một y tá còn cho biết bác sĩ phẫu thuật cho tên tù nhân có đôi mắt cực kỳ tinh tường. Bác sĩ Go lập tức xác nhận người đó là In-ki-woo. Sau cú chấn thương 15 năm trước, não của In-ki-woo sinh ra một phản xạ đặc biệt mà y khoa vẫn chưa thể giải thích, giúp đôi mắt của anh trở nên nhạy bén hơn người thường. Có lẽ đây là thứ ông trời đền bù cho In-ki-woo khi anh phải chịu nỗi đau mất đi cả bố và em gái cùng lúc. Quay lại thực tại, bác sĩ Go tiến hành khâu gan cho bệnh nhân. Làm xong, ông còn kiểm tra sơ bộ, phát hiện tim bơm máu rất yếu. Bác sĩ Go đề nghị đưa bệnh nhân vào danh sách đặc biệt để bệnh viện tiện theo dõi tình hình, xem có cần cấy ghép gì không. Một bác sĩ nghi hoặc hỏi lại, cấy ghép cho một tù nhân có cần thiết không? Bác sĩ Go lập tức nghiêm khắc, tù nhân cũng là một con người. Sau khi phân phó, bác sĩ Go ra ngoài, gọi điện hỏi thăm một người bạn về tình hình của In-ki-woo. Nghe tin anh vừa chuyển tới nhà tù Siwang, bác sĩ Go về phòng tra mạng. Cuối cùng hiểu được lý do In-ki-woo quyết định tới đó làm việc. Buổi tối, In-ki-woo trở về nhà, không ngờ anh đã chuẩn bị kế hoạch báo thù trong suốt một thời gian dài. Mục tiêu của In-ki-woo không chỉ có Hyung-bum mà là cả đường dây mua bán nội tạng đứng sau hắn, trong đó có không ít bác sĩ và chính trị gia liên quan. Để bọn họ lộ mặt, In-ki-woo sẽ bắt đầu từ Hyung-bum. Đơn thuốc anh kê cho Hyung-bum sẽ gây nhiễm trùng gan trong 4 ngày. In-ki-woo tính toán thời gian chuẩn xác để kế hoạch diễn ra theo đúng tiến độ. Hôm sau, In-ki-woo quay lại nhà tù làm việc. Dù mới gặp hôm qua, Hyung-bum lại tỏ ra thân thiết với In-ki-woo. Anh cũng định giơ tay lên chào thì bị trưởng khoa Baek ngăn cản. Hyung-bum không hề thân thiện như vẻ ngoài, hắn là một kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Trưởng khoa Baek khuyên In-ki-woo nên cẩn thận rồi dẫn anh về phòng làm việc. Đúng lúc này, phòng khám nội trú bất ngờ nhận được cuộc gọi, bệnh viện gửi đến một thông báo, tù nhân đến từ nhà tù Siwang vừa tử vong vì chít não. Trước khi chít, người đó đã đăng ký danh sách CONOT, một danh sách hiến tặng nội tạng cho bệnh viện. Các bác sĩ nhà tù sẽ lên đường đến đó làm thủ tục chuyển giao. Trưởng khoa Baek muốn dẫn In-ki-woo đi cùng để anh có cơ hội học hỏi. Ở đây, In-ki-woo gặp được bác sĩ Go, ông là bác sĩ phẫu thuật ca này. Bác sĩ Go đi cùng con gái Go Ji-in, là điều phối viên khoa cấy ghép nội tạng. Bác sĩ Go muốn nhờ In-ki-woo hỗ trợ phẫu thuật vì hầu hết các bác sĩ phẫu thuật khác đều đang bận. In-ki-woo trực tiếp từ chối, mọi người xung quanh đều không hiểu chuyện gì. Bác sĩ Go nói rằng ông có chuyện quan trọng cần thảo luận với In-ki-woo, anh mới theo vào phòng phẫu thuật. Bên trong, bác sĩ Go bắt đầu tiến hành phẫu thuật, vừa làm ông vừa hỏi In-ki-woo lý do anh đến nhà tù Siwang có phải vì Hyung-bum. In-ki-woo không phủ nhận, anh chính là muốn báo thù. Mấy người quan sát bên ngoài thắc mắc thái độ của In-ki-woo với bác sĩ Go, dường như có xích mích gì đó trong quá khứ. 15 năm trước, sau khi em gái In-ki-woo mất, bác sĩ Go lấy danh nghĩa bố nuôi đăng ký hiến tặng tất cả nội tạng của cô bé. Vì chuyện này mà In-ki-woo vô cùng tức giận, không thèm nhìn mặt bác sĩ Go từ đó. Quay lại thực tại, In-ki-woo nói với bác sĩ Go, 15 năm trước anh không biết nguyên nhân, nhưng đến bây giờ có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực y khoa. In-ki-woo cũng hiểu lý do bác sĩ Go hiến tặng nội tạng của em gái, vì gia đình In-ki-woo chảy dòng máu hiếm, anh muốn báo thù Hyung-bum vì tội ác mà hắn gây ra với bố. In-ki-woo cũng không thể tha thứ cho kẻ lỡ lấy hết nội tạng của em gái. Mục đích In-ki-woo trở thành bác sĩ không phải để cứu người mà là để giết người. Bác sĩ Go tức giận, In-ki-woo nói như vậy không xứng đáng làm một bác sĩ, nếu anh muốn trả thù. Bác sĩ Go cho anh cơ hội, ông bảo In-ki-woo đưa cho mình dao mổ. In-ki-woo cầm con dao, nhìn bác sĩ Go với ánh mắt thù ghét. Anh đặt dao lên tay bác sĩ Go, nhưng lại không chịu buông ra. In-ki-woo nghi ngờ, cái chết của bố và em gái đều nằm trong kế hoạch của đường dây mua bán nội tạng. Bác sĩ Go cũng là người thuộc đường dây đó. Bác sĩ Go lạnh lùng đáp lại, In-ki-woo đừng tiếp tục suy diễn nữa, mau trả dao để ông phẫu thuật. Bất ngờ có một y tá chạy vào, In-ki-woo mới chịu buông tay. Nữ y tá thông báo với bác sĩ Go, có một người gặp tai nạn chít não, mới đăng ký hiến tặng nội tạng.
ông sẽ hoàn thành ca phẫu thuật ở đây rồi đến đó tiếp nhận bệnh nhân. Sau khi kết thúc ca phẫu thuật, bác sĩ Go nhắc nhở Inkyu, hãy nhớ mục đích anh trở thành bác sĩ, bố và em gái chắc chắn cũng không muốn thấy Inkyu vì trả thù mà lầm đường lạc lối. Nói xong, bác sĩ Go rời đi. Inkyu đứng chít lặng suy ngẫm, 15 năm trước khi anh cùng em gái tới bệnh viện nhưng bác sĩ lại không cho vào vì cả hai không có tiền. May mắn bác sĩ Go đi ngang qua, muốn đưa em gái Inkyu vào cấp cứu, viện phí sẽ do ông chi trả. Sau khi xác nhận em gái đã an toàn, Inkyu ra ngoài mưa chờ đợi. Bác sĩ Go thấy vậy tiến đến hỏi thăm, vô tình phát hiện chân Inkyu cũng bị thương. Ông muốn giúp Inkyu kiểm tra vết thương, nhưng Inkyu lại sợ phải trả thêm viện phí. Bác sĩ Go nói rằng ông sẽ lo liệu hết tất cả, muốn nhận hai anh em làm con nuôi. Sau đó Inkyu đồng ý để bác sĩ Go khâu vết thương. Bây giờ Inkyu có một thắc mắc, làm sao để trở thành một bác sĩ tốt như ông? Bác sĩ Go khích lệ, chỉ cần có lòng tin, chắc chắn Inkyu sẽ là một bác sĩ tốt. Sáng sớm có một tên môi giới bán nội tạng đến nhà tù tìm Hyung-bum, thông báo tên tù nhân bị hắn đâm hôm trước vẫn còn sống. Hyung-bum tiếc nuối, lẽ ra hắn phải đâm thêm vài nhát, nhưng Hyung-bum cũng không phủ nhận. Bác sĩ chữa trị cho tên tù nhân rất giỏi, hắn nhắc tới Inkyu. Hyung-bum khẽ nói với tên môi giới, Inkyu là bác sĩ mới đến nhà tù, có thể lợi dụng anh cho kế hoạch của bọn chúng. Tên môi giới ra hiệu đồng ý. Lúc sau Hyung-bum đến gặp Inkyu tái khám, có ý định thăm dò anh. Hyung-bum nhắc đến tên tù nhân được Inkyu cứu lần trước, hắn hỏi Inkyu có thấy điều gì kỳ lạ trên vết đâm. Inkyu lạnh lùng trả lời, đó là vết đâm do kẻ có kiến thức về y khoa gây ra. Vết đầu tiên cắt thẳng vào gan, vết thứ hai làm đứt động mạch chủ. Nếu gặp bác sĩ không có chuyên môn cao, tên tù nhân đó đã sớm trầu trời. Hyung-bum khen ngợi Inkyu, hắn cũng không ngại kể về tội danh của mình. Hyung-bum là kẻ mua bán nội tạng, có thể biết chính xác vị trí của chúng trong cơ thể người. Inkyu không còn xa lạ. Tuy nhiên Hyung-bum còn tiết lộ thêm một thông tin, tên tù nhân bị đâm mới chính là kẻ phẫu thuật lấy nội tạng. Điều này khiến Inkyu vô cùng bất ngờ. Sau khi Hyung-bum được đưa đi, Inkyu đến gặp nữ y tá, xin hồ sơ của tên tù nhân bị đâm để điều tra manh mối mới trong đường dây mua bán nội tạng. Một bên khác, trưởng khoa Beck nhớ tới cách hành xử kỳ lạ của Inkyu khi gặp bác sĩ Go. Ông quyết định điều tra về Inkyu. Trưởng khoa Beck có được danh sách thành viên trong gia đình. Bất ngờ nữ y tá mang tài liệu đến xin chữ ký. Trưởng khoa Beck nhận ra lượng thuốc nhập vào nhà tù tăng bất thường. Ông nhờ nữ y tá lấy hồ sơ bệnh án của các tù nhân, trong đó trưởng khoa Beck chú ý đến hồ sơ của Hyung-bum. Thuốc hắn đang dùng không đúng liều lượng. Biết được Inkyu kê đơn thuốc này, trưởng khoa Beck ký tài liệu cho y tá đi trước. Sau đó ông vào kho dữ liệu của nhà tù tìm hiểu, phát hiện Hyung-bum phạm tội giết người rồi cướp nội tạng, mà nạn nhân chính là bố Inkyu. Cuối cùng trưởng khoa Beck cũng hiểu tại sao Inkyu nhất định phải đến nhà tù làm việc. Lúc này bác sĩ Go chuẩn bị phẫu thuật cây ghép nội tạng vừa mới lấy được cho tên tù nhân bị đâm ở nhà tù Siwang. Bất ngờ ông nhận được cuộc gọi của viện trưởng. Bác sĩ Go bị gọi đến phòng riêng gặp mặt. Ở đây viện trưởng yêu cầu bác sĩ Go đem phần nội tạng vừa lấy được cây ghép cho đại biểu. Nhưng bác sĩ Go có nguyên tắc, phải làm đúng quy trình. Viện trưởng đặt ra so sánh, cứu một đại biểu có thể đóng góp cho xã hội, hay cứu một tội phạm để hắn phạm tội khác. Lựa chọn phải được quyết định trên giá trị con người. Viện trưởng nói với bác sĩ Go, đây không phải đề nghị mà là mệnh lệnh. Bác sĩ Go về phòng suy nghĩ, bất ngờ Inkyu đẩy cửa xông vào. Anh đã điều tra ra được tên tù nhân mà bản thân cứu chính là đồng phạm giết bố với Hyung-bum. Inkyu chất vấn bác sĩ Go, có phải ông sớm biết chuyện Hyung-bum có đồng phạm? Bác sĩ Go không phủ nhận. Khi tên tù nhân đó bị bắt, Inkyu đang ôn thi đại học. Bác sĩ Go sợ nếu như anh biết sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Inkyu hối hận khi dùng đôi tay này cứu kẻ giết bố. Anh yêu cầu bác sĩ Go nhất định phải cứu sống tên tù nhân để Inkyu có thể tự trả thù cho bố. Bác sĩ Go vô cùng khó xử, Inkyu cứ thế bỏ đi. Lúc sau bác sĩ Go tiến hành ca phẫu thuật cây ghép thận cho tên tù nhân. Ông lại nhớ đến lời của viện trưởng nên có một chút đắn đo, cuối cùng vẫn quyết định làm theo lương tâm bác sĩ. Ca phẫu thuật diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tuy nhiên sau chuyện này, bác sĩ Go bị triệu tập đến hội đồng kỷ luật. Viện phó tức giận trách phạt, tại sao lại cứu một tên tù nhân thay vì cứu một đại biểu quốc hội? Nếu như chuyện này bị đồn ra ngoài, danh tiếng của bệnh viện sẽ đi về đâu? May mắn đại biểu đã tìm được một họ hàng đồng ý hiến tặng, nếu không bác sĩ Go khó có thể gánh hết trách nhiệm. Ông chỉ biết lặng im nghe chửi. Tuy nhiên vẫn có một số bác sĩ cho rằng hành động kỷ luật là bất công với bác sĩ Go. Ông chỉ làm theo đúng quy trình, mỗi một sinh mệnh đều đáng giá như nhau. Trong bệnh viện không được có sự phân biệt giai cấp, viện phó càng tỏ ra phẫn nộ. Nếu như có người bảo vệ bác sĩ Go thì hãy cùng nhau bỏ phiếu xem có nên quyết định kỷ luật bác sĩ Go hay không. Tất cả đều tán thành ý kiến này. Một bên khác, bác sĩ Lee đang tiến hành ca phẫu thuật cho đại biểu trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Quá trình ban đầu diễn ra khá suôn sẻ, tuy nhiên đến bước nối liền nội tạng, bác sĩ Lee đột nhiên mất bình tĩnh. Tất cả đều vô cùng lo lắng, có người đề nghị gọi bác sĩ Go nhưng lại bị bác sĩ Lee ngăn cản. Anh tỏ ra là mình ổn rồi tiếp tục tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên đôi tay run run, bác sĩ Lee cắt nhầm động mạch chủ khiến máu phun ra tung tóe. Mọi người hốt hoảng vội bịt miệng vết thương lại.
Trước tình huống nguy cấp, bác sĩ Lee lại chỉ biết đứng hình. Một y tá nhanh trí chạy đi tìm bác sĩ Go. Trong phòng mọi người đang đợi kết quả bỏ phiếu, bất ngờ y tá xông vào, yêu cầu bác sĩ Go đến hỗ trợ ca phẫu thuật đại biểu sắp ngừng tim. Bác sĩ Go lập tức đến phòng phẫu thuật, ông tiến hành khâu lại động mạch chủ, giúp nhịp tim của đại biểu trở lại bình thường. Ca phẫu thuật ghép tạng được tiếp tục. Bác sĩ Go thực hiện nhanh gọn các bước cứu sống đại biểu trong gang tấc, khiến tất cả ngỡ ngàng như chứng kiến phép màu. Song việc bác sĩ Go muốn gặp riêng bác sĩ Lee để chỉ ra sai lầm của anh ta. Ra bên ngoài, bác sĩ Go nhìn thấy tay bác sĩ Lee vẫn còn run run. Nếu như thiếu tự tin khi bước vào ca phẫu thuật, bác sĩ sẽ biến thành kẻ giết người. Hôm nay bác sĩ Lee suýt nữa giết chết cả bệnh nhân lẫn người hiến tặng. Bác sĩ Lee không phủ nhận lỗi lầm của mình, nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân sâu xa, hóa ra vì bảo vệ cho đồng nghiệp nữ mà bác sĩ Lee bị người đàn ông làm đứt gân tay, dẫn đến để lại di chứng, khiến cánh tay thi thoảng lại run lên. Con đường trở thành bác sĩ giỏi cũng bị chuyện đó cản trở. Lúc này In Ki-woo được trưởng khoa Baek gọi tới, nói ra hết phát hiện của ông. Về mục đích In Ki-woo đến trại giam làm việc là để trả thù Hyung-bum. Trưởng khoa Baek muốn In Ki-woo lập tức cuốn gói rời khỏi đây. In Ki-woo không phủ nhận. Tuy nhiên anh cũng biết bí mật của trưởng khoa Baek. Ông đến nhà tù làm việc là để chăm sóc cho tù nhân 4817. Người đó là con trai của trưởng khoa Baek. Ông trở nên mất bình tĩnh. In Ki-woo hứa sẽ không tiết lộ bí mật, đồng thời cũng sẽ không giết Hyung-bum trong tù. Ngược lại anh còn muốn cứu hắn. Trưởng khoa Baek cứ việc yên tâm. Chỉ cần ông lặng im bỏ qua chuyện hôm nay, trưởng khoa Baek không còn cách nào ngoài thỏa hiệp. Lúc sau Ji-in đến nhà tù, có một tù nhân già muốn hiến tặng cơ thể cho bệnh viện. Sau khi ông ấy chết đi, tuy nhiên nội tạng của người già rất ít dùng được, chỉ còn đôi mắt có giá trị. Tù nhân già thầm cảm thán, hy vọng đôi mắt sẽ thay ông ở lại, ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Bất ngờ In Ki-woo xuất hiện ngăn cản, nỡ như người nhà ông ấy không đồng ý thì sao? Ji-in liền giải thích, đến lúc đó hủy tờ đăng ký vẫn còn kịp. Tù nhân già lại cho rằng, cuộc đời tù tội của ông vốn đã là gánh nặng cho gia đình, nếu trước khi chết có thể làm việc có ích, con cháu sẽ được tự hào, dù sao hiến tặng cũng tốt hơn để cơ thể hóa thành tro bụi. Người nhà tù nhân già cũng sắp đến thăm, ông sẽ hỏi lại ý kiến của họ một lần nữa. Tù nhân già muốn cho In Ki-woo xem ảnh gia đình, họ thật sự trông rất hạnh phúc. Sau khi ra ngoài, In Ki-woo gặp lại Ji-in. Cô chất vấn In Ki-woo tại sao lại can thiệp vào quyết định của người khác. Bởi vì In Ki-woo cũng từng ở trong hoàn cảnh đó. Khi anh còn chưa đồng ý, cơ thể của em gái đã bị mang đi hiến tặng. Ji-in hiểu được nỗi lòng của In Ki-woo, cảm thấy vô cùng bứt rứt. Sau đó cô quyết định tìm In Ki-woo xin lỗi. Thấy anh đang đi bộ về, Ji-in cho In Ki-woo quá giang. Muốn nhân cơ hội này tìm hiểu về con người anh, trên đường hai người trở về, có một chiếc xe lạng lách đánh võng, vô tình gây tai nạn, kéo theo hiệu ứng dây chuyền, làm những chiếc xe trên đoạn đường đó bị vạ lây, trong đó có xe của In Ki-woo và Ji-in. May mắn hai người không sao, cả hai xuống xe hỗ trợ người bị nạn. Trên xe có một gia đình, cô con gái sợ hãi kêu gào, mọi người hãy cứu bố mẹ cháu, người mẹ đang mang thai, người bố cầm lái cũng đang bất tỉnh. In Ki-woo nhận ra, đây chính là gia đình trong ảnh mà tù nhân giả cho anh xem. In Ki-woo đưa người phụ nữ ra khỏi xe, xem xét tình hình của cô ấy. Ji-in cũng lấy dụng cụ y tế giúp đỡ những người gặp tai nạn. May mắn xe cứu thương đến kịp, In Ki-woo mượn dụng cụ kiểm tra lại cho người phụ nữ mang thai, nhận ra nhịp tim của cô ấy yếu đi, nhưng không phải do tràn khí màng phổi. In Ki-woo phát hiện động mạch cổ bị sưng, In Ki-woo đoán là chèn tim, anh lập tức yêu cầu đưa người phụ nữ lên xe cứu thương. In Ki-woo muốn chọc ngoài màng tim cho cô ấy, nhưng nhân viên y tế không đồng ý, họ được yêu cầu đưa người gặp tai nạn đến bệnh viện, nhưng nếu không sơ cứu ngay, người phụ nữ sẽ chết trước khi đến bệnh viện. Huyết áp của cô ấy đang liên tục giảm, trước tình hình nguy cấp, Ji-in lấy ra thẻ bác sĩ của mình, hứa sẽ chịu trách nhiệm trước việc làm của In Ki-woo. Nhân viên y tế đành đồng ý để hai người lên xe. Trên xe, Ji-in gọi điện về bệnh viện, yêu cầu chuẩn bị một phòng phẫu thuật khẩn cấp. In Ki-woo cũng tiến hành chọc ngoài màng tim cho người phụ nữ, nhờ vào đôi mắt đặc biệt, In Ki-woo sơ cứu thành công. Huyết áp của người phụ nữ bắt đầu tăng trở lại, đứa bé trong bụng cũng không sao, mọi người đều được thở phào. Sau đó họ đưa người phụ nữ đến bệnh viện, Ji-in chạy đến khoa sản, yêu cầu được giúp đỡ. Ở đây chỉ còn một bác sĩ có thể hỗ trợ, là nữ bác sĩ khoa sản Sun Jeon-hee. Vừa nhìn thấy In Ki-woo, tim Jeon-hee đột nhiên đập loạn xạ, dù hai người hoàn toàn xa lạ, không biết nguyên nhân do đâu, mặc kệ chuyện đó, cô phải giải quyết tình hình trước mắt. Jeon-hee theo Ji-in đến chỗ bệnh nhân. Người phụ nữ đã ở trạng thái an toàn, đứa trẻ được 32 tuần tuổi không có vấn đề gì nguy hiểm. Bất ngờ bệnh nhân tụt huyết áp, phần dưới đang chảy máu rất nhiều. Jeon-hee vội tiêm thuốc cho cô ấy, In Ki-woo thì giúp cô ấy hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên tình trạng vẫn không được cải thiện, In Ki-woo yêu cầu mổ đẻ khẩn cấp. Ji-in lập tức gọi cho bác sĩ Go, ở đây có một trường hợp cần phẫu thuật. Bác sĩ Go vội chạy tới khoa sản, vô tình bị viện trưởng nhìn thấy. Ông ta cũng bám theo, xem bác sĩ Go muốn làm gì. Khi vừa trông thấy In Ki-woo, viện trưởng tỏ ra kinh ngạc vì anh không phải là bác sĩ của bệnh viện. Bác sĩ Go tức giận đuổi viện trưởng ra ngoài, viện trưởng tức giận gọi bảo vệ, lôi cổ In Ki-woo ra ngoài. Bấy giờ Jeon-hee mới bất bình lên tiếng, bố lặng im để người ta cứu người. Hóa ra Jeon-hee là con gái của viện trưởng. Lúc sau phòng mổ được chuẩn bị xong, bác sĩ Go yêu cầu Jeon-hee làm bác sĩ mổ chính. Cô ấy chưa từng mổ đẻ trước đây, In Ki-woo và mọi người khích lệ. Jeon-hee quyết định thử thách bản thân, ngược lại cô làm rất tốt. Trong lúc ca mổ đang diễn ra, ánh mắt của In Ki-woo vô tình phát hiện động mạch treo tràng của bệnh nhân cũng bị rách, anh trực tiếp lấy nó ra. Bác sĩ Go đề nghị Jeon-hee nhanh tay.
Sau khi mổ đẻ, người phụ nữ còn cần thực hiện một phẫu thuật khác, nếu chậm trễ cơ thể cô ấy sẽ không chịu nổi. Jeon Hee hiểu ý, nhanh chóng hoàn thành ca mổ đẻ. Đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, tuy nhiên mọi người chưa thể vui mừng, huyết áp của người phụ nữ vẫn không thay đổi. Các bác sĩ nhanh chóng làm thêm phẫu thuật, một lá gan của người phụ nữ bị vỡ nát do tai nạn, cần phải cắt bỏ nó. In Ki-woo phối hợp với bác sĩ Go gấp rút hoàn thành ca phẫu thuật. Thấy In Ki-woo không cần đeo dụng cụ hỗ trợ mắt, mọi người tỏ ra ngạc nhiên. Bác sĩ Go giải thích, In Ki-woo chính là người sở hữu đôi mắt đặc biệt, mệnh danh là ưng nhãn của ngành y khoa. Nghe xong hầu hết đều thán phục, có In Ki-woo ở đây, sợ gì ca phẫu thuật thất bại. Quả đúng như vậy, ca phẫu thuật kép thành công ngoài mong đợi, hai mẹ con người phụ nữ đều được an toàn. Nhận được tin, viện trưởng vô cùng thất vọng, hóa ra ông ta mong đợi người phụ nữ chết. Để có nội tạng cấy ghép cho đại biểu, bây giờ đành phải tìm cách khác. Người phát ngôn của bệnh viện đưa ra ý kiến, đại biểu còn một cậu con trai, có thể để cậu ta hiến tặng. Bất ngờ vợ đại biểu đi đến, viện trưởng không ngại nói ra, gợi ý vừa rồi của người phát ngôn. Vợ đại biểu tức giận, bà ta không đồng ý để con trai mất đi một lá gan. Vợ đại biểu ép viện trưởng làm mọi giá, đem một lá gan về đây, nếu không sẽ cho thanh tra đến rà soát hoạt động của bệnh viện. Viện trưởng cũng không sợ, đại biểu ăn không ít tiền ở bệnh viện này, cả hai từ đồng minh chuyển hướng đối địch. Vợ đại biểu tức giận rời đi, tuy nhiên sau đó bà ta lại đổi ý, kéo con trai đến bệnh viện để cậu ta hiến gan cứu bố, vì nếu không có đại biểu, gia đình này chẳng còn lại gì. Con trai lấy lý do sợ kim chích, không dám làm phẫu thuật. Vợ đại biểu vạch trần cậu ta, bố sắp chết mà không lo, lại đi xăm tên người yêu mới quen một tháng. Thế này là sợ kim chích giữ chưa? Vợ đại biểu đập cho con trai bất hiếu một trận. Một bên khác, tên môi giới mà Hee Ung Bum gặp lần trước, lần mò đến nhà In Ki-woo, hắn muốn điều tra về anh. Tên môi giới phá khóa đột nhập vào nhà, tìm được giấy nợ In Ki-woo đặt trên bàn, cùng bức ảnh anh và em gái. Tuy nhiên đây là thứ In Ki-woo sắp xếp, anh biết có người sẽ đến thăm nhà, nên cất ảnh bố đi chỗ khác. Danh sách điều tra về đường dây buôn nội tạng trong tủ quần áo cũng không còn ở chỗ cũ, ngược lại tên môi giới đột nhập vào nhà đều bị máy quay ghi hình. Sau khi rời khỏi nhà In Ki-woo, tên môi giới đến gặp Hee Ung Bum, kể ra hết những phát hiện của hắn. Nghe thấy In Ki-woo có một khoản nợ, Hee Ung Bum muốn lợi dụng chuyện này tìm cách dụ dỗ In Ki-woo để anh làm quân bài tẩy trong kế hoạch của bọn chúng. Tên môi giới ra hiệu đồng ý. Lúc này Ji In đến gặp chồng của người phụ nữ mang thai, thông báo tình hình hai mẹ con cho anh ta. Tuy người phụ nữ đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng cô ấy vẫn cần thay gan, vì lá gan còn lại cũng bị tổn thương khá nặng. Người chồng lập tức chỉ vào cơ thể, đề nghị lấy gan của anh ta cho vợ. Tuy nhiên gan của người chồng có chỉ số somatic cao, nên anh ta không thể hiến tặng. Người chồng tỏ ra bất lực. Ji In thắc mắc, người vợ còn họ hàng nào không? Người chồng thành thật trả lời, người thân duy nhất của cô ấy chỉ còn lại bố đang trong tù. Ji In nhận ra, người mà anh ta nhắc tới chính là tù nhân già đăng ký hiến tặng. Cô gọi điện nhờ In Ki-woo sắp xếp, nhưng anh không đồng ý. Đến khi Ji In cho biết tù nhân già là người duy nhất có thể cứu được người phụ nữ, In Ki-woo mới thay đổi lập trường. Anh gọi điện thuyết phục trưởng khoa Baek, nhưng ông lại cho rằng việc hiến tặng nằm ngoài phận sự của In Ki-woo. Anh đặt trưởng khoa Baek vào tình huống con trai ông gặp hoàn cảnh tương tự, và chỉ có trưởng khoa Baek mới cứu được cậu ta. Ông sẽ làm gì? Trưởng khoa Baek không quan tâm, nói rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra rồi cúp máy. In Ki-woo quyết định bắt xe đến nhà tù để trực tiếp thuyết phục trưởng khoa Baek. Bên kia, trưởng khoa Baek yêu cầu đưa Hee Ung Bum tới khám. Ông ta đưa ra gợi ý cho Hee Ung Bum tại sao In Ki-woo lại tiếp cận hắn. Hee Ung Bum không hiểu chuyện gì. Trưởng khoa Baek cho hắn biết thuốc mà In Ki-woo kê đơn sẽ gây hại cho gan của Hee Ung Bum. Hắn vô cùng tức giận. Lúc sau, Hee Ung Bum được đưa trở lại nhà giam. Đúng lúc In Ki-woo đi tới, thấy biểu cảm khác lạ của Hee Ung Bum, In Ki-woo lập tức chạy vào chất vấn trưởng khoa Baek. Ông đã cho Hee Ung Bum biết chuyện gì? Trưởng khoa Baek nói dối, ông ta chỉ khám cho Hee Ung Bum. In Ki-woo đổi chủ đề, tại sao không để tù nhân già hiến tặng cho con gái? Nếu không được cấy ghép gan, cô ấy chắc chắn sẽ chết. Trưởng khoa Baek vẫn thờ ơ, chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến ông ta. Ai cũng có việc riêng cần làm. Trưởng khoa Baek khuyên In Ki-woo hãy nhớ đến lý tưởng của mình, anh phải trả thù kẻ giết bố. In Ki-woo vô cùng tức giận, chắc chắn Hee Ung Bum sẽ phải trả giá, nhưng người phụ nữ kia không làm gì sai, cô ấy không cần phải chết. Trưởng khoa Baek mỉa mai, trên đời này chẳng ai chưa từng phạm sai lầm. In Ki-woo đánh vào tâm lý của trưởng khoa Baek, nếu như người phụ nữ kia chết, người chồng sẽ phải nuôi hai đứa con, là một người bố đơn thân. Trưởng khoa Baek chắc chắn hiểu rằng chuyện đó vô cùng khó khăn. Trưởng khoa Baek nhớ đến con trai, vì không có mẹ bên cạnh dạy dỗ nên thằng bé mới lầm đường lạc lối rồi phải vào trốn ngục tù. Cuối cùng trưởng khoa Baek cũng được khai sáng, ông đồng ý để tù nhân già hiến tặng cứu con gái, nhưng phải đúng quy trình, trước tiên phải xin bộ tư pháp cấp phép để tù nhân già được ra ngoài, đồng thời phải xin được chứng từ của bác sĩ phụ trách phẫu thuật. Buổi tối In Ki-woo về nhà, anh gọi điện cho bác sĩ Go, đề nghị ông viết một lá thư gửi đến bộ tư pháp, xin cho tù nhân già tại ngoại để hiến gan cứu con gái. Bác sĩ Go vui mừng, một phần vì có cơ hội cứu bệnh nhân, một phần vì có được số điện thoại của In Ki-woo. Bác sĩ Go lưu là con trai trong máy. Hôm sau, lá thư được gửi phách đến bộ tư pháp, nhờ đó tù nhân già được quản giáo dẫn đến bệnh viện để hiến tặng cứu con gái. Trên xe, ông xúc động cảm ơn In Ki-woo vì được nghe về tất cả cố gắng của anh. In Ki-woo cũng động viên tù nhân già, không chỉ có nỗ lực của anh mà còn có mong muốn cứu con gái của ông.
mới giúp họ đi đến bước này. In Ki-u nhớ đến bố, 15 năm trước ông ấy cũng vì cứu con gái mà gọi điện khắp nơi xin trợ giúp, cuối cùng quyết định bán nội tạng để có tiền lo viện phí. Người bố còn dành ra một số tiền nhỏ mua cho In Ki-u một đôi giày, khiến In Ki-u vô cùng hạnh phúc. Nhưng nhìn lại, giày của bố cũng đã rách nát, người bố luôn hy sinh tất cả vì con. Quay lại thực tại, xe của nhà tù đã đến bệnh viện. Ji-in ra tận nơi đón In Ki-u và tù nhân già. Cô không ưa thái độ cao ngạo của In Ki-u, nhưng cố gắng mà anh bỏ ra, Ji-in buộc phải công nhận. Ji-in dẫn mọi người vào bệnh viện. Trước khi phẫu thuật, Ji-in giới thiệu quy trình cho tù nhân già. Bác sĩ sẽ lấy một phần gan nhỏ cấy vào cơ thể bệnh nhân. Tù nhân già muốn cho cả lá gan. Ji-in giải thích cho ông ấy, chỉ cần một phần nhỏ đưa vào cơ thể, sau nửa năm lá gan sẽ được tái tạo lại nguyên vẹn. Bệnh viện phải đảm bảo rằng cả bệnh nhân và người hiến tạng đều có thể sống bình thường. Sau đó tù nhân già được đưa đến phòng chờ. Con rể muốn dẫn cháu gái vào thăm, nhưng ông ấy không đồng ý. Ji-in và In Ki-u vào hỏi lý do. Hóa ra tù nhân già lo sợ cháu gái sẽ biết ông là tội phạm. In Ki-u ra hiệu cho quản giáo để họ mở còng tay cho tù nhân già. Con rể và cháu gái vào thăm. Tù nhân già vô cùng xúc động vì đây là lần đầu được gặp cháu gái. Nghe bố giới thiệu, cô bé mới biết đây là ông ngoại, liền chạy tới ôm lấy ông ấy. Tù nhân già xúc động, suýt để lộ chiếc còng ở chân. In Ki-u nhanh trí dùng chân che lại để màn hội ngộ cảm động của hai ông cháu không bị gián đoạn. Lúc sau In Ki-u xuống quầy mua cà phê, vô tình gặp lại Jeon Hee. Cô muốn dẫn In Ki-u đi thăm một sinh mệnh được anh cứu sống, chứng kiến con của người phụ nữ khỏe mạnh. In Ki-u cũng vui thầm trong lòng. Jeon Hee quay sang cảm ơn In Ki-u vì nhờ có anh, cô mới can đảm thực hiện ca mổ đẻ. Jeon Hee muốn bắt tay làm bạn, không ngờ người lạnh lùng như In Ki-u lại đồng ý. Bất ngờ In Ki-u nhận được cuộc gọi, Ji-in yêu cầu anh đến phòng họp. Tù nhân già ghi nhầm nhóm máu nên có một chút vấn đề với ca phẫu thuật. In Ki-u lập tức đến phòng họp. Bác sĩ Go mời anh ngồi xuống, thông báo việc hiến tạng của tù nhân già đã bị từ chối. In Ki-u thắc mắc, nếu như vậy bệnh nhân sẽ phải chờ đến khi có lá gan mới hay sao? Cô ấy đang trong tình trạng nguy hiểm, không thể chờ đợi lâu. Bác sĩ Go đã tìm ra phương pháp mới, đó là hiến tạng trao đổi. Điều này yêu cầu phải có 4 bác sĩ phẫu thuật, 2 người cắt tạng và 2 người ghép tạng. Tuy nhiên bệnh viện chỉ có 3 bác sĩ phẫu thuật. Bác sĩ Go đề nghị mời In Ki-u tham gia cứu người, không ngờ anh lại trực tiếp từ chối, khiến mọi người đều bất ngờ. Một bên khác, vợ đại biểu đến thông báo với viện trưởng, bà ta đã thuyết phục được con trai hiến tạng. Qua kiểm tra, viện trưởng đánh giá lá gan của con trai đại biểu không phù hợp với ông ta, vì vậy viện trưởng đưa ra đề nghị để đại biểu và con trai thực hiện ca phẫu thuật hiến tạng trao đổi. Với tù nhân già và con gái ông ấy, vợ đại biểu tỏ ra khinh thường, lá gan của một tên tù nhân không xứng đặt vào cơ thể đại biểu. Hơn nữa bà ta cũng không muốn để lá gan của con trai cho một người khác, nhưng nếu không thực hiện ca phẫu thuật này, đại biểu sẽ phải đợi rất lâu để tìm ra lá gan phù hợp. Vợ đại biểu liền lật lọng, bà ta muốn lấy lá gan của tù nhân già mà không cần dùng gan của con trai trao đổi. Viện trưởng không chấp nhận, làm như vậy hai bố con tù nhân già sẽ chết. Nếu vợ đại biểu không đồng ý hiến tạng trao đổi, viện trưởng sẽ dành cơ hội này cho người khác. Vợ đại biểu lại lấy quyền lực ra đe dọa, nhưng viện trưởng không hề nhún nhường. Bà ta đành phải thỏa hiệp. Lúc này In Ki-u trở lại nhà tù làm việc. Bệnh viện gửi cả giấy tờ tới đây đề nghị In Ki-u giúp sức trong ca phẫu thuật hiến tạng trao đổi sắp tới. Tuy nhiên In Ki-u tiếp tục từ chối. Quản giáo muốn biết lý do, In Ki-u nói rằng anh là bác sĩ của nhà tù Siwang chứ không phải bác sĩ của bệnh viện. Quản giáo tích cực khuyên bảo, trưởng khoa Baek cũng lên tiếng, In Ki-u mới chịu suy nghĩ lại. Lúc sau trưởng khoa Baek đi cùng In Ki-u ra ngoài để nói chuyện riêng với anh. Trưởng khoa Baek châm chọc, một bác sĩ muốn giết người, bây giờ lại được nhờ cứu người, câu chuyện này thật nực cười. Mặt In Ki-u vẫn không biến sắc, anh tự có tính toán của riêng mình. Sau khi trở về phòng làm việc, In Ki-u phát hiện Hyung Boom đến tìm anh. Trưởng khoa Baek lại trêu đùa, In Ki-u và Hyung Boom cũng thân quá nhỉ. In Ki-u vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, vào phòng khám bệnh cho Hyung Boom. Hắn cho In Ki-u biết tình trạng của bản thân. Kể từ lúc uống đơn thuốc của trưởng khoa Baek, Hyung Boom hay cảm thấy buồn nôn, đi tiểu cũng ít, cơ thể thi thoảng bị đau nhức. In Ki-u kiểm tra cho Hyung Boom một lượt, phát hiện sắc tố vàng trong mắt, da khô và xanh xao. Đây là dấu hiệu của viêm gan và suy thận cấp. Đơn thuốc của In Ki-u đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên Hyung Boom không hề hay biết, hắn vẫn đổ lỗi cho đơn thuốc của trưởng khoa Baek. In Ki-u không ngại nói thật, đó là tác dụng phụ của đơn thuốc mà anh kê cho Hyung Boom. In Ki-u nói dối Hyung Boom, dấu hiệu đó cho thấy cơ thể hắn đang hồi phục. Hyung Boom không biết gì vẫn tin sái cổ, còn cười với In Ki-u rất tươi. Để báo đáp sự giúp đỡ, Hyung Boom muốn cho In Ki-u biết một bí mật. Trưởng khoa Baek đến nhà tù làm việc vì con trai, In Ki-u biết từ lâu. Nhưng để bảo vệ trưởng khoa Baek, anh phủ định lời của Hyung Boom. Hắn vẫn tỏ ra vô cùng chắc chắn. Nhân tiện Hyung Boom có một thắc mắc, tại sao In Ki-u lại đến đây làm việc? Đó là vì kiếm tiền. Câu trả lời gượng ép của In Ki-u khiến Hyung Boom không thể tin nổi. Ở nhà tù thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Đáp lại thắc mắc của Hyung Boom, In Ki-u trả lời, đúng là ở nhà tù không kiếm được nhiều tiền, ngược lại In Ki-u có rất nhiều thời gian rảnh, có thể làm việc bán thời gian.
kiếm tiền từ những mafia gặp sự cố. Trong lúc làm chuyện bất hợp pháp, họ không dám đến bệnh viện điều trị mà âm thầm mời bác sĩ bên ngoài. Hiểu theo cách khác, Inkyu chính là bác sĩ của thế giới ngầm. Khi Ung Boom tỏ ra kinh ngạc, làm như vậy Inkyu sẽ bị bắt. Nhưng nếu trên đời cứ kiếm tiền sòng phẳng, bám mãi vào một vị trí thì bao giờ mới giàu được? Inkyu không sợ phạm pháp, chỉ sợ không có tiền. Thực ra những lời mà Inkyu nói với Hi Ung Boom nhằm dụ hắn vào bẫy, không ngờ Hi Ung Boom thật sự cắn câu. Hắn muốn giới thiệu cho Inkyu một công việc bán thời gian, làm một lần có thể đủ ăn cả đời. Inkyu bắt được cái đuôi của tổ chức buôn nội tệ, lập tức thỏa hiệp với Hi Ung Boom. Anh giả vờ kê đơn thuốc cho Hi Ung Boom nhằm tiết lộ phương thức để hai người trao đổi thông tin sau này. Khi Hi Ung Boom vừa đi khỏi, Inkyu ngồi lại phân tích manh mối. Anh đã biết hai kẻ trong đường dây buôn nội tệ là Hi Ung Boom và tên tù nhân bị đâm, đồng thời cũng được Hi Ung Boom tạo cơ hội cho tiếp cận tổ chức buôn nội tệ. Một dấu hỏi lớn được đặt ra, kẻ cầm đầu tổ chức đó là ai? Bất ngờ một y tá đi vào, Inkyu vội vò nát tờ giấy. Nữ y tá thông báo, bệnh viện lại gọi đến, yêu cầu Inkyu xác nhận lá thư mời hỗ trợ phẫu thuật ghép tạng trao đổi. Inkyu nhờ y tá viết cho anh một lá thư từ chối. Anh vẫn quyết định giữ nguyên lập trường. Một bên khác, con trai đại biểu nghe tin sẽ phải hiến gan cho người khác để đổi một lá gan cho bố. Cậu ta vùng vằng muốn rời khỏi bệnh viện. Vợ đại biểu cho con trai biết đây là cách duy nhất để cứu ông ấy, nhưng cậu ta vẫn không nghe lọt tai. Vợ đại biểu để con trai lựa chọn, nếu như bước khỏi cánh cửa này, con sẽ mất hết quyền thừa kế, tất cả tài sản đều bị tịch thu. Con trai sợ trắng tay, không dám bước thêm một bước. Lúc này tên môi giới lại vào thăm Hi Ung Boom. Hắn hỏi tên môi giới kế hoạch tiến triển đến đâu rồi. Tên môi giới lắc đầu bất lực. Hi Ung Boom đưa cho tên môi giới gợi ý, Inkyu đã đồng ý tham gia kế hoạch. Tên môi giới sợ Inkyu làm hỏng việc, Hi Ung Boom lại chắc chắn Inkyu là một bác sĩ giỏi, cứ cho cậu ta thử từ những vụ đơn giản, sau này thành thục mới cho gặp khách VIP. Tên môi giới ra hiệu hiểu ý. Buổi tối, Inkyu rời nhà tù trở về, phát hiện điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Inkyu vừa cầm điện thoại lại nhận thêm một cuộc gọi nữa, là của bác sĩ Go. Anh nghe máy xem ông muốn nói gì. Bác sĩ Go hỏi lý do tại sao Inkyu từ chối phẫu thuật. Anh cho rằng bản thân đã nói rõ ràng ngay lúc ở phòng họp. Bác sĩ Go nhắc đến tù nhân già, chính ông ấy là người mở lời cầu xin để Inkyu làm bác sĩ phẫu thuật vì tù nhân già chỉ tin mình anh. Nghe tới đây, Inkyu bắt đầu mủi lòng. Anh hỏi thời gian ca phẫu thuật ghép tạng trao đổi bắt đầu ngày mai 7:30 tối. Inkyu vừa cúp máy, bất ngờ có thêm cuộc gọi đến từ số không xác định. Đầu dây bên kia tự nhận do Hi Ung Boom giới thiệu, Inkyu cũng đợi người này liên lạc từ lâu, cả hai hẹn gặp nhau. Sau đó Inkyu đến gặp tên môi giới, hắn cho anh biết việc cần làm. Tên môi giới đưa cho Inkyu một chiếc điện thoại dùng để liên lạc, còn có hồ sơ của người hiến tạng. Inkyu chỉ cần lấy của người đó một quả thận. Anh có một thắc mắc, ai sẽ là bác sĩ ghép tạng? Việc đó thân chủ sẽ tự lo liệu, bọn họ chỉ cắn mạnh quả thận giao đúng hẹn là xong. Inkyu hỏi thời gian cụ thể, 6:00 tối ngày mai. Inkyu nhớ ra anh có hẹn phẫu thuật ghép tạng trao đổi lúc 7:30. Inkyu muốn hoãn kế hoạch. Tên môi giới lập tức cướp lại đồ, vậy thì để người khác làm. Inkyu cố níu kéo, anh sẽ làm theo đúng kế hoạch. Tên môi giới sẽ nhắn địa điểm cho Inkyu thông qua chiếc điện thoại anh vừa nhận. Hôm sau, Inkyu gửi email cho cảnh sát thông báo về một vụ mua bán nội tạng trái phép. Anh muốn cảnh sát đến bắt đám tội phạm. Sau đó, Inkyu chuẩn bị định vị gắn vào thiết bị y tế để cảnh sát có thể tìm được vị trí đến bắt quả tang tổ chức buôn nội tạng đang thực hiện tội ác. Đúng hẹn, tên môi giới tới đón Inkyu, cả hai cùng nhau đến địa điểm được chỉ định. Đây là một bệnh viện bỏ hoang, có một tên mập đang chờ hai người. Inkyu hoang mang, có thể phẫu thuật hiến tạng tại một nơi tàn tạ như vậy sao? Tên môi giới bảo Inkyu đi theo sẽ biết. Hắn dẫn anh đến một căn phòng rồi lấy cho Inkyu bộ áo bác sĩ. Tên môi giới đề nghị Inkyu bỏ cặp xuống, nhưng anh không chịu hợp tác, cũng không muốn ở đây tiến hành lấy tạng. Tên mập lập tức khống chế Inkyu, anh vùng vẫy khiến điện thoại rơi mất. Tên môi giới trích điện khiến Inkyu lâm vào hôn mê. Tên môi giới lục soát cặp của Inkyu, phát hiện định vị gắn trong thiết bị y tế. Hắn biết bản thân bị chơi xỏ, lập tức rời khỏi bệnh viện bỏ hoang. Trên đường, tên môi giới ném mất định vị, đến khi cảnh sát tìm được thì chỉ biết thở dài vì để tội phạm trốn thoát. Bên kia, tên môi giới dẫn Inkyu đến sườn núi, có một chiếc xe cứu thương ở đây. Đợi đến khi Inkyu tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, tên môi giới giới thiệu đây là phòng mổ ngoài trời, bệnh nhân đang ở trên xe cứu thương, Inkyu cần thực hiện ca phẫu thuật của mình. Trước đó, tên môi giới có một thắc mắc, tại sao Inkyu lại nén mang theo định vị? Anh đánh lừa tên môi giới rằng vì sợ bọn chúng mổ luôn cả anh. Tên môi giới cười bất đắc dĩ, hắn để Inkyu lên xe làm phẫu thuật lấy tạng. Tên môi giới cũng theo lên giám sát. Trong xe có một cô bé đang hôn mê, tên môi giới chuẩn bị máy quay, ghi hình quá trình lấy tạng để gửi về cho người mua xác nhận. Đồng thời, nếu Inkyu phản bội, sẽ là bằng chứng tố giác anh. Nhân lúc tên môi giới đang diễn thuyết, Inkyu nén giấu một chai xịt giảm đau, chuẩn bị xong xuôi, anh bắt đầu tiến hành ca phẫu thuật. Inkyu nhờ tên môi giới lấy dao mổ, ngay khi hắn quay sang, liền bị Inkyu xịt chai giảm đau vào mắt. Sau đó anh tháo bình khí CO2, tiếp tục dí tên môi giới, đến khi hắn hết khả năng chống cự, Inkyu mới bế cô bé kia đi. Bên ngoài, tên mập thấy có động tĩnh, tiến đến chiếc xe kiểm tra.
bị Inkyu đạp nguyên cánh cửa xe vào mặt, anh cõng theo cô bé chạy trốn lên núi. Tên môi giới mất kính không thấy đường, hắn tức giận quát tên mập đuổi theo. Inkyu cõng theo cô bé men theo đường mòn xuống núi, anh chạy ra đường bắt xe, mạo hiểm đứng chắn trước một chiếc xe tải, may mắn tài xế phanh kịp. Thấy tình trạng nguy cấp của cô bé, ông ta đồng ý để Inkyu quá giang, anh muốn lập tức đến bệnh viện. Một bên khác, bệnh viện đang thiết lập phòng phẫu thuật cho ca hiến tạng trao đổi. Xong việc, bác sĩ đưa bệnh nhân và người hiến tạng vào phòng. Vợ đại biểu lo lắng cho con trai nên khóc rất to, hứa sẽ cho cậu ta mọi thứ. Trong phòng phẫu thuật, Ji-in động viên tù nhân già, mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi, ông ấy muốn nhìn mặt con gái vì sợ sau này không còn cơ hội. Ji-in hứa với tù nhân già chắc chắn ông sẽ tiếp tục được ở bên con gái. Bây giờ chuẩn bị phẫu thuật nên họ không thể gặp mặt. Tù nhân già được tiêm thuốc gây mê, sau đó sẽ tiến hành lấy tạng. Tuy nhiên giờ này Inkyu vẫn chưa đến, Ji-in gọi nhiều cuộc nhưng không được, bác sĩ Go gọi cũng không ai nhấc máy. Bởi vì điện thoại của anh đang lạc trôi ở bệnh viện bỏ hoang, bác sĩ Lee đề nghị nhờ bác sĩ ở bệnh viện khác hỗ trợ, tuy nhiên ai cũng đều đang bận. Bất ngờ bác sĩ Go nhận được cuộc gọi từ số lạ, Inkyu mượn điện thoại của tài xế xe tải gọi về, thông báo anh đang trên đường đến bệnh viện, tình hình nguy cấp. Inkyu tạm thời chưa kể lý do, tuy nhiên bác sĩ Go cũng bớt lo lắng. Ji-in lập tức ra ngoài đợi Inkyu, bác sĩ Go đến phòng phẫu thuật của đại biểu, bắt đầu ca phẫu thuật của mình. Bên này Inkyu dục tài xế tăng tốc tới bệnh viện, anh cõng cô bé chạy một mạch vào trong, mặc kệ Ji-in đứng chờ nãy giờ. Inkyu đứng giữa sảnh yêu cầu cấp cứu cho cô bé. Cô bé có dấu hiệu hạ thân nhiệt và suy hô hấp do công dụng của thuốc gây mê. Jeon-hee sắp xếp giường nằm cho cô bé, đo huyết áp và kiểm tra thân nhiệt. Sau khi thu xếp xong xuôi, Ji-in đề nghị Inkyu đến phòng phẫu thuật. Bác sĩ Go và mọi người đã bắt đầu ca hiến tạng trao đổi. Inkyu vừa quay đi, tim cô bé kia có dấu hiệu ngừng đập, anh buộc phải quay lại, tiến hành hô hấp nhân tạo cho cô bé. Jeon-hee thực hiện kích tim, tuy nhiên dù mọi người có nỗ lực bao nhiêu, tim vẫn không đập trở lại. Jeon-hee và Ji-in đã bỏ cuộc. Chỉ còn Inkyu vẫn cố gắng cứu vãn, anh yêu cầu tăng cường độ lên mức tối đa. Jeon-hee quyết định để Inkyu thử lần cuối, mọi người đều trông chờ phép màu xảy ra. May mắn đã mỉm cười, tim cô bé bắt đầu đập trở lại, mọi người vui mừng ra mặt, Inkyu thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa đi đến, đưa cô bé về khoa điều trị, đồng thời nhờ tìm người giám hộ của cô bé. Jeon-hee báo cảnh sát, vì Inkyu nói rằng phát hiện cô bé trên đường, cũng không biết là con cái nhà ai, bấy giờ Ji-in nhắc nhở Inkyu. Mọi chuyện chưa kết thúc, anh vẫn còn một ca phẫu thuật quan trọng đang chờ. Ji-in lập tức kéo Inkyu rời khỏi vị trí. Lúc này tại phòng phẫu thuật của tù nhân già, các bác sĩ bắt đầu nổi cáu. Sao giờ này Inkyu vẫn chưa tới? Thời gian gây mê bệnh nhân đã quá 2 tiếng, không thể tiếp tục chờ thêm được nữa. Y tá nhận được thông báo, cần tách tạng để ghép cho đại biểu. Họ quyết định tự phẫu thuật mà không cần Inkyu. Khi ca phẫu thuật gần xong, Inkyu mới được Ji-in đưa tới. Tuy nhiên nghe câu chuyện của anh từ Ji-in, chẳng ai có ý định trách phạt. Inkyu cũng xin lỗi mọi người. Sau đó anh tiếp tục tiến hành phẫu thuật. Vô tình Inkyu phát hiện bệnh nhân có hiện tượng rò mật, mọi người tỏ ra nghi ngờ vì bệnh nhân này đích thân bác sĩ Go phẫu thuật. Inkyu chứng minh cho họ thấy, trước tiên cần lấy lá gan cũ ra ngoài để làm sạch mạch máu và ống mật. Inkyu nhờ Ji-in chuẩn bị cho anh mạch máu nhân tạo. Inkyu muốn thay thế những mạch máu bị tổn thương trong cơ thể bệnh nhân, tuy nhiên việc làm đó sẽ mất khoảng 5 tiếng. Inkyu hỏi bác sĩ có thể tiếp tục gây mê cho bệnh nhân không. Bác sĩ gây mê xác nhận không có vấn đề, Inkyu cũng yên tâm thay mạch. Bất ngờ Ji-in nhận được cuộc gọi, lá gan hiến tặng đã được mang đến. Inkyu đề nghị đưa nó vào, anh trực tiếp đặt lá gan vào cơ thể bệnh nhân rồi tiến hành khâu cố định nó. Inkyu sẽ dùng mũi khâu nhỏ tránh tổn thương đến mạch máu. Kết thúc quá trình, nhịp tim và huyết áp bệnh nhân trở lại bình thường. Inkyu tiến hành bước tiếp theo, anh phải thay thế những mạch máu tổn thương thành mạch máu nhân tạo. Suốt 8 tiếng đồng hồ không nghỉ, Inkyu bắt đầu vã mồ hôi. Huyết áp của bệnh nhân đang giảm, có lẽ đã đến giới hạn chịu đựng. Inkyu cũng chỉ còn mũi khâu cuối cùng. Bây giờ Inkyu sẽ phục hồi dòng máu tới các cơ quan và mô. Anh bơm nước muối ấm vào cơ thể, các cơ quan có huyết sắc trở lại. Đến đây coi như ca phẫu thuật thành công hơn nửa. Mọi người vô cùng vui mừng. Bác sĩ Go đến bên ngoài phòng phẫu thuật, chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra. Đúng lúc Ji-in ra ngoài, bác sĩ Go nhân tiện hỏi thăm mọi việc trong đó sao rồi. Tất cả đều được Inkyu xử lý cẩn thận. Bình thường anh rất lạnh lùng, nhưng đối với bệnh nhân vô cùng ấm áp. Đó là điều mà Ji-in cảm nhận được từ Inkyu. Sau đó Ji-in trở lại phòng phẫu thuật, Inkyu gần như kiệt sức. Mọi người khuyên anh nên nghỉ ngơi, họ sẽ gọi người thay thế, nhưng Inkyu quyết tâm tự hoàn thành ca phẫu thuật. Vô tình Ji-in phát hiện Inkyu bị chảy máu cam, có lẽ do anh mệt quá. Inkyu vẫn tỏ ra là mình ổn, rồi tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật. Một lúc sau Inkyu hoàn thành mũi khâu cuối cùng, các bác sĩ sẽ lo phần việc còn lại, Inkyu có thể đi nghỉ ngơi. Inkyu nhờ cậy mọi người rồi xin phép đi trước, nhưng mới nhấc chân đi vài bước, đột nhiên anh ngã quỵ. Mọi người vô cùng lo lắng, vội đưa Inkyu đến phòng cấp cứu. Ji-in ở lại chăm sóc cho anh, cô định băng bó vết thương trên tay. Bất ngờ bác sĩ Go đi đến, phát hiện cánh tay Inkyu bị thương không nhẹ. Nếu băng bó qua loa, sẽ khiến anh bị phế mất cánh tay này. Với bác sĩ thì việc đó như là đánh mất sinh mệnh. Bác sĩ Go quyết định khâu vết thương cho Inkyu. Nhìn thái độ chăm chút của bố, Ji-in cảm thấy bác sĩ Go coi Inkyu như con trai, phận làm con đẻ như cô cũng phải ganh tị. Một bên khác, tên môi giới quay lại nhà Inkyu.
Hắn lục lọi mọi thứ, phát hiện máy quay được giấu trong phòng, tên môi giới còn tìm được trong tủ áo, tấm bảng điều tra của Inkyu. Đồng thời hắn phát hiện ra, bức ảnh gia đình được Inkyu giấu cẩn thận, người đàn ông trong hình rất quen mắt, tên môi giới nhận ra, bố Inkyu là một nạn nhân của hắn. Cuối cùng tên môi giới cũng hiểu lý do tại sao Inkyu xuất hiện trong tù, đó là vì trả thù Hyung-bum, tên môi giới vội vàng lên đường. Đi cảnh báo Hyung-bum, trong tù Hyung-bum bắt đầu nôn mửa, hắn còn phun ra cả tương cà. Hyung-bum hốt hoảng gọi bảo vệ, nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng van xin của hắn. Buổi sáng có hai vợ chồng đi theo cảnh sát đến bệnh viện, họ là bố mẹ của cô bé được Inkyu cứu tối qua, cả hai khóc lóc nhận con gái, Jeon-hee cho họ biết cô bé không sao. Tuy nhiên trước khi hai vợ chồng đến đây, Jeon-hee đã làm một vài kiểm tra cho cô bé và phát hiện ra những điều bất thường, cô dẫn hai vợ chồng đến gặp cảnh sát lấy lời khai. Người vợ bắt đầu kể lại, hôm đó hai vợ chồng cãi nhau vì tiền chữa bệnh cho con gái, cô bé bị bạch cầu, đang điều trị bằng một loại thuốc thử nghiệm, giá thành rất cao. Con gái hỏi người mẹ, liệu cô bé chết đi, bố mẹ có hết cãi nhau không, sau đó nó chạy khỏi nhà. Jeon-hee thắc mắc với người vợ, cô bé có lấy thuốc trước khi rời đi không? Người mẹ khẳng định là không có, vậy tại sao cô bé lại bị xét thuốc? Cảnh sát còn phát hiện trên người cô bé có vết thương, anh ta muốn gặp bác sĩ tìm được cô bé trên đường. Lúc này Inkyu cũng vừa hay tỉnh lại, mặc cho cơ thể chưa bình phục. Inkyu có việc quan trọng phải đi, Ji-in không biết anh muốn đi đâu nên cũng bám theo sau. Không ngờ vừa ra đến cửa, Inkyu bị cảnh sát giữ lại, mời anh phối hợp điều tra. Inkyu muốn làm việc quan trọng trước, nhưng cảnh sát không đồng ý. Họ bắt buộc Inkyu phải theo về đồn. Ở đồn cảnh sát bắt đầu lấy lời khai. Khi anh gặp cô bé có điều gì bất thường, Inkyu nói dối cảnh sát. Lúc đó cô bé đã bất tỉnh, anh không phát hiện điều gì kỳ lạ. Cảnh sát thắc mắc tại sao Inkyu lại xuất hiện ở chỗ cô bé, dù chỗ đó cách nhà anh khá xa. Inkyu nói rằng anh đang trên đường đến bệnh viện để hỗ trợ một ca phẫu thuật hiến tạng trao đổi, nhưng đó cũng không phải là đường tắt đến bệnh viện. Bất ngờ bác sĩ Go xuất hiện giải nguy sau khi Ji-in gọi điện thông báo. Inkyu bị cảnh sát dẫn đi, ông lập tức đến đây. Bác sĩ Go tự nhận là bác sĩ của bệnh viện, đã nhờ Inkyu đến hỗ trợ. Giấy tờ ông cũng có đầy đủ nên lời khai của Inkyu hoàn toàn là thật. Còn vì sao Inkyu phải đi đường vòng, vì anh không có ô tô nên phải đi xe buýt. Sau khi nghe bác sĩ Go giải thích, cảnh sát đồng ý thả Inkyu đi. Ra ngoài, Inkyu đuổi bác sĩ Go về trước, anh muốn đến một nơi. Bác sĩ Go muốn đưa anh đi, Inkyu không thể từ chối. Trên xe, bác sĩ Go thắc mắc tại sao Inkyu lại bị thương, có phải liên quan đến vụ Hyung-bum. Bác sĩ Go biết tin, cô bé được Inkyu cứu ngộ độc Halothan, là loại thuốc mê đám buôn nội tạng dùng với bố Inkyu 15 năm trước. Nghi ngờ Inkyu cứu cô bé từ chỗ đám buôn nội tạng, bác sĩ Go nhắc nhở anh đừng tiếp tục làm chuyện nguy hiểm. Tuy nhiên Inkyu không thể bỏ qua cho Hyung-bum, anh còn muốn điều tra có những ai liên quan đến đường dây buôn nội tạng. Bác sĩ Go yêu cầu Inkyu rời nhà tù và đến bệnh viện Sun-lim làm việc để bác sĩ Go có thể giám sát anh, nếu không ông sẽ tước giấy phép hành nghề. Rồi nhờ trưởng khoa Baek đuổi Inkyu, anh vẫn không bị lung lay. Hai người nảy sinh bất đồng quan điểm. Inkyu lập tức xuống xe, rồi bắt một chiếc taxi đi trước. Bác sĩ Go chỉ biết thở dài. Sau đó Inkyu trở về nhà tù. Hóa ra chuyện quan trọng mà anh cần làm là kiểm tra xem tên môi giới đã báo tin cho Hyung-bum hay chưa. Người ở nhà tù xác nhận hôm nay chưa có ai đến gặp Hyung-bum. Inkyu lại gọi điện đến văn phòng tổng hợp có ai chuẩn bị đến thăm tù nhân 4713 hoặc gửi email cho hắn ta hay không. Bên văn phòng cũng xác nhận là không có. Inkyu mới yên tâm. Có vẻ Hyung-bum vẫn chưa biết chuyện xảy ra tối qua. Lúc sau quản giáo dẫn Hyung-bum đến gặp Inkyu để khám bệnh. Qua thăm dò Inkyu phát hiện quả thật Hyung-bum chưa biết chuyện gì. Inkyu giả vờ tìm hiểu về người được hiến thận, anh muốn giúp người đó thực hiện phẫu thuật để kiếm được nhiều tiền hơn. Hyung-bum cho Inkyu biết nội tạng mua bán trái phép sẽ không được cấy ghép ở trong nước mà sẽ mang ra nước ngoài. Inkyu cũng có thể ra nước ngoài. Hyung-bum hỏi Inkyu có chắc chắn vì khách hàng của hắn cũng thích bác sĩ Hàn làm phẫu thuật. Inkyu khẳng định có thể làm được. Buổi tối Inkyu trở về nhà phát hiện phòng bị lục lọi, tất cả bí mật của anh đều bại lộ. Inkyu biết chuyện này chỉ có thể do tên môi giới làm ra. Buổi sáng Inkyu đến bệnh viện thăm cô bé được anh cứu. Cô bé đã tỉnh lại, dù không biết mặt Inkyu, nhưng cô bé nhớ rất rõ giọng nói ấm áp của anh, yên tâm đi có anh sẽ không sao cả. Inkyu muốn biết tại sao cô bé lại bị bọn buôn nội tạng bắt cóc, không ngờ chính cô bé là người liên hệ cho chúng. Vào ngày bố mẹ cãi nhau, cô bé giận dỗi bỏ đi, nhưng cô bé không trách bố mẹ, mà trách bản thân quá nhiều bệnh tật, bố mẹ vì lo tiền viện phí thuốc men mới dẫn đến cãi vã. Vô tình cô bé nhìn thấy tờ rơi mua thận giá cao để bố mẹ không vất vả vì mình. Cô bé quyết định bán thận nên mới dính vào đường dây của bọn chúng. Inkyu muốn biết số điện thoại cô bé đã gọi nhưng cô bé lại không thể nhớ. Anh đành động viên cô bé nhanh bình phục rồi quay người định rời đi. Bất chợt Inkyu nhớ đến em gái. Anh cũng từng muốn em gái chết vì thấy bố vất vả kiếm tiền, lo viện phí cho cô bé. Inkyu từng một lần vứt bỏ em gái giữa đường, đến giờ nhớ lại vẫn còn cắn rứt lương tâm. Nhưng so với việc phải vất vả chịu đựng, con người lại sợ mất đi người thân bên cạnh mình hơn. Inkyu khuyên bảo cô bé, bố mẹ có làm việc vất vả,
nhưng họ sẵn sàng dành sự hy sinh đó cho em. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô bé, bố mẹ chắc chắn là người đau khổ. Cách tốt nhất để bố mẹ hạnh phúc là em cũng phải thật hạnh phúc. In Ki-u ghi lại số điện thoại để cô bé có thể gọi khi cần giúp đỡ. Cô bé nở nụ cười, tiễn In Ki-u rời khỏi phòng bệnh. Một bên khác, Hyung Boom được quản giáo giao cho một tờ cáo phó. Bên trong nhắc đến bố In Ki-u, Hyung Boom nhận ra họ này có chút quen thuộc. Người mà hắn ta đã giết 15 năm trước chính là bố của In Ki-u. Hyung Boom còn tự tay đập In Ki-u một nhát, bảo sao gương mặt ấy rất quen thuộc. Cuối cùng Hyung Boom cũng hiểu tại sao In Ki-u lại đến nhà tù này. Biết bản thân bị rắt mũi, Hyung Boom chỉ có thể bật cười. Lúc này Ji In đến giúp bố dọn dẹp phòng làm việc. Không ngờ một bác sĩ kỷ luật lại có cuộc sống bừa bãi như vậy. Vô tình Ji In phát hiện bố đang sử dụng thuốc an thần. Bất ngờ điện thoại của bác sĩ Go đổ chuông. Ji In mở lên thì hiện ra dòng chữ con trai. Không biết bố có con trai từ bao giờ. Ji In nghe thử xem người này là ai, cô kinh ngạc khi đầu dây bên kia là In Ki-u. Ji In đánh rơi điện thoại, đúng lúc bác sĩ Go trở về phòng làm việc. Ji In hỏi bố, rốt cuộc đây là chuyện gì, tại sao In Ki-u lại là con trai? Bác sĩ Go bảo con gái ngồi xuống, rồi từ từ giải thích mọi chuyện. Sau khi bác sĩ Go và vợ ly dị, vô tình ông gặp được In Ki-u, vì thấy In Ki-u còn nhỏ, đã phải một mình chăm sóc em gái bệnh tật nên bác sĩ Go mủi lòng nhận nuôi cả hai anh em. Ji In bức xúc, bố có biết lúc đó con đang bị bệnh nặng không? Bác sĩ Go không biết, ông để vợ một mình chăm sóc con gái, còn đi nhận nuôi hai đứa trẻ xa lạ. Bác sĩ Go chỉ biết xin lỗi, Ji In vẫn không ngừng trách móc, gia đình với bác sĩ Go còn không quan trọng bằng những bệnh nhân. Ji In giận dỗi rời đi, để lại bác sĩ Go day dứt trong lòng. Sau đó ông gọi lại cho In Ki-u, hỏi anh gọi đến có việc gì, có phải đã suy nghĩ về đề nghị rời nhà tù đến bệnh viện làm việc. Nhắc đến chuyện này, In Ki-u liền thay đổi sắc mặt. Anh nói rằng gọi nhầm số rồi cúp máy. Thực ra In Ki-u muốn nhờ bác sĩ Go sắp xếp cô bé do anh cứu vào diện hỗ trợ viện phí của bệnh viện. Nhưng trước đó In Ki-u đã gặp Jeon Hee và được cô ấy giúp đỡ. In Ki-u trả ơn bằng một cốc cà phê trong lúc hai người đang nói chuyện. Bác sĩ Lee đi đến, thấy In Ki-u và Jeon Hee thân mật. Bác sĩ Lee nổi cơn ghen vì anh ta thích Jeon Hee từ lâu. In Ki-u hiểu ý lập tức xin phép rời đi. Quay lại thực tại, In Ki-u đang rời bệnh viện về nhà, vô tình bị Ji In bắt gặp. Cô muốn nói chuyện với In Ki-u, nhưng lại không đủ dũng khí vì Ji In nhớ tới lời In Ki-u nói trước đây. Cơ thể em gái In Ki-u bị bố nuôi hiến tặng khi anh còn chưa đồng ý. Giờ Ji In biết đó là bố mình nên cô chưa biết nói gì khi đứng trước In Ki-u. Một bên khác, Hyung Boom đến giờ uống thuốc. Ngay khi quản giáo kiểm tra xong rời đi, hắn lập tức nhả thuốc ra vì biết đây là thuốc độc mà In Ki-u kê cho hắn. Hôm sau, Hyung Boom đến bắt chuyện với cậu mập là con trai của trưởng khoa Bách. Hyung Boom mua chuộc cậu mập bằng một thanh kẹo vì cậu mập bị bệnh đường huyết nên tất cả tiền hỗ trợ đều bị trưởng khoa Bách thu hết. Cậu mập không được mua kẹo nhưng cậu ta vẫn rất nghiện đồ ngọt. Hyung Boom hứa sẽ cho cậu mập tiền chỉ cần cậu ta đưa cho Hyung Boom thuốc của mình. Lúc sau cậu mập đến phòng khám, trưởng khoa Bách lấy máu xét nghiệm, phát hiện đường huyết của con trai hôm nay cao hơn mọi ngày. Có phải con lại lén ăn kẹo? Cậu mập lập tức chối tội, nói rằng dạo này thường thấy chóng mặt, có lẽ do thuốc chưa đủ liều, đồng thời cũng do trời lạnh hơn. Cậu mập muốn xin trưởng khoa Bách tăng liều lượng thuốc lên. Ông không hơi nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý. Trưởng khoa Bách giao cho con trai lọ thuốc mới, cậu ta tỏ ra vô cùng vui vẻ. Lúc này bác sĩ Go đang chụp X-quang, tình trạng đau đầu của ông ngày càng xuất hiện nhiều. Bác sĩ giỏi cũng không chống lại được bệnh tuổi già. Qua chẩn đoán, bác sĩ Go bị chứng suy giảm thị lực. Với một bác sĩ phẫu thuật, coi như sự nghiệp đã kết thúc tại đây. Bác sĩ Go buồn bã trở về, vô tình gặp lại con gái. Thấy Ji In vẫn còn giận, bác sĩ Go muốn giảng hòa. Ji In hỏi về chuyện em gái In Ki-u, bác sĩ Go thừa nhận chính ông đã ký giấy hiến tặng cơ thể cô bé. Ji In tức giận, bố có nghĩ cho tâm trạng của In Ki-u hay không? Bác sĩ Go vẫn luôn day dứt về chuyện đó. Nhưng nếu được quyết định lại, ông vẫn giữ nguyên lựa chọn ban đầu, bởi vì có như thế mới giúp cả người hiến và người nhận đều được sống. Em gái In Ki-u đang sống trong cơ thể một người khác. Ji In không thể hiểu bố, nhưng cũng không thể thay đổi quá khứ. Một bên khác, tình trạng của Hyung Boom ngày càng tồi tệ. Nghĩ lại cay In Ki-u, nhân lúc quản giáo gọi đi khám, Hyung Boom nén giấu một con dao. Ở phòng khám, Hyung Boom vẫn giả vờ bình thường. Hắn bị xương chân, nhờ In Ki-u kiểm tra giúp. Nhân lúc anh cúi xuống, Hyung Boom vén tóc xác nhận vết sẹo do hắn gây ra 15 năm trước. In Ki-u giật mình phát hiện Hyung Boom lấy dao đâm anh. Lập tức bị In Ki-u khống chế, Hyung Boom chỉ biết cười, lẽ ra tôi phải nhận ra cậu sớm hơn, bây giờ mọi chuyện đã quá muộn. Hyung Boom dọa sẽ mách lẻo để In Ki-u bị đuổi khỏi nhà tù. Tuy nhiên In Ki-u lại có cách cứu hắn, nếu không chỉ trong 1-2 ngày tới, Hyung Boom chắc chắn phải chết. Hyung Boom mỉa mai, hắn không muốn cầu xin In Ki-u, giống cách bố anh quỳ xuống cầu xin hắn 15 năm trước. Hyung Boom tiết lộ một bí mật, lần đó bố In Ki-u đến gặp hắn bán nội tạng, không phải vì tiền cứu con gái, mà ông ấy nói rằng muốn mua tặng con trai một đôi giày. In Ki-u vô cùng tức giận, anh quật ngã rồi đè lên Hyung Boom. Hắn vẫn không ngừng khiêu khích. Thấy bên trong có động tĩnh,
quản giáo và y tá chạy vào khuyên can, họ kéo In Ki-woo ra. Hee-ung Bum lại nở nụ cười tự mãn. Lúc sau In Ki-woo bị gọi đến phòng quản giáo, chuyện đánh nhau trong này là điều bình thường, nhưng nếu để cấp trên biết được, bọn họ sẽ không yên thân. In Ki-woo cúi mặt xin lỗi, quản giáo để In Ki-woo trở về làm việc. Trên đường In Ki-woo nghĩ lại lời Hee-ung Bum, ông bán nội tạng vì mua cho In Ki-woo một đôi giày mới. 15 năm trước hai bố con đi mua giày, In Ki-woo không thích mấy đôi giày phách lề đường, mà chú ý đến cửa hàng giày đắt tiền, người bố cũng hiểu ý, hứa lần sau sẽ mua cho In Ki-woo, lần nào bố cũng chỉ biết hứa. In Ki-woo tỏ thái độ ra mặt, về nhà lại nghe thấy bố muốn bán nội tạng cứu em gái. In Ki-woo nghĩ bố không yêu thương mình, quay lại thực tại In Ki-woo nhìn xuống đôi giày dưới chân. Anh vô cùng dằn vặt vì biết cái chết của bố một phần là do mình. Buổi tối In Ki-woo trở về, bác sĩ Go đang chờ anh trước cửa nhà tù. Ông muốn mời In Ki-woo dùng bữa tối, cả hai đến quán ăn. In Ki-woo kể về chuyện Hee-ung Bum đã biết anh là ai. Bác sĩ Go tiếp tục khuyên In Ki-woo hãy rời nhà tù đến bệnh viện làm việc. Quyết định của In Ki-woo vẫn không thay đổi. Bác sĩ Go đành đổi chủ đề. Mục đích ông đến tìm In Ki-woo để sắp xếp một cuộc hẹn. Ông muốn để In Ki-woo gặp con gái. In Ki-woo nhớ ra bác sĩ Go còn một cô con gái đang ở Mỹ. Tuy nhiên khi ông nói rằng cô bé chính là Ji-in, In Ki-woo lại từ chối tham gia buổi gặp. Vì hai người đã biết nhau, In Ki-woo trực tiếp xin phép rời đi. Bác sĩ Go đành ngồi lại uống rượu một mình. Hôm nay là ngày tù nhân già xuất viện. Ông sẽ được đưa trở lại nhà tù. Trước khi đi, tù nhân già muốn nhìn mặt con gái, nhưng quản giáo lại không đồng ý. Ji-in thấy thương cảm cho tù nhân già. Cô ngăn quản giáo dẫn ông đi, nói rằng còn quên một số giấy tờ, sẽ lập tức đi lấy. Quản giáo đành để tù nhân già ở lại chờ đợi. Sau đó Ji-in đến tìm In Ki-woo, anh lại tìm cách tránh mặt. Ji-in giữ anh lại nhờ giúp đỡ tù nhân già. Theo luật thì chỉ có người nhà được thăm tù nhân, chứ không có chuyện ngược lại. In Ki-woo không thể giúp gì, Ji-in không hiểu tại sao con gái ở gần như vậy mà ông ấy không thể nhìn một chút. In Ki-woo thắc mắc tại sao Ji-in lại cố gắng như vậy, tù nhân già đâu phải người nhà của cô. Ji-in bày tỏ sự đồng cảm với những người bố không thể ở bên con cái. In Ki-woo liền bị lay động, anh đồng ý giúp đỡ. Lúc sau In Ki-woo thay quản giáo, đẩy xe cho tù nhân già. Anh nói với quản giáo, xe của nhà tù đang ở cửa sau, rồi dẫn tù nhân già đi đường vòng. In Ki-woo dừng xe trước phòng bệnh của con gái ông ấy. Ji-in bên trong kéo rèm, để tù nhân già có thể nhìn mặt con gái. Hai bố con xúc động khi nhìn thấy nhau. Được một lúc thì quản giáo đến thúc giục. In Ki-woo đành phải đưa tù nhân già đi tiếp. Một bên khác, trưởng khoa Baek tái khám cho con trai, phát hiện huyết áp lại tăng. Ông tức giận cho rằng cậu mập lén ăn đồ ngọt, cậu ta vẫn chối, đổ lỗi cho trời lạnh. Trưởng khoa Baek không tin, mọi thứ con làm trong tù, chỉ cần bố hỏi một câu là biết. Trưởng khoa Baek nhắc nhở con trai, nếu ngày mai huyết áp còn tiếp tục giảm, ông sẽ nhờ người kiểm tra. Cậu mập quay về, vì đưa hết thuốc cho Hee-ung Bum, nên cậu mập không thể chống chịu với thời tiết lạnh giá, người liên tục run lẩy bẩy. Tuy nhiên cậu ta vẫn rất giữ lời, Hee-ung Bum đi đến, cậu mập liền đưa hết thuốc của mình. Hee-ung Bum cũng trả lại cậu ta món yêu thích, có kẹo cậu mập lập tức ăn lấy ăn để, mặc kệ lời dặn dò của bố. Đột nhiên cậu mập lăn đùng ra đất lên cơn co giật, Hee-ung Bum như biết trước kết quả. Vô cùng bình tĩnh, hắn giúp cậu mập gọi quản giáo. Lúc này In Ki-woo vừa đưa tù nhân già về đến nhà tù, ông tỏ ra vô cùng biết ơn. Sau những giúp đỡ của In Ki-woo, anh nhờ quản giáo chăm sóc tù nhân già, rồi đi vào bên trong làm việc. Bất ngờ chuông báo khẩn cấp của nhà tù vang lên. Các quản giáo đẩy cậu mập đến phòng cấp cứu, In Ki-woo lập tức theo vào. Anh kiểm tra cho cậu mập, trưởng khoa Baek nghe tín hiệu cũng đi tới. Thấy người nằm trên bàn là con trai, ông vội lao vào trong, muốn thay In Ki-woo khám bệnh. Nhưng trưởng khoa Baek không thể giữ bình tĩnh. Thấy vậy nữ y tá nhắc nhở, nhịp tim của bệnh nhân đang giảm, In Ki-woo khuyên trưởng khoa Baek ra ngoài đợi để anh cứu cậu mập. Trưởng khoa Baek đành đứng sang một bên, In Ki-woo bảo y tá đo đường huyết, không ngờ lại lên tới 500, anh nhờ y tá tiêm saline và insulin cho cậu mập. In Ki-woo kiểm tra khoang miệng, phát hiện có mùi hoa quả, anh đoán cậu mập bị bệnh tiểu đường keton, có thể dẫn đến tử vong. Trưởng khoa Baek sốc nặng, yêu cầu đưa cậu mập đến bệnh viện, mọi người cùng nhau đẩy cậu ta ra xe cứu thương. Lúc sau cậu mập được đưa tới bệnh viện, trưởng khoa Baek yêu cầu gọi bác sĩ thuốc nội, Jeon Hee chạy đến xem xét tình hình. Qua lời của In Ki-woo, Jeon Hee đưa ra phán đoán, có thể do cậu mập ngưng dùng thuốc mới dẫn đến tình trạng hiện tại. Trưởng khoa Baek không tin, vì thuốc của con trai do đích thân ông chuẩn bị. In Ki-woo đề nghị đi chụp X-quang trước, vì khi ngã có thể cậu mập bị chấn thương đầu. Trưởng khoa Baek vẫn một mực gọi bác sĩ thuốc nội, vì ông là người giám hộ. Đúng như In Ki-woo dự đoán, cậu mập bị tiểu đường keton, trưởng khoa Baek quyết định ở lại bệnh viện chăm sóc cho con trai. Quay lại trại giam, Hee-ung Bum đang bị quản giáo tra hỏi vì hắn ngồi gần khi cậu mập bị ngất. Hee-ung Bum liên tục chối tội, tôi chẳng biết gì hết. Hắn giơ tay cho quản giáo xem, tôi cũng sắp chết rồi đây này, có người đi cùng cho đỡ cô đơn. Quản giáo vô cùng tức giận, chỉ cần đợi mọi người ở viện trở về sẽ biết Hee-ung Bum có liên quan hay không. Hee-ung Bum lấy lý do để chờ đến lúc đó hắn cần phải uống thuốc. Buổi tối Hee-ung Bum kêu gào, quản giáo chạy đến kiểm tra, phát hiện đôi mắt của hắn đỏ như máu, trạng thái tâm thần không được bình thường. Họ lập tức đưa Hee-ung Bum đến phòng khám, hắn lên cơn co giật còn nôn ra cả huyết tương. Y tá quyết định đưa hắn đi bệnh viện vì ở đây không còn bác sĩ nào. In Ki-woo và trưởng khoa Baek đều đang ở bệnh viện cùng nhau chăm sóc cho cậu mập. Vô tình In Ki-woo phát hiện ra điều bất thường, anh thắc mắc với Jeon Hee, cậu mập đang được điều trị theo cách nào. Cậu ta đang được điều trị theo phương pháp acidosis, truyền 1 lít saline thường mỗi tiếng.
cùng 100 đơn vị insulin, mỗi tiếng sẽ tăng 10 đơn vị, đường huyết sẽ được kiểm tra sau mỗi 4 tiếng. Mục tiêu hạ đường huyết xuống mức 150/250. Inkyu thắc mắc, cậu mập được điều trị 8 tiếng, tại sao các chỉ số vẫn chưa thay đổi, cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bấy giờ trưởng khoa Beck mới nhớ đến lời của Inkyu, có thể cậu mập bị chấn thương đầu, ông thử sờ tay ra sau đầu kiểm tra. Quả thật đúng như Inkyu phán đoán, trưởng khoa Beck hốt hoảng gọi phẫu thuật thần kinh, mọi người lập tức đưa cậu mập đi cấp cứu. Lúc này xe cứu thương đang đưa Hyung Boom đến bệnh viện, bất ngờ nó bị một chiếc xe tải tông phải, người trên xe đều bị chấn thương. Lúc sau có một chiếc xe cứu thương khác đến, chỉ đưa một mình Hyung Boom đi. Bên này cậu mập được đưa đến phòng cấp cứu, nhưng bác sĩ phẫu thuật phải bó tay vì phát hiện quá muộn, chỉ biết dặn trưởng khoa Beck chuẩn bị tâm lý, ông suýt thì không đứng vững, lẽ ra nên nghe theo Inkyu từ đầu. Bác sĩ rời đi trước, Inkyu liền đuổi theo hỏi xem có cách nào cứu vãn tình hình. Cậu mập bị thoát vị não, do phát hiện muộn nên não đã sưng to, tràn ra ngoài hộp sọ. Nguyên nhân khiến tình trạng này diễn biến nhanh, một phần do cậu mập có tiền sử bệnh đường huyết, bây giờ có mở hộp sọ cũng không thể đóng lại được. Bác sĩ không thể giúp gì nên rời đi trước. Inkyu cũng thay áo trở về, bất ngờ anh nhận được điện thoại từ nhà tù thông báo tình hình của Hyung Boom, hắn bị ho khan và nôn ra méo. Inkyu nhận ra thuốc đã có hiệu lực, tuy nhiên còn thông báo thứ hai, Hyung Boom gặp tai nạn trên đường đến bệnh viện, bây giờ hắn đang ở đâu. Nữ y tá chỉ biết một bệnh viện đã cho xe cứu thương đến hiện trường. Inkyu vội chạy đến đó kiểm tra, tuy nhiên anh lại không tìm thấy Hyung Boom. Người từ nhà tù Siwang được đưa đến đây chỉ có một quản giáo. Inkyu hỏi quản giáo chuyện lúc đó, anh ta chỉ nhớ Hyung Boom được một xe cứu thương đưa đi trước, cũng không biết là của bệnh viện nào. Hyung Boom lo lắng gọi điện hỏi thăm ở những bệnh viện mà anh biết, nhưng cũng không có bệnh nhân mới nào tên Hyung Boom. Vì cho rằng hắn sử dụng tên giả, Inkyu quyết định đi tìm ở các bệnh viện quanh khu vực xảy ra tai nạn, nhưng cũng không có tung tích của Hyung Boom. Đến sáng, Inkyu vô tình xem được tin tức về vụ tai nạn xe thông qua camera giám sát đoạn đường. Cảnh sát điều tra ra được chiếc xe tải gây tai nạn dùng biển số giả. Xe cứu thương đưa Hyung Boom đi cũng không thuộc bất kỳ bệnh viện nào. Đồng thời, cảnh sát còn phát hiện trong phòng giam của Hyung Boom có loại thuốc không trong đơn thuốc của hắn. Đây là thuốc lấy của cậu mập. Hyung Boom đã dùng nó giả bệnh rồi gian dựng vượt ngục trên đường đến bệnh viện. Vì không có thuốc, cậu mập mới tăng huyết áp rồi té ngã, dẫn đến tổn thương não. Mới sáng nay, cậu mập đã chết não trong bệnh viện. Trưởng khoa Beck đến gặp Ji-in, quyết định hiến tạng của cậu mập cho bệnh viện. Tất cả mọi chuyện đều do Hyung Boom gây ra. Inkyu vô cùng tức giận, bất ngờ anh nhận được cuộc gọi, không ngờ lại là Hyung Boom. Hắn cảm ơn Inkyu, nhờ anh mà Hyung Boom phát bệnh nên mới có cơ hội vượt ngục. Inkyu muốn biết hắn đang ở đâu, Hyung Boom không cần anh đến tìm, tự hắn sẽ tới gặp Inkyu. Anh tức giận hét lớn, có giỏi đến đây ngay cho tôi. Đáp lại chỉ là tiếng cười đắc ý của Hyung Boom, làm Inkyu càng giận dữ hơn. Lúc sau, Inkyu trở lại nhà tù, vừa gặp anh trưởng khoa Beck lập tức lao vào đạp Inkyu liên tiếp, anh cũng không phản kháng. Trưởng khoa Beck cho rằng vì Inkyu xuất hiện ở nhà tù, Hyung Boom mới tìm cách vượt ngục dẫn đến cái chết của cậu mập. Quản giáo thấy đánh nhau chạy đến khuyên can rồi kéo trưởng khoa Beck đi. Inkyu hối hận vì anh mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Inkyu tìm đến xin lỗi trưởng khoa Beck, anh muốn nộp đơn thôi việc. Inkyu muốn đi bắt Hyung Boom để hắn trả giá cho tội ác của mình. Trưởng khoa Beck vẫn giữ im lặng. Inkyu rời khỏi nhà tù. Buổi tối anh về nhà nghỉ ngơi, Inkyu nằm mơ thấy ác mộng, anh đang đi tìm bố và em gái. Hyung Boom đột nhiên xuất hiện muốn xin Inkyu một quả thận, bất ngờ có tiếng gõ cửa giúp Inkyu thoát khỏi ác mộng. Hóa ra là bác sĩ Go. Sau khi xem được tin tức Hyung Boom vượt ngục, bác sĩ Go gọi điện nhưng Inkyu không nghe máy nên quyết định đến tận nhà tìm anh. Bác sĩ Go đi quanh nhà kiểm tra xem con trai sống thế nào, nhưng đến cả chai nước lạnh cũng không có. Bác sĩ Go đành đến siêu thị mua chút đồ ăn, nhân tiện ông gọi cho cả Ji-in đến nhà Inkyu họp mặt gia đình. Tuy nhiên ông lại không tiết lộ trước cho Ji-in, chỉ bảo cô mang thêm dụng cụ y tế. Ji-in không biết bố muốn làm gì nhưng vẫn nghe lời đến địa điểm chỉ định. Tới nơi cô mới biết đây là nhà Inkyu, anh đang ngủ rất say, trên người có nhiều vết thương. Bác sĩ Go quyết định ở lại chăm sóc cho Inkyu. Ông sai con gái lấy chút chăn, Ji-in mở tủ ra, vô tình phát hiện tấm ảnh của Hyung Boom. Cô không biết đó là ai, liền cất vào chỗ cũ. Trên đường trở về, Ji-in nhìn thấy tin tức về tên tội phạm đang bị truy nã. Đến giờ cô mới nhận ra tấm ảnh trong tủ của Inkyu chính là ảnh của tên tội phạm Hyung Boom. Bên này Inkyu đã tỉnh lại, bác sĩ Go tiếp tục khuyên bảo đừng tiếp tục đuổi theo Hyung Boom nữa. Nhưng bây giờ mục đích của Inkyu không chỉ còn là trả thù cá nhân, tên khốn Hyung Boom đã giết quá nhiều người, hắn phải bị trừng trị. Inkyu cũng đi quá xa trên con đường báo thù, anh không thể quay đầu. Bác sĩ Go nhắc nhở Inkyu, một người chỉ sống để trả thù, chẳng khác gì một kẻ thảm hại, dù có trả thù thành công cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Ông bỏ mặc Inkyu rời đi. Lúc sau, Inkyu nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, họ không biết anh đã nghỉ việc ở nhà tù. Bác sĩ thông báo cho Inkyu tên tù nhân bị Hyung Boom đâm vừa tỉnh lại. Inkyu lập tức đến gặp hắn ở bệnh viện. Inkyu cho tên tù nhân biết Hyung Boom vừa mới vượt ngục, anh biết hắn và tên tù nhân đều nằm trong đường dây mua bán nội tạng trái phép. Inkyu hỏi tên tù nhân Hyung Boom có thể trốn ở đâu. Tên tù nhân không muốn tiết lộ, nhưng bây giờ ngoài Inkyu không ai có thể bảo vệ hắn ta. Hyung Boom chắc chắn sẽ đến giết tên tù nhân một lần nữa. Tên tù nhân bắt đầu lo lắng,
Hắn cho In Ki-woo biết, có lẽ Hyung Bum đang ở chỗ 5IP, cũng là người cầm đầu đường dây. In Ki-woo muốn biết 5IP là ai, nhưng tên tù nhân chỉ biết đó là một khách hàng, bắt đầu hợp tác với Hyung Bum. Từ vụ của bố In Ki-woo, anh đang định hỏi thêm, bất ngờ bác sĩ Go xuất hiện, kéo In Ki-woo ra ngoài. Một bên khác, tên môi giới đóng giả y tá, mang một mũi thuốc độc đến bệnh viện để thẻ tên của tên tù nhân, sau đó hắn đi cùng y tá vào phòng. Để chắc chắn thấy tên tù nhân chết, ngay khi nữ y tá vừa tiêm thuốc, tên tù nhân lập tức lên cơn co giật, cô ấy vô cùng hốt hoảng. Bên ngoài, In Ki-woo và bác sĩ Go đang cãi nhau. Anh chỉ muốn xác nhận với tên tù nhân một chuyện cuối cùng, nhưng bác sĩ Go nhất quyết không cho vào. Bất ngờ nữ y tá chạy ra, thông báo tên tù nhân đang bị sốc thuốc. In Ki-woo càng muốn vào hơn, bác sĩ Go buộc phải gọi bảo vệ kéo anh đi. Sau đó bác sĩ Go vào phòng, chuẩn bị các liệu pháp cấp cứu cho tên tù nhân. In Ki-woo trốn thoát bảo vệ vào trong. Thì chứng kiến tên tù nhân đang nguy kịch, bất ngờ anh nhận được cuộc gọi. Hyung Bum muốn chọc tức In Ki-woo, chính hắn là người ra lệnh giết tên tù nhân. Người duy nhất biết về cái chết của bố In Ki-woo cùng kẻ đứng sau đường dây buôn nội tạng. Hắn đã chết, cậu phải làm sao đây? In Ki-woo vô cùng tức giận. Vô tình anh phát hiện tên môi giới còn đang ở đây. In Ki-woo lập tức đuổi theo. Không may anh bị một chiếc xe tông phải. In Ki-woo để mất dấu tên môi giới. Trong bệnh viện, tên tù nhân cũng băng hà. Bác sĩ Go hỏi y tá có ai vào đây ngoài In Ki-woo. Y tá khẳng định không có. Bác sĩ Go nhớ tới lời In Ki-woo, nói rằng muốn tự tay giết tên tù nhân vì hắn liên quan đến cái chết của bố. Bác sĩ Go nghi ngờ In Ki-woo đã ra tay. Khi ông ra bên ngoài, gặp In Ki-woo đang quay lại. Bác sĩ Go làm như không thấy In Ki-woo. Ông đi thẳng đến phòng bảo vệ, kiểm tra lại máy quay an ninh, xác nhận In Ki-woo không làm gì tên tù nhân. Bác sĩ Go mới gọi điện cho anh. Bên này In Ki-woo thấy tên tù nhân đã chết, anh vô cùng bối rối, manh mối duy nhất bị cắt đứt. Bây giờ In Ki-woo không biết làm gì. Nhận được cuộc gọi của bác sĩ Go, In Ki-woo đến phòng gặp ông ấy. Bác sĩ Go muốn biết In Ki-woo đã làm gì tên tù nhân. Tất cả là kế hoạch của Hyung Bum. In Ki-woo không làm gì cả, anh còn tận mắt thấy tay sai của Hyung Bum. Bác sĩ Go không tin, tại sao Hyung Bum phải đến bệnh viện giết người? Chỗ này có rất nhiều máy quay, sao không ghi được hình ảnh hung thủ? Thấy bản thân có giải thích, bác sĩ Go cũng không tin. In Ki-woo giận dỗi rời đi. Bác sĩ Go đành giả vờ tin tưởng. Nếu mọi chuyện In Ki-woo nói là sự thật, thì có thể Hyung Bum đang nhắm vào anh. Hắn còn biết In Ki-woo đang làm gì, vì vậy mới cho người đến xử tên tù nhân đúng lúc. In Ki-woo không muốn quan tâm nhiều, việc bắt Hyung Bum đang trở thành nỗi ám ảnh của anh. Mặc kệ bác sĩ Go có khuyên can, In Ki-woo vẫn quyết định sa vào nguy hiểm. Anh rời đi bỏ lại bác sĩ Go, sau đó In Ki-woo trở về nhà, xem lại những thông tin của tên tù nhân. Ở đây có địa chỉ nhà hắn, In Ki-woo sẽ đến đó một chuyến. Buổi sáng bác sĩ Go bị viện trưởng gọi đến trách phạt, một bệnh nhân đang hồi phục tốt. Đột nhiên lại chết trong bệnh viện, viện trưởng và viện phó muốn đùn đẩy trách nhiệm cho bác sĩ Go một mình gánh tội, ông chỉ biết im lặng cho qua. Bác sĩ Go vừa rời phòng viện trưởng, lại nghe thấy lời bàn tán của mấy y tá. Họ cho rằng ông già yếu nên mới không kịp cứu bệnh nhân. Ji-in bất ngờ xuất hiện, làm hai nữ y tá lập tức ngậm miệng. Cô dẫn theo bố đi trốn khỏi chỗ thị phi. Lúc này In Ki-woo đang trên đường đi đến nhà của tên tù nhân, tới nơi anh gặp được mẹ hắn. Bà cụ vẫn để tang con trai. In Ki-woo muốn vào thăm viếng, bà cụ mời anh ở lại dùng bữa. Vô tình anh phát hiện đồ đạc trong nhà đều đến từ bệnh viện Sunlim, có lẽ tên tù nhân được người của bệnh viện tài trợ. In Ki-woo hiểu ra điều gì đó, anh không tiếp tục ở lại mà vội vàng quay trở về. Một bên khác, bệnh viện Sunlim đang mở cuộc họp. Chủ tịch Choi của tập đoàn Hong Wang muốn làm một cuộc phẫu thuật kép, cấy ghép cả thận và tuyến tụy cho con gái của ông ta. Bác sĩ Go phản đối, không ai ở bệnh viện có năng lực thực hiện được ca phẫu thuật đó. Bác sĩ Go cũng không đủ tự tin đứng ra đảm nhận. Viện phó lấy ảnh chụp CT của cô gái, biến chứng của căn bệnh đã lan ra lòng bàn chân. Nếu như còn không được phẫu thuật, sẽ phải cắt bỏ cả đôi chân. Bệnh nhân mới 24 tuổi, cô ấy không thể chịu được cú sốc lớn như vậy. Bác sĩ Go vẫn muốn quan sát tiếp tình hình, xem có nên làm phẫu thuật hay không. Bệnh viện không những cần cứu sống người bệnh mà còn phải giữ an toàn cho cả người hiến. Nếu chỉ chết thận thì không sao, nhưng chết tuyến tụy của người sống sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Bác sĩ Go muốn đợi xem có bệnh nhân nào chết não để lấy tụy của người đó, ca phẫu thuật kép sẽ được đảm bảo hơn. Bác sĩ Go trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng họp. Lúc sau, viện trưởng đến tận phòng làm việc tìm bác sĩ Go, vừa lúc sáng còn chửi ông, giờ lại bày ra vẻ mặt niềm nở. Viện trưởng muốn xin lỗi chuyện hồi sáng. Trách nhiệm là của cả bệnh viện, không thể bắt bác sĩ Go một mình gánh hết tội được. Bác sĩ Go không phải người nhỏ nhen, chấp nhận lời xin lỗi của viện trưởng. Bây giờ viện trưởng mới nói ra mục đích thật sự, ông ta muốn bác sĩ Go nhanh chóng làm phẫu thuật cho con gái chủ tịch Choi. Viện trưởng đưa bệnh án của cô gái cho bác sĩ Go. Biến chứng không chỉ ở chân mà nó còn ảnh hưởng đến cả giác mạc, cô gái có thể bị mù vĩnh viễn. Thực ra chủ tịch Choi là một người bạn lâu năm của viện trưởng, ông ta có lời nhờ vả. Viện trưởng muốn làm hết sức giúp đỡ, chăm sự viện trưởng chỉ có thể nhờ bác sĩ Go. Buổi tối, In Ki-woo trở về bệnh viện Sunlim tìm bác sĩ Go. Anh cho rằng có một đường dây buôn bán nội tạng phi pháp hoạt động ở đây. Bác sĩ Go không tin, bởi vì bệnh viện luôn kiểm tra kỹ danh tính của cả bệnh nhân và người hiến rồi mới đồng ý cho phẫu thuật. Nhưng giả sử có một trường hợp người hiến làm giả chứng minh thư, đồng ý nói dối là họ hàng của bệnh nhân, phía sau âm thầm mua bán nội tạng, chuyện này không hẳn là không có khả năng. Bác sĩ Go vẫn một mực phủ nhận, ông là con người có đạo đức nghề nghiệp, không bao giờ làm chuyện táng tận lương tâm, nhưng vẫn
có thể có người khác tiếp tay. Bác sĩ Go bất chợt nhớ tới viện trưởng, lúc nào cũng tìm được họ hàng của bệnh nhân rồi thuyết phục họ đồng ý hiến tạng. Tuy nhiên ông lại giấu Inkyu, ở bệnh viện này không có chuyện như anh nói. Inkyu quyết không bỏ qua giả thuyết này vì đây là manh mối duy nhất dẫn đến sự thật về cái chết của bố. Inkyu nhận ra vẻ mặt của bác sĩ Go hơi khác lạ, có phải ông đang che giấu điều gì? Inkyu không muốn nghi ngờ bác sĩ Go, vì vậy xin ông hãy cho biết sự thật. Bác sĩ Go thấy Inkyu kích động, dù có biết ông cũng sẽ không nói vào lúc này. Inkyu tức giận rời đi, ra đến cửa vô tình va phải Jin. Cô không biết hai người có chuyện gì, chỉ thấy bố đau đầu ngồi gục xuống. Cô đang định hỏi thăm thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Bệnh viện yêu cầu Jin đi kiểm tra sức khỏe của người hiến tạng cho con gái chủ tịch Choi. Sau đó Jin đến phòng tìm người hiến tạng, nhưng gọi mãi ông ấy cũng không đáp lại. Jin thắc mắc, chẳng lẽ đây không phải tên của ông ấy? Người hiến tạng lại gật đầu khẳng định đúng tên mình. Jin thấy người hiến tạng hơi lo lắng nên động viên ông ấy, rồi đưa cho người hiến tạng quần áo của bệnh viện, cho ông thay rồi mới dẫn đi kiểm tra sức khỏe. Người hiến tạng gật đầu đồng ý, nhưng vẻ mặt dường như không tự nguyện, làm Jin có phần nghi ngờ. Sau khi thay quần áo, người hiến tạng được đưa đi lấy mẫu xét nghiệm, qua kiểm tra không có vấn đề về sức khỏe, xong việc người hiến tạng một mình ra hoa viên, gọi điện nói chuyện với con trai, ông giấu chuyện đi hiến tạng, nhưng lại bật khóc vì sợ không thể vượt qua ca phẫu thuật, chỉ biết hứa sẽ về sớm và mang thật nhiều đồ ăn cho thằng bé. Lúc này Inkyu đang trên đường trở về, tên môi giới âm thầm bám theo nhưng lại bị anh phát hiện. Inkyu giả vờ không biết đi thẳng vào nhà, kiểm tra qua cửa sổ thì thấy tên môi giới rời đi. Buổi sáng Inkyu ra ngoài, tên môi giới tiếp tục theo dõi anh. Thông qua gương chiếu hậu cùng đôi mắt đặc biệt, Inkyu đã nhận dạng được tên môi giới. Anh tìm cách dụ dỗ để tên môi giới phải bỏ xe lại. Hắn quên luôn cả điện thoại trên xe. Inkyu dẫn tên môi giới đi lòng vòng rồi trốn vào một cửa hàng tạp hóa. Tên môi giới để mất dấu Inkyu, đành cay cú quay về. Inkyu liền lẻn ra ngoài đi theo hướng khác. Sau đó anh bắt một chiếc taxi bám theo xe của tên môi giới. Một bên khác, Jin mang kết quả kiểm tra của người hiến tạng đến cho bố. Ông ấy đủ điều kiện để hiến tạng, nhưng Jin thấy có vài điểm kỳ lạ. Lẽ ra một người sẽ phản ứng ngay khi bị gọi tên, nhưng người hiến tạng gọi mãi không thưa. Hơn nữa ông ấy cũng không có người giám hộ đi cùng, phải biết đây là một ca phẫu thuật cực kỳ nguy hiểm, ít ra phải có người nhà đến động viên, đồng thời phía bên gia đình chủ tịch Choi cũng nên đến cảm ơn họ hàng xa đã đến tận đây hiến tạng cứu con gái mình. Nghe những thắc mắc của Jin, bác sĩ Go cũng nảy sinh nghi ngờ. Có thật sự người hiến tạng là họ hàng của chủ tịch Choi? Bác sĩ Go nhớ đến giả thuyết của Inkyu, có thể những cuộc mua bán nội tạng trái phép đang diễn ra ngay trong bệnh viện. Bác sĩ Go quyết định đến gặp đại biểu, người được họ hàng hiến tạng cứu sống trước đó, để thăm dò ông ta một chuyến. Bác sĩ Go kiểm tra cho đại biểu, lấy cớ nhắc về người họ hàng đã hiến tạng, tại sao không thấy anh ấy đến kiểm tra sức khỏe, cả người hiến và người nhận đều phải kiểm tra định kỳ. Mà họ hàng của đại biểu lại xuất viện hơi sớm, đại biểu sẽ nhắc họ hàng đến kiểm tra. Bác sĩ Go lập tức bắt được cái đuôi, có điện thoại đó, ông có thể gọi ngay bây giờ. Đại biểu biết mình mắc bẫy, liền tìm cách lấp liếm, nói rằng dạo này họ hàng hơi bận nên ông ta cũng không tiện gọi làm phiền. Bác sĩ Go bắt được điểm khả nghi, xin phép đi trước cho đại biểu nghỉ ngơi. Sau đó bác sĩ Go đi lấy thông tin của người họ hàng hiến tạng cho đại biểu. Không ngờ số điện thoại là giả, bác sĩ Go gọi cho Jin, mang hồ sơ của người hiến tạng cho con gái của chủ tịch Choi đến đây. Jin lập tức làm theo, nhận được hồ sơ bác sĩ Go kiểm tra địa chỉ của người hiến tạng. Ông nhờ Jin đến đó xác nhận xem người này có thật sự là họ hàng của chủ tịch Choi hay không. Jin không biết bố muốn làm gì nhưng vẫn lên đường đến địa điểm chỉ định. Tới nơi thì đúng tên họ của người hiến tạng. Jin muốn gọi người trong nhà, bất ngờ một người đàn ông xuất hiện, tự nhận đây là nhà ông ta. Người đàn ông cũng xác nhận ông ta chính là họ hàng của chủ tịch Choi. Vậy người hiến tạng trong bệnh viện là ai? Jin lập tức gọi điện về báo tin cho bố. Bên kia bác sĩ Go đang chuẩn bị phẫu thuật cắt tạng nhưng ông vẫn nghe máy. Jin kể ra phát hiện của mình, người hiến tạng trong bệnh viện là giả mạo. Bác sĩ Go quyết định cho dừng ca phẫu thuật, khiến mọi người đều bất ngờ. Bác sĩ Go ra ngoài, bác sĩ Lee đuổi theo hỏi chuyện. Ông cho bác sĩ Lee biết, danh tính người hiến tạng đã bị đánh cháo. Bây giờ bác sĩ Go cần phải xác minh, xem ai là người đứng sau giàn dựng. Ông muốn đi tìm viện trưởng, tình cờ viện trưởng cũng đang đi tìm bác sĩ Go để hỏi lý do ông cho hoãn ca phẫu thuật. Cả hai quay về phòng viện trưởng nói chuyện. Bác sĩ Go nhắc tới hai cuộc phẫu thuật được viện trưởng đích thân yêu cầu, một là của đại biểu, hai là của con gái chủ tịch Choi. Bác sĩ Go phát hiện hai người hiến tạng cho họ đều dùng thân phận giả, ông nghi ngờ là sắp đặt của viện trưởng. Ông ta muốn lấy lòng những người có quyền lực, viện trưởng tỏ ra bất ngờ, giả vờ không biết gì về chuyện đó. Bác sĩ Go đưa ra lập luận, trong bệnh viện Sun Lim tồn tại một đường dây mua bán nội tạng trái phép, hơn nữa còn có rất nhiều người liên quan. Viện trưởng tức giận, ý anh là đang ám chỉ cả tôi sao? Nếu phải nghi ngờ thì bác sĩ Go còn có nhiều khả năng hơn viện trưởng, vì ông là người nắm rõ tình hình của trung tâm cấy ghép nội tạng. Viện trưởng gọi điện nhờ người sắp xếp một cuộc hỏi nhằm kỷ luật bác sĩ Go và trung tâm cấy ghép vì họ không xác nhận danh tính người hiến tạng rõ ràng để phải hủy đi một ca phẫu thuật khẩn cấp. Bác sĩ Go không biết nói gì, viện trưởng thật biết cách đùn đẩy trách nhiệm. Lúc này Inkyu bám theo tên môi giới đến khu nhà trọ, suýt nữa thì bị hắn phát hiện ra. Tên môi giới đi được thêm một đoạn, bất ngờ bị Hyung Bum kéo vào con hẻm, mày đang bị theo dõi.
Vừa nhìn thấy Inkyu, cả hai cẩn thận nấp đi. Inkyu để mất dấu tên môi giới, nhưng lại phát hiện ra tên mập đi cùng hắn lần trước. Tên mập đang mở cửa vào nhà thì nhận được cuộc gọi cảnh báo. Thấy Inkyu đang lao đến chỗ mình, tên mập lập tức trốn vào trong nhà. Inkyu đập vỡ cửa kính xông vào, tên mập vội trốn lên tầng. Hắn đặt bẫy Inkyu, may mắn anh kịp tránh né. Tên mập muốn tẩu thoát qua cửa sổ, Hyung Boom và tên môi giới đang chờ sẵn bên dưới. Tên mập lập tức nhảy lên lóc xe tải, rồi được tên môi giới đỡ dậy đưa đi. Hyung Boom còn không quên chọc tức Inkyu, anh cũng trực tiếp nhảy xuống, nhưng không thể bắt kịp bọn chúng. Inkyu quyết định quay lại căn nhà tìm manh mối. Bên trong Inkyu phát hiện một mảnh giấy có ghi tên người hiến tạng ở bệnh viện Sunlim. Inkyu lập tức mang theo nó trở về. Lúc sau Inkyu về tới bệnh viện, ngay khi anh xuống xe, bất ngờ va phải một người đàn ông đang hấp tấp. Ông ấy là người hiến tạng cho con gái chủ tịch Choi. Inkyu không biết nên tiếp tục đi vào, anh đến phòng bệnh tìm người hiến tạng, nhưng ông ấy đã đi mất. Đúng lúc Ji In cũng đến đây, cô cho Inkyu biết ca phẫu thuật đã bị hủy bỏ. Cả hai đi tìm người hiến tạng nhưng không thấy. Inkyu quyết định đến gặp bác sĩ Go, thông báo người hiến tạng là do Hyung Boom đưa tới. Bây giờ bác sĩ Go đang hoa mắt, không thể nhìn rõ Inkyu. Anh cũng nhận ra biểu hiện khác thường của bác sĩ Go, nhưng ông vẫn tỏ ra không sao hết. Bác sĩ Go hỏi cụ thể về câu chuyện. Inkyu lấy ra mảnh giấy. Hyung Boom đang cung cấp người hiến tạng trái phép cho một ai đó trong bệnh viện Sunlim, biết Inkyu một mình đột nhập hang ổ của Hyung Boom. Bác sĩ Go vô cùng tức giận, dặn bao nhiêu lần là đừng làm chuyện nguy hiểm. Inkyu không quan tâm, nhất định phải tìm được kẻ trong bệnh viện hợp tác với Hyung Boom. Thấy thái độ bất thường của bác sĩ Go, Inkyu nghi ngờ có phải ông đã có đối tượng tình nghi. Bác sĩ Go không chịu tiết lộ, nếu Inkyu muốn biết, hãy tự đến làm bác sĩ ở bệnh viện để điều tra. Sắp tới có thể bác sĩ Go sẽ bị giáng chức vì cho hủy bỏ ca phẫu thuật hôm nay. Đây là cơ hội tốt để Inkyu thay thế vị trí của ông, cũng là cơ hội để anh điều tra về kẻ đứng sau đường dây buôn nội tạng. Inkyu vẫn chưa thể đưa ra quyết định, sau đó anh ra ngoài, hỏi tình hình của Ji In, cô ấy vẫn chưa tìm được người hiến tạng. Inkyu hẹn Ji In đến quán cà phê nói chuyện, Ji In ở gần đó nên đến trước, vô tình lại nghe thấy Jeon Hee đang nói xấu bố, cho rằng ông làm sai, nên mới bị kỷ luật 2 lần trong tháng. Ji In lập tức phản bác, tại sao cô không nghĩ là bệnh viện làm sai trong cuộc phẫu thuật bị hủy vừa qua. Có rất nhiều điểm đáng ngờ, bác sĩ Go chỉ muốn điều tra sự thật, ông luôn đặt lợi ích của bệnh nhân lên đầu, Jeon Hee buộc phải xin lỗi Ji In. Bây giờ Inkyu cũng đi đến, Jeon Hee ngại ngùng bỏ đi. Inkyu và Ji In ngồi xuống nói chuyện, anh muốn xin hồ sơ của người hiến tạng. Ji In không đồng ý, vì Inkyu không phải bác sĩ của bệnh viện. Nhưng vì sao anh lại biết thông tin của ông ấy? Inkyu thành thật, kể cho Ji In nghe quá trình điều tra. Ji In tỏ ra hoang mang, có phải anh cũng nghi ngờ bác sĩ Go liên quan đến đường dây buôn bán nội tạng? Inkyu hoàn toàn tin tưởng nhân cách ông ấy, nhưng có kẻ âm thầm đứng sau trung tâm cấy ghép, thực hiện những giao dịch phi pháp, Inkyu không thể bỏ qua. Ji In quyết định giao hồ sơ người hiến tạng cho Inkyu. Vậy thì anh hãy điều tra trả lại trong sạch cho bác sĩ Go. Inkyu nhận ra, đây là người anh va phải hồi nãy. Inkyu còn lưu hóa đơn tiền xe, có thể từ chỗ công ty vận tải tìm hiểu người hiến tạng đã bắt xe đi đâu. Ji In muốn đi theo Inkyu, cả hai lập tức lên đường. Buổi tối hai người tìm đến chỗ tài xế taxi, ông ta nhớ rất rõ người hiến tạng trong ảnh là người chen chân lên xe ở bệnh viện Sunlim. Nghe cuộc điện thoại thì có vẻ ông ấy muốn về nhà. Bác tài chỉ vị trí người hiến tạng xuống xe cho Inkyu và Ji In, cả hai đến đó tìm kiếm. Ji In vào cửa hàng tạp hóa mua cà phê, nhân tiện hỏi về người đàn ông trong ảnh. Bà chủ vừa nhìn liền nhận ra con trai ông ấy là khách quen ở đây. Bà chủ chỉ đường cho Ji In đến nhà ông ấy. Sau đó Ji In cùng Inkyu tới căn nhà. Inkyu tìm được một đống hóa đơn chưa thanh toán trong hòm thư. Người hiến tạng tên thật là Kim Chun Ho. Ji In đến gõ cửa nhà ông ấy. Con trai chú Kim ra mở cửa, đúng lúc ông ấy mua đồ trở về, chú Kim dẫn hai người đến nơi khác nói chuyện, ông ấy xin lỗi vì đã chạy trốn. Chú Kim sợ chuyện mạo danh bị bại lộ, sẽ đến tai cảnh sát, Inkyu sẽ không trình báo, anh chỉ muốn biết số của người đã báo tin cho chú Kim. Ji In thắc mắc, nếu chú Kim không quay lại bệnh viện, thì chuyện kỷ luật của bố cô sẽ phải làm sao? Chỉ cần bắt được kẻ đứng sau vụ mua bán là bằng chứng minh oan tốt nhất cho bác sĩ Go. Chú Kim nhớ đến lời đe dọa của tên môi giới, hắn sẽ mỏ bụng từng người trong gia đình. Ông ấy không dám để lộ bí mật của bọn chúng. Inkyu biết chú Kim bị đe dọa, nhưng khi liên quan đến đường dây mua bán nội tạng, thì đây là chuyện không thể tránh. Anh kể lại câu chuyện của bố 15 năm trước, kể cả chú Kim không tiết lộ hành tung, bọn chúng cũng sẽ giết ông rồi moi hết nội tạng. Giống như bố Inkyu, chú Kim bắt đầu khủng hoảng. Inkyu biết một cách có thể cứu được ông ấy, hứa sẽ chịu trách nhiệm với từng thành viên trong gia đình chú Kim. Ông ấy quyết định cho Inkyu số điện thoại của tên môi giới, anh bảo chú Kim hãy hẹn gặp hắn, Inkyu sẽ đi thay. Ji In vô cùng kinh ngạc, tuy nhiên khi chú Kim gọi điện, số máy này đã không còn tồn tại. Chú Kim không hiểu chuyện gì, vội giải thích với Inkyu rằng mình không nói dối. Bất ngờ con trai chú Kim chạy ra,
thông báo tình trạng của mẹ diễn biến xấu. In Ki-woo kiểm tra tình trạng người vợ, tình trạng này phải lập tức đưa bà ấy đến bệnh viện. In Ki-woo dặn chú Kim ở nhà, nếu bây giờ ông ấy đi theo sẽ làm mọi chuyện phức tạp. Chú Kim nhờ anh chăm sóc cho vợ. Ji-in giao danh thiếp để chú Kim có thể liên lạc, rồi cùng In Ki-woo đưa người vợ đến bệnh viện. Một bên khác, bác sĩ Go đang họp với thành viên của trung tâm cấy ghép nội tạng, đề xuất mời thêm một bác sĩ nội trú về làm việc. Ai cũng ngầm hiểu người đó là In Ki-woo. Khi bác sĩ Go công bố, mọi người đều tán thành. Sau ca phẫu thuật ghép tạng trao đổi lần trước, mọi người đều nhận thấy tài năng của In Ki-woo, nhưng bác sĩ Lee có vẻ không hài lòng, cho rằng In Ki-woo là người thiếu trách nhiệm. Vì đến phẫu thuật muộn hơn 2 tiếng, bác sĩ Go thử đặt mọi người vào hoàn cảnh đó, thấy một bệnh nhân ngay trước mắt, mọi người sẽ làm gì? Ở bệnh viện không có bác sĩ này thì còn bác sĩ khác, nhưng ở trên đường thì In Ki-woo là hy vọng sống duy nhất của cô bé đó. Tất cả đều thấy quyết định của In Ki-woo không sai. Bác sĩ Lee không tiếp tục ý kiến, nhưng khi kết thúc buổi họp, anh ta lại gặp riêng bác sĩ Go, nói thế nào vẫn thấy In Ki-woo không ổn. Bác sĩ Lee muốn ông xem xét lại. Bác sĩ Go bảo anh ta hãy tiếp xúc nhiều với In Ki-woo, thân rồi mới hiểu anh là một người rất tốt. Lúc này In Ki-woo đã đưa vợ chú Kim đến bệnh viện. Cô ấy bị hạ đường huyết, Jeon Hee cho y tá tiêm thuốc, tình hình nhanh chóng được kiểm soát, người phụ nữ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện về nhà. In Ki-woo nhờ Jeon Hee chăm sóc cô ấy, rồi cùng Ji-in rời đi. Bấy giờ Ji-in có một thắc mắc về tấm ảnh cô tìm được trong tủ của In Ki-woo, đó có phải là Hyung Bum? In Ki-woo xác nhận, vậy anh đến nhà tù Si-hwang là có mục đích. In Ki-woo muốn trả thù, ngoài ra còn muốn triệt phá đường dây buôn nội tạng để không ai phải chịu số phận giống bố anh. Việc In Ki-woo hứa bảo vệ gia đình chú Kim hoàn toàn xuất phát từ sự chân thành. Lúc sau cả hai đến gặp bác sĩ Go, thông báo đã tìm thấy chú Kim, do hoàn cảnh ông ấy mới phải bán nội tạng. Tình trạng của vợ chú Kim cũng không được tốt, từ biểu hiện vàng rác mạc và chướng bụng, In Ki-woo suy đoán cô ấy mắc chứng hôn mê gan, thậm chí có thể là ung thư gan giai đoạn cuối. In Ki-woo muốn nhờ bác sĩ Go kiểm tra kỹ lưỡng đến cô ấy, nhưng bác sĩ Go còn đang bị kỷ luật vì chú Kim. Nếu như ông giúp đỡ người vợ, chẳng phải tự thừa nhận có quan hệ mờ ám với chú Kim hay sao? In Ki-woo đã lường trước chuyện đó, chỉ cần chú Kim không lộ mặt ở bệnh viện, sẽ không ai biết ông ấy là kẻ mạo danh người khác để hiến tạng. Bác sĩ Go muốn nói chuyện riêng với In Ki-woo, Ji-in ra ngoài trước. Bác sĩ Go nhắc lại đề nghị, mời anh về bệnh viện làm việc, In Ki-woo có thể chữa trị cho bệnh nhân anh muốn, cũng có thể tìm ra kẻ đứng sau Hyung Bum, bác sĩ Go sẽ hỗ trợ hết sức. In Ki-woo quyết định đồng ý, nhưng anh chỉ làm việc này để phục vụ mục đích trả thù, chứ không phải làm vì người khác. Sau khi In Ki-woo đi, bác sĩ Go nhếch mép, lúc nào cũng phải biến mình thành kẻ xấu mới chịu. Buổi tối In Ki-woo về nhà, anh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến bệnh viện làm việc, cũng là khởi đầu cho kế hoạch mới, nhưng anh vẫn không quên hai bố con chú Kim. Hôm sau In Ki-woo tới gặp họ, chú Kim đã sắp xếp chuyển con trai về quê ngoại để tham gia vào kế hoạch của In Ki-woo. Bấy giờ cậu bé thắc mắc, mẹ cháu đang ở đâu? In Ki-woo và người bố phải đánh lừa cậu bé, mẹ đang nghỉ ngơi trong bệnh viện, mấy ngày nữa sẽ trở về. Cậu bé móc ngéo với In Ki-woo, chú phải chăm sóc tốt cho mẹ cháu đấy nhé. Anh mỉm cười khích lệ cậu bé. Sắp xếp xong, In Ki-woo dẫn theo chú Kim đến một căn hộ bí mật mới thuê. Chú Kim sẽ trốn tạm ở đây. Chú Kim không phản đối, ngược lại còn cảm ơn In Ki-woo đã dốc sức vì gia đình ông ấy. Sắp tới In Ki-woo sẽ điều trị cho vợ chú Kim ở bệnh viện, tạm thời không thể về nhà. Chú Kim phải cẩn thận khi ở một mình. Ngay khi In Ki-woo vừa rời đi, bất ngờ chú Kim nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, nghĩ rằng đây là cuộc gọi của đám buôn nội tệ. Ông ấy vô cùng lo lắng. Bên này In Ki-woo đến bệnh viện nhận chức, mọi người vô cùng chào đón anh. In Ki-woo vào thay đồng phục của bệnh viện Sunlim, rồi đến gặp bác sĩ Go. Ông thông báo về tình trạng của vợ chú Kim, gan của cô ấy bị tàn phá bởi nhiều khối u, nếu bây giờ cắt bỏ hết thì sẽ dẫn đến tình trạng suy gan. Phương pháp tốt nhất là tìm người cấy ghép, thay cho bệnh nhân một lá gan hoàn toàn mới, tuy nhiên phải đi đâu tìm người hiến tạng? In Ki-woo nhớ ngay đến chú Kim, lập tức ra ngoài gọi điện cho ông ấy, nhưng chú Kim lại không nghe máy, nhận ra có điều bất thường. In Ki-woo vội trở về nhà, nhưng không thấy chú Kim đâu, vì ông ấy đã bị tên môi giới tóm được, hắn chỉ định cho chú Kim thực hiện một ca phẫu thuật hiến tạng khác. Người nhận vẫn là con gái chủ tịch Choi, nhưng làm phẫu thuật ở một bệnh viện khác, phòng 1702 bệnh viện Myung-jin. Chú Kim sợ hãi không dám phản kháng. Tuy nhiên ông ấy lại yêu cầu tên môi giới phải giao tiền trước, chú Kim cần tiền lo viện phí cho vợ. Tên môi giới không thể làm vậy, bao giờ phẫu thuật xong mới đưa tiền, nhưng hắn có một cách khác, tên môi giới sẽ cho chú Kim vay nợ 50 triệu. Chỉ cần ông ấy ký vào hợp đồng, thấy chú Kim còn chần chừ, tên môi giới cướp lại bản hợp đồng, chú Kim không còn cách nào, đành phải chấp nhận ký giấy và lăn dấu vân tay. Xong xuôi, tên môi giới để chú Kim xuống xe rồi rời đi, bấy giờ chú Kim mới nhận điện thoại của In Ki-woo, ông ấy giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tình hình vợ chú Kim đang nguy cấp, cần phải hiến gan. In Ki-woo muốn ông ấy đến bệnh viện. Sau khi cúp máy, chú Kim tỏ ra hối hận vì lỡ ký vào hợp đồng hiến gan cho người khác. Chú Kim không dám đến bệnh viện, chỉ đành hẹn In Ki-woo và bác sĩ Go đến quán cà phê. Bác sĩ Go quyết định bỏ qua chuyện cũ, đồng ý để chú Kim đến bệnh viện xét nghiệm rồi hiến gan cho vợ. In Ki-woo biết đám buôn nội tạng sẽ liên lạc lại, nên đề nghị chú Kim không nhận cuộc gọi lạ. Bây giờ nếu tâm trạng chú Kim không ổn định sẽ không thể thực hiện được ca phẫu thuật. Lúc sau, bác sĩ Go tìm tới bệnh viện Myung-jin để xin lỗi con gái chủ tịch Choi.
vì đã hủy ca phẫu thuật của cô ấy, nữ bệnh nhân sẽ tha thứ khi bác sĩ Go cho cô ấy biết lý do nữ bệnh nhân từng nghe được cuộc nói chuyện của viện trưởng với bố, biết trong đó còn có điều mờ ám. Tuy nhiên, bác sĩ Go không tiết lộ sự thật, ông chỉ không muốn chết tụy từ một người sống. Vì việc đó rất nguy hiểm, tình trạng của nữ bệnh nhân có thể cải thiện nếu như thực hiện vật lý trị liệu đủ thời gian để chờ. Một bệnh nhân chết não xuất hiện rồi hiến tạng. Nữ bệnh nhân hiểu ý của bác sĩ Go, lúc này In Ki-woo đưa chú Kim đến bệnh viện, cẩn thận đeo khẩu trang để không ai nhận ra ông ấy. Sau khi xét nghiệm cho chú Kim, In Ki-woo mang kết quả đến cho bác sĩ Go, độ tương thích đạt chuẩn. Đồng thời lá gan của chú Kim cũng đủ lớn để hiến tặng, bác sĩ Go sẽ đứng ra làm phẫu thuật. Ji-in lại lo lắng, nếu chuyện này bị bại lộ, bố sẽ phải làm sao? Bác sĩ Go đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu bị đuổi việc thì cũng có con trai và con gái nuôi. Sau đó ba người đến phòng họp của trung tâm cấy ghép. In Ki-woo thông báo về tình hình của bệnh nhân và người hiến tặng, tất cả đạt đủ điều kiện để thực hiện ca phẫu thuật, mọi người đều nhất trí tán thành. Bây giờ bác sĩ Go mới đứng lên nói ra vấn đề duy nhất, chú Kim chính là người mạo danh để hiến tặng cho con gái của chủ tịch cho lần trước. Tất cả mọi người lập tức quay xe, cho rằng chú Kim liên quan đến đường dây buôn nội tạng, phải tống vào tù chứ không nên cho làm phẫu thuật, nhưng còn người bệnh sẽ phải làm sao? Bác sĩ Go muốn trung tâm cấy ghép bỏ qua chuyện cũ, cứu sống một người mới là quan trọng. In Ki-woo lấy lý do chú Kim cần tiền lo viện phí cho vợ nên mới phải giao dịch với đám tội phạm. Nếu như giúp chú Kim cứu sống vợ, có thể ông ấy sẽ đứng ra làm nhân chứng, lấy lại danh tiếng cho trung tâm cấy ghép. Ji-in cũng giúp In Ki-woo thuyết phục mọi người. Thấy lời In Ki-woo nói hợp lý, mọi người lại giơ tay tán thành cho việc thực hiện ca phẫu thuật, chỉ có bác sĩ Lee sắc mặt khó chịu. Anh ta cảm thấy đang bị người mới như In Ki-woo vượt qua, không đồng ý tham gia cuộc phẫu thuật lần này. Lúc sau bác sĩ Go đi theo nhắc nhở bác sĩ Lee, đừng tự tách bản thân ra khỏi mọi người. Điều này khiến anh ta lại phải suy nghĩ. Một bên khác, chủ tịch Choi gọi điện cho viện trưởng, thông báo về việc bác sĩ Go đến gặp con gái và khuyên cô ấy tạm dừng cuộc phẫu thuật. Con gái chủ tịch Choi cũng đồng ý, đợi một bệnh nhân bại não xuất hiện rồi mới làm phẫu thuật ghép tụy. Viện trưởng muốn thuyết phục chủ tịch Choi, ông ta sẽ tìm người mới thay thế để thực hiện ca phẫu thuật ngay lập tức. Chủ tịch Choi không cần rồi cúp máy. Viện trưởng cảm thấy bác sĩ Go là cái gai trong mắt, bấm máy gọi điện cho viện phó, yêu cầu mở cuộc kỷ luật bác sĩ Go vì ông cho dừng ca phẫu thuật lần trước. Ngày mai làm ngay đi, viện trưởng muốn dùng cơ hội này loại bỏ hoàn toàn bác sĩ Go. Hôm sau hội đồng kỷ luật mở cuộc họp, nhưng nhân vật chính là bác sĩ Go không đến vì ông ấy đang có một ca phẫu thuật. Viện phó đề nghị cho cuộc họp bắt đầu, rồi thông báo kết quả đến bác sĩ Go sau. Viện trưởng đứng lên đọc phát biểu, ông ta thừa nhận năng lực và những cống hiến của bác sĩ Go cho trung tâm cấy ghép cũng như ở bệnh viện Sun Lim. Nhưng trong một tháng qua, bác sĩ Go đã phạm phải hai sai lầm, ghép thận cho một tên tù nhân chứ không phải cho một đại biểu. Kết quả là tù nhân kia đã chết vì mất một quả thận. Sai phạm thứ hai chính là hoãn ca phẫu thuật của con gái chủ tịch Choi, khiến gia đình chuyển cô ấy sang bệnh viện khác, ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của bệnh viện Sun Lim. Qua những nguyên nhân trên, viện trưởng đề xuất đình chỉ công tác bác sĩ Go, ông ta sẽ để mọi người tiến hành bỏ phiếu. Nói xong viện trưởng rời đi trước. Ra bên ngoài, ông ta mới nở một nụ cười đắc thắng vì đã biết trước kết quả. Trong phòng bỏ phiếu có tới 17 trên 25 lá phiếu tán thành. Quyết định đình chỉ bác sĩ Go có hiệu lực. Lúc này mọi người đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép gan, chú Kim được đưa vào phòng mổ. Bất ngờ bác sĩ Lee xuất hiện, anh ta sẽ đảm nhận quy trình chiết tạng. Do đó bác sĩ Go và In Ki-woo cùng vào phòng phẫu thuật của vợ chú Kim. Họ sẽ thực hiện quy trình ghép tạng. Bên phòng của chú Kim, bác sĩ Lee thành công lấy lá gan ra ngoài. Bên phòng người vợ, bác sĩ Go cũng cắt đi được lá gan hỏng. Sau đó ông đặt lá gan nguyên vẹn vào cơ thể vợ chú Kim. Bác sĩ Go tiến hành khâu cố định gan, xong xuôi In Ki-woo bắt đầu bơm dung dịch muối ấm để máu lưu thông trở lại. Bác sĩ Go bất ngờ yêu cầu In Ki-woo đổi chỗ, từ giờ anh sẽ là người phẫu thuật chính, bởi vì trong lúc làm việc, bác sĩ Go đột nhiên thấy hoa mắt, sợ sẽ gây nguy hiểm cho bệnh nhân. In Ki-woo tiếp tục khâu mạch. Bất ngờ bác sĩ Go yêu cầu In Ki-woo kiểm tra mạch méo ở động mạch. Anh chắc chắn đã kiểm tra rồi, trên máy Doppler cũng xác nhận không có vấn đề. Bác sĩ Go không tin vào máy móc, yêu cầu In Ki-woo hãy thử cảm nhận mạch đập bằng tay. In Ki-woo đặt tay vào mạch méo rồi nhắm mắt từ từ cảm nhận, méo đang lưu thông một cách bình thường. Rất tốt, đây là bài học cuối cùng ta dạy cho con. Bác sĩ Go biết In Ki-woo có đôi mắt tinh tường, nhưng đôi khi nên sử dụng cảm giác để đưa ra phán đoán cho bản thân. Cuối cùng ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. Chú Kim và vợ được đưa đến phòng hồi sức. Tuy nhiên nhân viên trung tâm cấy ghép không thể vui nổi vì bác sĩ Go đã bị hội đồng kỷ luật ra quyết định đình chỉ. Ji-in vô cùng tức giận, bác sĩ Lee lại khuyên mọi người đừng làm việc nông nổi. In Ki-woo cũng chỉ lặng im quan sát. Bác sĩ Go đọc được công văn cũng không mấy bất ngờ. Đột nhiên Ji-in đẩy cửa xông vào, cô không thể chấp nhận việc bố bị đình chỉ 6 tháng, muốn kiểm tra tình hình của chú Kim rồi mời chú ấy ra làm chứng. Bác sĩ Go lại muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi, bảo Ji-in đừng làm phiền chú Kim dưỡng sức, nói thế nào cô cũng không hết bức xúc. Một bên khác, viện trưởng đang bàn bạc với viện phó tìm người thay thế bác sĩ Go giữ chức giám đốc trung tâm cấy ghép. Viện phó thắc mắc, không phải chỉ là đình chỉ thôi sao? Viện trưởng thật ra không muốn gặp lại bác sĩ Go, nhưng cấp dưới có rất nhiều người kính trọng ông nên không thể trực tiếp đưa ra yêu cầu sa thải.
Tuy nhiên viện trưởng biết bác sĩ Go chắc chắn sẽ hiểu ý ông ta mà không quay lại bệnh viện nữa, biết đây là cơ hội tốt, viện phó đề bạt con trai là bác sĩ Lee lên giữ chức giám đốc trung tâm cấy ghép. Dù sao anh ta cũng là người có thâm niên nhất ở đó hiện tại, viện trưởng quyết định cho bác sĩ Lee cơ hội. Ngay sau đó viện phó gọi bác sĩ Lee đến phòng làm việc. Ông vừa đề bạt con trai lên chức giám đốc trung tâm cấy ghép, viện phó muốn bác sĩ Lee trong thời gian này đừng làm chuyện gì ảnh hưởng đến danh dự. Tuy nhiên bác sĩ Lee lại tức giận, người không có danh dự là bố, lợi dụng lúc bác sĩ Go lâm nạn mà nước đục thả câu. Bác sĩ Lee rất thất vọng về viện phó, có thể ông ta không phải là bác sĩ giỏi để con trai có quyền tự hào, nhưng bác sĩ Lee hy vọng bố có thể giữ lại một chút liêm sỉ. Những ngày học hỏi bên cạnh bác sĩ Go, bác sĩ Lee đã dần hiểu ra làm cách nào để trở thành bác sĩ tốt, được mọi người yêu quý kính trọng. Anh ta thật sự không muốn giống bố chút nào. Nói xong bác sĩ Lee quay người rời đi, viện phó nghe con trai chửi đến giờ mới hoàn hồn. Buổi sáng chú Kim tỉnh lại, muốn ra bên ngoài tìm vợ, vô tình lại thấy thông báo kỷ luật bác sĩ Go. Chú Kim kích động, khiến vết mổ lại đau đớn. Ji-in phát hiện, liền dẫn chú Kim quay lại phòng bệnh. Chú Kim biết vì mình mà bác sĩ Go mới bị kỷ luật, muốn đứng ra minh oan cho ông. Ji-in khuyên chú Kim cứ nghỉ ngơi trước. Cô để chú Kim nằm xuống nghỉ ngơi, đúng lúc y tá thông báo, bác sĩ Go đang tìm Ji-in. Sau khi Ji-in rời đi, chú Kim mới lấy điện thoại kiểm tra, phát hiện rất nhiều tin nhắn đe dọa, chú Kim không khỏi lo lắng. Bất ngờ chú Kim nhận được một cuộc điện thoại, tên môi giới tức giận, tại sao lại tắt máy, chú Kim trực tiếp nói rằng sẽ không hợp tác với hắn nữa. Tên môi giới yêu cầu chú Kim đến gặp, nếu không hắn sẽ tìm ra chú Kim trong chưa đầy nửa ngày, cả vợ và con ông ấy nữa. Chú Kim khóc lóc cầu xin, để vợ con ông ấy được yên, vậy thì đến đây ngay khi tôi còn nói chuyện tử tế, tên môi giới cúp máy. Chú Kim không biết phải làm gì tiếp theo, lúc này In Ki-u đến kiểm tra sức khỏe cho chú Kim, nhưng chỉ thấy mảnh giấy ông ấy để lại, chú Kim ghi rõ thời gian và địa điểm sẽ gặp tên môi giới. In Ki-u lo lắng vội chạy đi tìm, anh gọi điện nhưng chú Kim không nghe máy. In Ki-u đành gọi điện báo cảnh sát, nhờ họ đến địa điểm chỉ định tìm chú Kim. Thấy In Ki-u có vẻ hấp tấp, Ji-in lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Cô quay lại phòng bệnh và tìm được mảnh giấy. Biết In Ki-u định đi đâu, cô lái xe muốn đưa anh đi. In Ki-u lên xe rồi cùng Ji-in xuất phát. Một bên khác chú Kim đến cửa hàng mua con dao, quyết định sống mái với đám buôn nội tệ. Sau đó ông đến điểm hẹn, là một ngã tư đông người qua lại. Cảnh sát cũng có mặt ở hiện trường. Họ phát hiện ra chú Kim, đội trưởng quyết định đứng từ xa theo dõi. Bất ngờ chú Kim nhận được cuộc điện thoại, hóa ra tên môi giới đang ngồi trên tầng quan sát. Hắn phát hiện có cảnh sát theo dõi nên bảo chú Kim đi theo chỉ định. Cảnh sát thấy chú Kim di chuyển cũng vội xuống xe đi theo. In Ki-u cũng đến hiện trường, nhận ra cảnh sát từng thẩm vấn anh. In Ki-u lập tức xuống xe đuổi theo bọn họ. Ji-in ở lại trong xe cho an toàn. Bên kia chú Kim bị tên môi giới dắt đi lòng vòng đến một con ngõ, bất ngờ ông ấy bị chụp thuốc mê. Tên môi giới kéo chú Kim vào trong rồi đóng cửa cuốn lại. Cảnh sát dù đã chặn đứng hai đầu nhưng đến đoạn này vẫn bị mất dấu, họ lại tiếp tục chia nhau đi tìm. In Ki-u theo cảnh sát đi tới cũng vô cùng hoang mang. Đợi đến khi cảnh sát đi hết, một chiếc xe cứu thương từ trong ngõ lao ra. In Ki-u nhận ra đó chính là xe của đám buôn nội tệ. Anh đuổi theo nhưng không kịp, liền gọi điện cho Ji-in bảo cô lái xe chặn đầu ngõ. Ji-in lập tức làm theo, tuy nhiên xe cô quá nhỏ, xe cứu thương vẫn có thể lách qua được. In Ki-u lên xe rồi cùng Ji-in tiếp tục đuổi theo. Đến tối cả hai theo xe cứu thương tới một bãi đất hoang, chú Kim bị đám buôn nội tạng khiêng đi. In Ki-u biết chuyện xảy ra với bố sắp được tái hiện, anh dặn Ji-in gọi điện báo cảnh sát rồi quay trở về trước. In Ki-u sẽ một mình đi theo mấy người kia. Ji-in vô cùng lo lắng liền làm theo lời In Ki-u, cô báo lại định vị cho cảnh sát để họ tới ứng cứu. Bấy giờ chú Kim bị đưa đến một lò mổ cũ nát. Hyung Boom sẽ là người phẫu thuật, hắn phát hiện chú Kim vừa trải qua một ca phẫu thuật nhưng vẫn còn những thứ khác có thể lấy. Hyung Boom tiến hành ca phẫu thuật, bất ngờ In Ki-u xuất hiện quát hắn dừng tay. Hyung Boom chào hỏi người quen cũ. In Ki-u tức giận, hôm nay tao sẽ mổ mày mà không dùng thuốc gây mê, giống cách Hyung Boom từng làm với bố In Ki-u 15 năm trước. Hyung Boom đắc chí, để xem ai mổ ai. Tên môi giới và tên mập lao lên khống chế In Ki-u, anh quật ngã cả hai rồi dồn đam vào mồm tên môi giới, sau đó lại kẹp cổ tên mập ná thở. Tên môi giới nhân cơ hội đạp In Ki-u nhưng anh nhất quyết không buông tay, ngược lại còn phản đam khiến hắn hộc tương cả. Hyung Boom thấy đàn em không thể giải quyết In Ki-u cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, hắn nắm chặt con dao trong tay. Hôm nay In Ki-u sẽ trả lại công bằng cho những người ra đi dưới tay Hyung Boom. Hắn từ từ lùi lại rồi đặt dao trên bụng chú Kim. In Ki-u quát hắn dừng tay nhưng con dao vẫn trực tiếp cắm xuống. Bây giờ In Ki-u buộc phải lựa chọn cứu chú Kim hay đuổi theo Hyung Boom, anh sẽ là một người con hay giữ trọng trách của một người bác sĩ. In Ki-u chạy đến bịt vết thương cho chú Kim. Hyung Boom đắc ý cười lớn rồi rời đi. In Ki-u đưa chú Kim ra ngoài, vừa hay gặp cảnh sát đi đến. Ji-in đã gọi xe cứu thương, cảnh sát vào trong bắt người. In Ki-u sẽ đưa chú Kim về bệnh viện điều trị. Bên trong tên vừa tỉnh lại thì thấy cảnh sát, hắn chạy trốn nhưng không kịp. Tên môi giới cố gắng chống cự nhưng vẫn bị cảnh sát còng tay. Hai tên này bị bắt về đồn quy án, chỉ có một mình Hyung Boom thoát được.
hắn về căn cứ, lấy hết tiền rồi bỏ trốn. Lúc này chú Kim được đưa về tới bệnh viện, vô tình bị người phát ngôn của bệnh viện bắt gặp. Hắn ta nhớ ra, đây là người hiến tạng, được viện trưởng giới thiệu cho chủ tịch Choi. Người phát ngôn lập tức gọi điện báo tin cho viện trưởng, ông ta lo lắng chạy đến phòng phẫu thuật. Bác sĩ Go cũng đang ở đây, viện trưởng muốn biết chuyện gì đang diễn ra, cái này chắc ông phải rõ hơn ai hết chứ. Bác sĩ Go không thèm tiếp chuyện với viện trưởng, trực tiếp đứng dậy rời đi. Bất ngờ người phát ngôn nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, họ cho rằng có người ở bệnh viện Sun Lim liên quan đến đường dây mua bán nội tạng nên muốn đến đây để điều tra, đồng thời lấy lời khai của hai nhân chứng có mặt ở hiện trường là In Kyu và Ji In. Viện trưởng thắc mắc tại sao hai người này lại đến đó, cái này hỏi người phát ngôn cũng bó tay, viện trưởng đành để hắn rời đi. Sau đó ông ta gọi điện nhờ một người giải quyết. Lúc này tên môi giới đang ở trong phòng thẩm vấn, cảnh sát có hỏi gì hắn cũng không trả lời. Họ đành đợi In Kyu hoàn thành ca phẫu thuật rồi dẫn anh và Ji In về đồn lấy lời khai. Bất ngờ một lão luật sư mở cửa đi vào, tự nhận là luật sư của tên môi giới. Lão ta để cảnh sát ra ngoài rồi đóng cửa. Từ giờ anh hãy làm theo những gì tôi nói. Tên môi giới muốn biết ai là người cử lão luật sư tới. Lão ta không cho tên môi giới biết, chỉ cần nghe lời hắn sẽ không phải ngồi tù. Tên môi giới đành đồng ý. Nhưng trước tiên hắn muốn gọi nhờ một cuộc điện thoại. Lão luật sư chấp nhận. Tên môi giới gọi cho Hyung Boom thông báo tình hình của hắn. Có lẽ luật sư do VIP gửi tới. Hyung Boom đoán rằng người đó đang sợ bọn chúng tiết lộ bí mật. Hyung Boom đề nghị tên môi giới hãy yêu cầu một số tiền, đồng thời phải chắc chắn được cứu khỏi nhà giam. Dặn dò xong, Hyung Boom cúp máy rồi lái xe đi. Buổi sáng, In Kyu và Ji In đến đồn cảnh sát, tường thuật lại những chuyện xảy ra đêm qua. Xong việc, cảnh sát để họ ra về. Trước khi đi, anh cảnh sát còn một thắc mắc, bao giờ họ mới có thể hỏi cung chú Kim. In Kyu yêu cầu đợi một thời gian để chú Kim hoàn toàn bình phục. Bấy giờ Ji In thắc mắc tình hình hai tên buôn nội tạng bắt được đêm qua ra sao, không ngờ bọn chúng đều nhận tội. Cảnh sát thấy kỳ lạ, ban đầu hai tên đều chối lên chối xuống, nhưng sau khi gặp luật sư lại lập tức thừa nhận. In Kyu hỏi về luật sư đó, cảnh sát nhớ ra đó là luật sư đến từ một bệnh viện lớn. Sau đó In Kyu và Ji In lên đường trở về. Trên đường, Ji In thắc mắc tại sao bọn chúng lại nhận tội dễ dàng như thế, có thể đã được trả tiền để làm việc đó. Nghe In Kyu giải thích, Ji In biết cách đám buôn nội tạng hoạt động, chúng sẵn sàng nhận tội để bao che cho đồng minh của mình. Người bên ngoài lại dùng tiền và mối quan hệ cứu người trong tù ra ngoài, đó được gọi là mối quan hệ cộng sinh. Về tới bệnh viện, In Kyu giải thích một lần nữa cho cả bác sĩ Go nghe, chỉ khi có bằng chứng xác thực mới có thể bắt đám buôn nội tạng nhận tội. Như vậy có nghĩa là họ phải tìm manh mối ở những vụ buôn bán đã thành công, nhưng hầu hết hồ sơ người hiến mang đến bệnh viện đều sử dụng danh tính giả. Làm sao để tìm được họ? Đột nhiên Ji In nhớ ra, trước khi đại biểu thực hiện ca phẫu thuật hiến tạng trao đổi với bố con tù nhân giả, ông ta từng thực hiện một ca ghép thận khác. Tuy nhiên quả thận không thể hoạt động trong vật chủ mới, nên đại biểu mới phải phẫu thuật lại. Lúc đó Ji In là người chăm sóc cho bệnh nhân hiến tạng. Cô phát hiện anh ta chuẩn bị thi công chức. Ji In còn giữ lại vài vật dụng cá nhân khi anh ta nhập viện, trong đó có một thẻ sinh viên của Hyun Gu. Ban đầu Ji In không hiểu tại sao lại khác với tên người hiến, nhưng đến giờ cũng biết anh ta dùng tên giả. Ji In lên mạng tra tên trường học rồi cùng In Kyu đến đó tìm người. Nhưng khi hai người hỏi thăm các sinh viên, lại chẳng ai biết về Hyun Gu. Ji In đến gặp quản lý, may mắn cô ấy nhận ra Hyun Gu không phải sinh viên mà chỉ là lao công trong trường. Cả hai được chỉ tới phòng 205, tuy nhiên ở đây trống trơn. Đang lúc định bỏ cuộc trở về, bất ngờ có một người đi đến. Ji In lập tức nhận ra đây chính là người cần tìm. Cả hai dẫn Hyun Gu đến quán cà phê nói chuyện. In Kyu trực tiếp lấy ra tấm ảnh của tên môi giới. Anh có nhận ra người này không? Hyun Gu nhớ lại giao dịch giữa anh ta và tên môi giới, nếu như để lộ bí mật, mẹ và em gái Hyun Gu sẽ gặp nguy hiểm. Biểu cảm lo lắng của Hyun Gu không thể giấu được In Kyu. Anh trực tiếp vạch trần Hyun Gu, có phải anh sợ ảnh hưởng đến kỳ thi công chức? Hyun Gu thừa nhận. In Kyu lại cho anh ta biết tình trạng của mình, một người hiến thận, nếu không đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên, sức khỏe sẽ ngày càng sa sút, trí nhớ cũng ngày một giảm đi, dù có tham gia kỳ thi, anh ta cũng không thể vượt qua. Trái lại những tên buôn nội tạng độc ác, dù chúng có bị bắt, vẫn ăn no ngủ say trong tù, không bao lâu nữa sẽ được thả ra. Như thế có phải quá bất công với Hyun Gu? In Kyu muốn Hyun Gu tự đứng lên đòi lại công bằng, bắt những tên tội phạm phải trả giá. Hyun Gu bắt đầu đắn đo. In Kyu muốn anh ta đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, đồng thời cho anh một câu trả lời chính xác. Sau đó In Kyu dẫn Ji In trở về. Một bên khác, bác sĩ Lee dẫn theo thành viên của trung tâm cấy ghép đến xin viện trưởng rút lệnh kỷ luật bác sĩ Go. Tất cả mọi người đều ký vào biên bản biểu quyết đồng lòng xin viện trưởng bãi bỏ quyết định kỷ luật. Viện trưởng giả vờ xúc động trước sự đoàn kết của các thành viên, ông ta nói rằng chuyện này nằm ngoài thẩm quyền. Viện trưởng hứa xuông với mọi người sẽ đề nghị hội đồng kỷ luật xem xét lại. Bác sĩ Lee cúi đầu cảm ơn rồi dẫn mọi người rời đi. Sau đó viện trưởng gọi viện phó tới cho ông ta biết con trai vừa làm chuyện tốt. Bác sĩ Lee dẫn đầu đoàn người đến xin viện trưởng rút lệnh kỷ luật bác sĩ Go. Viện phó vô cùng tức giận sẽ đến gặp con trai dạy dỗ lại. Buổi tối viện phó phát hiện bác sĩ Go mang theo chiếc hộp đi ra từ phòng lưu trữ. Ông ta đi vào hỏi nhân viên bác sĩ Go vừa lấy thứ gì. Đó là lịch sử hình thành và phát triển của bệnh viện Sun Lim. Biết bác sĩ Go đang điều tra gì đó, viện phó lập tức báo cáo với viện trưởng. Viện trưởng trở nên hoang mang, ông ta hỏi viện phó đã giải quyết hết những tài liệu có vấn đề hay chưa. Viện phó chắc chắn đã lo liệu ổn thỏa.
Viện trưởng dặn viện phó nên để ý cẩn thận bác sĩ Go và loại bỏ hết các tài liệu liên quan đến VIP. Viện phó lập tức gật đầu. Buổi sáng mọi người xem được trên bảng thông báo quyết định kỷ luật bác sĩ Go đã bị bãi bỏ, ai cũng tỏ ra vui mừng. Dân Hy muốn chúc mừng Jin, nhưng đột nhiên lại nhận điện thoại có người bệnh mới nên cô phải đi, hai người sẽ gặp lại sau. Bên này In Ki-woo đến khám cho chú Kim, phát hiện cảnh sát chuẩn bị dẫn ông ấy đi. Họ mang theo lệnh bắt giữ, chú Kim phạm tội buôn bán nội tạng trái phép. In Ki-woo muốn kiểm tra cho chú Kim lần cuối, cảnh sát đồng ý. Bây giờ chú Kim muốn xin lỗi In Ki-woo vì những chuyện đã xảy ra, nhưng In Ki-woo cho rằng ông không phải người có lỗi. Sau khi kiểm tra và thay băng gạc cho chú Kim, In Ki-woo dặn dò cảnh sát thay băng gạc và tiêm thuốc cho ông ấy đúng giờ. Cảnh sát đồng ý rồi dẫn chú Kim đi. Đột nhiên chú Kim nhớ tới một chuyện. Trong lúc ông ấy bị đám buôn nội tạng đưa đi, tình cờ nghe được cuộc đối thoại của chúng. Tên mập nói rằng Hyung Bum muốn tới một nơi gọi là Chi Hốc Đang, một thông tin vô cùng có ích cho In Ki-woo. Tối đó In Ki-woo đến đồn cảnh sát, yêu cầu được gặp tên môi giới, anh muốn biết Hyung Bum ở đâu. Tên môi giới tưởng In Ki-woo có vấn đề, mày nghĩ tao sẽ bán đứng anh em sao? In Ki-woo lấy ra bằng chứng buộc tội tên môi giới, nếu không nói hắn sẽ chết mục trong tù. Hóa ra In Ki-woo là người lấy đoạn băng ghi hình cảnh tên môi giới đánh cháo thuốc hại chết tên tù nhân, còn có cô bé bị bắt cóp đứng ra làm nhân chứng. Cộng với đoạn ghi âm, tên môi giới nói rằng sẽ lấy nội tạng của cô bé, những thứ này đủ để hắn ngồi tù chung thân. Bây giờ tên môi giới bắt đầu lo sợ, hắn định cướp lấy USB. In Ki-woo cho hắn hai lựa chọn, tiếp tục làm tay sai cho Hyung Bum hoặc là đứng về phía anh. Thực ra nếu tên môi giới không nói, In Ki-woo cũng biết Hyung Bum đi đâu, nhưng không biết hắn sẽ tìm gì ở đó. In Ki-woo tìm cách cậy miệng tên môi giới, nói rằng hắn đã bị đồng bọn phản bội, Hyung Bum sẽ không cứu hắn. In Ki-woo còn cho tên môi giới mượn điện thoại để hắn gọi xác nhận với Hyung Bum, kết quả là Hyung Bum thật sự không nghe máy. In Ki-woo cho tên môi giới lựa chọn cuối cùng, anh hay Hyung Bum. Hắn suy nghĩ một lúc rồi cho In Ki-woo biết Hyung Bum đến Chi Hốc Đang tìm mộ của một gia đình họ Park. Biết được điều này, In Ki-woo giao USB cho cảnh sát rồi lên đường đến Chi Hốc Đang. Tên môi giới bị lừa tức giận chửi bới In Ki-woo, nhưng giờ hắn không thể thoát khỏi lồng giam. Một bên khác, Hyung Bum đến ATM rút tiền, hắn mạnh dạn bấm 1 tỷ vì nghĩ VIP đã chuyển tiền để tên môi giới nhận tội thay, nhưng tài khoản không đủ tiền. Biết VIP chơi mình, Hyung Bum vô cùng tức giận, quyết định phải cắn trả một cú. Sau đó Hyung Bum gọi điện cho viện trưởng. Hyung Bum nhắc lại lời tên tù nhân khi bị đam, có phải ông sai hắn xử lý tôi? Viện trưởng gian xảo định lấp liếm, nhưng Hyung Bum không phải kẻ dễ tin người. Hắn cho viện trưởng biết bản thân đang giữ danh sách của những người mua bán nội tạng. Mỗi lần được viện trưởng nhờ cậy, tên môi giới đều ghi chép rất rõ ràng. Hyung Bum dùng nó đe dọa, ép viện trưởng chuyển cho 1 tỷ. Bây giờ hắn đang cùng đường, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Viện trưởng đành phải chấp nhận. Hyung Bum lập tức đi rút tiền, sau đó hắn mang tiền giấu ở tủ cá nhân. Hyung Bum cần làm một việc nữa trước khi bỏ trốn. Lúc này In Ki-woo vừa tới Chi Hộc Đang, đây là một nghĩa địa. In Ki-woo thử tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng tìm được mộ gia đình họ Park. In Ki-woo khai quật ngôi mộ, phát hiện bên trong có 6 hũ cho cốt, nhưng không ngờ bên trong toàn tiền và vàng nguyên khối. Bất ngờ In Ki-woo phát hiện Hyung Bum đang ở đây, lập tức lao đến chỗ hắn. Hyung Bum cũng nhận ra sự có mặt của In Ki-woo, cầm kích điện định dí anh. Tuy nhiên bằng vào đôi mắt đặc biệt, In Ki-woo dễ dàng tránh khỏi công kích rồi quật ngã Hyung Bum. Hai bên bắt đầu trao đổi chiêu thức. Không ngờ ngoài là một bác sĩ giỏi, bộ môn võ thuật của In Ki-woo cũng không tệ. Anh nhanh chóng chiếm thế chủ động, thấy thua kèo Hyung Bum tìm cách bỏ chạy. In Ki-woo túm lấy rồi đè hắn ra, bồi thêm liên tiếp những đòn đánh tay vào mồm, sát thương chuẩn khiến Hyung Bum vung vãi tiết canh. In Ki-woo tức giận trả thù cho những người bị hại, những người không có quyền lực và tiền bạc đang cố tồn tại trong thế giới này, vậy mà mày lại biến họ thành công cụ kiếm tiền. Hyung Bum vẫn cố cười, buông ra những lời khiêu khích. Lợi dụng lúc In Ki-woo phân tâm, hắn nhặt lên viên đá, định dùng lại chiêu 15 năm trước, nhưng lần này In Ki-woo rất tỉnh táo. Không có chuyện anh đánh chúng dễ dàng, In Ki-woo nhặt lại viên đá. Bây giờ Hyung Bum mới khẩn thiết cầu xin tha mẹ, In Ki-woo vẫn quyết định xuống tay. Cú đánh chỉ cách đầu Hyung Bum đúng 1 cm. In Ki-woo còn muốn bắt hắn nhận tội với những người bị hại, anh lấy điện thoại gọi cảnh sát. Hyung Bum chỉ chờ cơ hội đó, đạp In Ki-woo lăn xuống dốc, khiến anh bất tỉnh nhân sự. In Ki-woo đã quá ngây thơ trước con cáo già có kinh nghiệm lâu năm. Sau đó Hyung Bum quay lại chỗ ngôi mộ, nhưng tiền và vàng trong hũ cho đều không còn nữa. In Ki-woo đã giấu nó đi. Hyung Bum cố gắng tìm kiếm xung quanh, nhưng mãi mà vẫn không thấy. Hắn tức giận hét lớn, muốn tìm In Ki-woo tính sổ. Đúng lúc này cảnh sát đi đến hiện trường, Hyung Bum chỉ có thể tạm thời chạy trước, cảnh sát nhanh chân đuổi theo. Hyung Bum phải chui xuống cống, trốn như chó nhà có tang. Thật tiếc khi cảnh sát không thể tìm được hắn. Buổi sáng số tiền Hyung Bum cất giấu được mang đến tổ chức cấy ghép nội tạng Hàn Quốc. In Ki-woo muốn dùng nó giúp đỡ những bệnh nhân không có điều kiện chi trả viện phí. Tiền viện phí của vợ chú Kim cũng được In Ki-woo dùng thân phận bí mật chi trả toàn bộ, chỉ có cậu bé thông minh biết người giúp đỡ gia đình là In Ki-woo. Tin tức về việc này cũng nhanh chóng lan truyền, báo đài hết lòng ca ngợi nhà từ thiện bí ẩn. Chỉ có Hyung Bum biết số tiền đó là của hắn ta. Hyung Bum hận In Ki-woo đến tận xương tủy, hắn lấy điện thoại gọi cho viện trưởng.
Hyung-bum muốn trả sổ ghi chép cho ông ta vì đã nhận được số tiền 1 tỷ. Hyung-bum sẽ gửi vị trí cho viện trưởng, yêu cầu ông ta mang thêm một số tiền để đổi lấy một bí mật. Hyung-bum tiết lộ con trai của nạn nhân 15 năm trước đang ở ngay cạnh viện trưởng. Nếu muốn biết người đó là ai thì mang tiền tới đây. Viện trưởng lập tức lái xe lên đường. Lúc này bác sĩ Go đang gặp In-kyu và bác sĩ Lee. Ông có một thông báo, kể từ nay bác sĩ Go sẽ không đảm nhận phẫu thuật chính, thay vào đó sẽ đứng một bên hướng dẫn cho lớp trẻ có điều kiện phát triển. Bác sĩ Lee và In-kyu là hai hạt giống tốt của trung tâm cấy ghép, một người sẽ thay thế vị trí của bác sĩ Go hiện tại. Bác sĩ Lee không có ý kiến nên đứng dậy rời đi trước. Bấy giờ In-kyu mới đặt ra nghi vấn, có phải bác sĩ Go có bệnh trong người nên mới không tiếp tục phẫu thuật cho bệnh nhân. Bác sĩ Go phủ nhận. Ông chỉ muốn tìm một người có thể giao phó trách nhiệm trong tương lai. Sau đó bác sĩ Go trở về phòng, việc ông vừa làm còn có nguyên nhân khác. Bác sĩ Go muốn tập trung điều tra bí mật của bệnh viện Sunlim. Vô tình ông tìm được bài báo nhắc đến ca phẫu thuật ghép tạng cho thủ tướng vào năm 2007, nhưng khi kiểm tra hồ sơ trên máy tính lại không có dữ liệu của người hiến tạng, có thể hồ sơ của người hiến tạng bị làm giả. Hoạt động mua bán nội tạng trái phép đã được thực hiện từ năm 2007. Bác sĩ Go gọi điện nhờ Jin tìm giúp ông thông tin của đơn vị hợp tác cấy ghép làm việc tại bệnh viện Sunlim từ năm 2007. Cô lập tức đồng ý. Một bên khác, viện trưởng và Hyung-bum gặp nhau, một bên giao tiền, một bên giao sổ ghi chú. Hyung-bum còn giao cả thông tin về người mà hắn nhắc tới trong điện thoại. Viện trưởng lập tức nhận ra In-kyu. Hyung-bum kể ra tất cả việc làm của In-kyu. Viện trưởng cảm giác được In-kyu là một người nguy hiểm, nếu không cẩn thận tất cả bí mật sẽ bị anh vạch trần. Hyung-bum muốn được trả thêm tiền, hắn sẽ thay viện trưởng giải quyết In-kyu, nhưng làm bằng cách nào? Hyung-bum lập tức giải đáp thắc mắc của viện trưởng. Ông ta là cấp trên của In-kyu, có thể điều động anh đến chỗ Hyung-bum, chuyện còn lại sẽ giao cho hắn. Viện trưởng suy nghĩ rồi sẽ liên lạc cho Hyung-bum. Không ngờ cuộc gặp gỡ của bọn chúng bị một người chụp ảnh lại toàn bộ. Người này lại là ai nữa đây? Buổi tối, bác sĩ Go lái xe về nhà, đột nhiên ông cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Không may lọ thuốc luôn mang theo lại hết đúng lúc. Bác sĩ Go vẫn kịp gọi điện cầu cứu trước khi ngất đi. Sau đó ông được đưa vào bệnh viện. Jeon-hee kiểm tra dữ liệu của bác sĩ Go, nhưng ông không có tiền sử loại bệnh nào trước đây. Cô đành gọi Ji-in đến hỗ trợ. Biết tin bố đang cấp cứu, Ji-in vội rời vị trí. Đúng lúc In-kyu đi ngang qua, anh muốn cùng đến chỗ bác sĩ Go, cả hai vào phòng bệnh. Được Jeon-hee cho biết, bác sĩ Go bị sốt cao và thiếu nước, tay có dấu hiệu co giật. In-kyu tiến đến kiểm tra, đột nhiên anh nhớ ra bác sĩ Go từng dùng một loại thuốc. In-kyu vội chạy đến phòng làm việc của ông ấy. Anh tìm được lọ thuốc chữa bệnh Parkinson, lập tức thông báo với Ji-in, nhờ cô ấy gọi điện đến khoa thần kinh. Bác sĩ Go đang gặp vấn đề về não. Sau khi ngắt máy, In-kyu vô tình phát hiện tài liệu điều tra mà bác sĩ Go đặt trên bàn. Ông ấy tìm được hai đối tượng tình nghi, có thể là VIP của tổ chức buôn bán nội tạng. Bên kia, bác sĩ Go đã qua tình trạng nguy kịch. Bác sĩ khoa thần kinh muốn Ji-in ra ngoài nói chuyện. Ông ấy cho Ji-in biết bệnh Parkinson của bác sĩ Go được phát hiện từ 8 tháng trước. Ông không muốn cho Ji-in biết vì sợ cô lo lắng. Bác sĩ Go không muốn làm khổ con gái vì 15 năm trước chính ông là người bỏ rơi Ji-in. Thực ra bác sĩ Go vô cùng hối hận, luôn muốn bù đắp cho Ji-in, nhưng cô lại không chịu chấp nhận tình cảm của ông. Nghe xong, Ji-in vô cùng hối hận, bác sĩ khoa thần kinh rời đi để cô có thể khóc một mình. Nhưng đúng lúc này In-kyu lại xuất hiện. Anh ngồi xuống bên cạnh rồi đưa cho cô khăn tay lau nước mắt. Sau khi Ji-in bình tĩnh lại, cả hai tâm sự về bố. In-kyu cho Ji-in biết sở dĩ bác sĩ Go nhận nuôi hai anh em vì thấy em gái In-kyu giống con gái bị bệnh đang ở nước ngoài. Bác sĩ Go lúc nào cũng nhớ tới Ji-in, cuối cùng cô cũng hiểu được tấm lòng bố. Sau khi an ủi Ji-in, In-kyu quay lại phòng của bác sĩ Go, tiếp tục nghiên cứu tài liệu điều tra. Bất ngờ anh nhận được cuộc gọi. Hyun-gu cảm thấy cơ thể không được khỏe. Anh ta tường thuật lại tình trạng cho In-kyu. Anh nhận ra là triệu chứng của suy thận cấp tính. In-kyu lập tức lên đường đến nhà Hyun-gu. Tới nơi, anh gõ cửa căn phòng 202. May mắn Hyun-gu vẫn còn sức ra mở cửa, nhưng sau đó anh ta liền gục ngã. In-kyu vội đưa Hyun-gu đến bệnh viện. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện chức năng hoạt động của thận chỉ có 30%, một quả thận nữa của anh đâu. Hyun-gu thành thật trả lời, đã hiến cho một người khác. Bác sĩ phải để Hyun-gu ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian. Lúc sau, Hyun-gu và In-kyu vô tình xem được đại biểu được hiến nội tạng ở bệnh viện Sunlim đang có bài phát biểu yêu cầu thanh trừng nạn buôn bán nội tạng ra khỏi đất nước Hàn Quốc. Hyun-gu vô cùng tức giận, chính đại biểu là người mua một quả ấy của anh ta, bây giờ lại giả nhân giả nghĩa đánh bóng tên tuổi của bản thân. Hyun-gu nhớ đến lời đề nghị của In-kyu lần trước, anh ta sẽ đứng ra làm chứng, tố giác tội ác của những kẻ cầm quyền. In-kyu hứa sẽ không phụ sự tin tưởng của anh ta. Một bên khác, Hyung-bum quay lại chỗ cất tiền. Hắn mang theo toàn bộ số tiền, rồi đến gặp một người đàn ông để thuê một chiếc xe. Sau khi lên xe, Hyung-bum gọi điện cho một người đang có nhu cầu mua nội tạng. Hắn sẽ mang một quả tim đến, yêu cầu người kia lập tức chuẩn bị đủ tiền. Sau đó, Hyung-bum đến gặp một tên đầu bếp từng làm việc trong đường dây nhưng đến giờ đã giải nghệ. Hyung-bum muốn rủ hắn thực hiện kế hoạch, lợi nhuận sẽ đủ để tên đầu bếp mở thêm 10 cửa hàng. Nhưng khi Hyung-bum nói rằng lần này sẽ lấy một quả tim, tên đầu bếp cảm thấy đắn đo, lấy nội tạng khác thì có thể.
cho người hiến một cơ hội sống, còn lấy tim thì chắc chắn phải giết người. Tên đầu bếp không muốn đi tù. Tuy nhiên Hyun-bum liên tục thuyết phục, cùng với ma lực của đồng tiền, tên đầu bếp nhanh chóng bị dụ dỗ. Lúc này Hyun-gu đang đến đồn cảnh sát để tố cáo tội ác của những kẻ bất nhân. Hôm sau, một đoàn thanh tra đến bệnh viện Sun-lim nhằm thu thập chứng cứ về hoạt động mua bán nội tạng trái phép. Viện trưởng chỉ biết ngồi im cho họ làm việc. Mọi người đang bàn tán xôn xao, Jeon-hee nghe tin lập tức muốn đến gặp viện trưởng để hỏi bố xem có chuyện gì xảy ra. Jeon-hee tới phòng làm việc, thấy viện trưởng đang ngồi thất thần, cô giúp bố dọn dẹp mớ hỗn độn. Viện trưởng muốn dẫn con gái đi ăn để hai bố con có cơ hội tâm sự ở nhà ăn. Viện trưởng đề nghị Jeon-hee hãy quay lại Đức tiếp tục niềm đam mê với âm nhạc. Jeon-hee không đồng ý vì chính bố bắt cô bỏ nhạc trở thành bác sĩ. Jeon-hee nhắc lại cái chết của mẹ 15 năm trước, nếu lúc đó cô là một bác sĩ thì đã có thể cứu sống bà ấy, bây giờ cô càng phải cứu sống nhiều người hơn vì biết có rất nhiều bệnh nhân cần đến mình. Viện trưởng vẫn một mực khuyên con gái về Đức vì không muốn thấy Jeon-hee phải vất vả ở bệnh viện. Một bên khác, Ji-in mang thông tin của đơn vị hợp tác cấy ghép mà bố nhờ điều tra lúc trước đến cho bác sĩ Go. Cô phát hiện một điều bất thường, một nữ điều phối viên của trung tâm cấy ghép đó có lý lịch trùng với viện phó. Hai người vào làm và nghỉ việc ở trung tâm cấy ghép cùng một thời gian giống nhau. Ji-in đã giúp bác sĩ Go lấy được số điện thoại của nữ điều phối kia, ông liền gọi điện cho bà ta để đặt một lịch hẹn. Bác sĩ Go lên đường đến nhà nữ điều phối. Tuy nhiên bà ta lại báo chuyện này với viện phó. Ông ta dặn dò nữ điều phối nhất định không được mở cửa cho bác sĩ Go. Bấy giờ viện phó nói với viện trưởng, có thể bác sĩ Go đã điều tra được điều gì đó, không cẩn thận tất cả việc làm phi pháp của họ đều sẽ bị bác sĩ Go vạch trần. Viện trưởng nghĩ ra một kế hoạch, tìm cách đổ hết trách nhiệm của vụ buôn bán nội tạng cho bác sĩ Go gánh tội. Viện phó thấy đây cũng là một cách hay, hai lão già bắt đầu cùng nhau tính kế. Sau đó viện trưởng gọi điện hẹn gặp bác sĩ Go, ông ta sẽ nói ra hết sự thật. Bắt đầu từ 15 năm trước, bác sĩ Go không nghi ngờ, ông một mình đến điểm hẹn. Bất ngờ có một chiếc xe cố tình lao vào bác sĩ Go, người lái xe là viện trưởng. Bác sĩ Go bị tông vẫn còn chút ý thức. Bất ngờ điện thoại của ông đổ chuông, là Ji-in gọi đến. Bác sĩ Go cố với lấy, viện trưởng thấy ông còn sống, lùi xe cán thêm phát nữa. Ji-in thấy bố không nghe máy, nhưng lại không nghi ngờ gì. Lúc sau khi cô đang làm việc, lại nhận được thông báo, bác sĩ Go vừa bị tai nạn, đang nằm trong phòng cấp cứu. Cô và In-ki-woo lập tức chạy đến đó kiểm tra tình hình. Ở đây Jeon-hee cho cả hai biết, bác sĩ Go bị tổn thương não nghiêm trọng, không thể tự thở được nữa. Jeon-hee muốn mọi người chuẩn bị tinh thần. Ji-in gục ngã trước giường bệnh của bố, không thể cầm được nước mắt. Vì bác sĩ Go bị chít não, cơ thể của ông sẽ được hiến tặng cho bệnh viện. Đây là việc cuối cùng các bác sĩ sẽ làm sau khi chết. Ji-in vô cùng đau đớn khi phải ký vào giấy quyết định hiến tạng. Hôm sau, trong lúc dọn dẹp phòng làm việc của bác sĩ Go, Ji-in giao lại cho In-ki-woo bản đăng ký hiến tạng của em gái anh 15 năm trước. Vào ngày hôm đó, bác sĩ Go cũng ký tờ tuyên thệ hiến tạng. Ông làm như vậy để cổ vũ lòng dũng cảm cho em gái In-ki-woo. Đến giờ anh cũng hiểu tấm lòng của bác sĩ Go. Lúc sau hai người ra bên ngoài, vô tình xem được một tin tức, không ngờ bác sĩ Go lại trở thành chủ mưu của vụ mua bán nội tạng trái phép ở bệnh viện Sun-lim. Cảnh sát tìm được chứng cứ trong chiếc xe của bác sĩ Go. Ji-in vô cùng kinh ngạc, tất cả chuyện này đều do viện trưởng dàn dựng. Ông ta còn khéo léo kéo bệnh viện thoát khỏi liên quan, đổ hết trách nhiệm cho một mình bác sĩ Go. Hyun-bum xem được tin tức cảm thán, viện trưởng cuối cùng đã biết dùng não. Hắn ta gọi cho viện trưởng, việc của ông đã giải quyết xong rồi, bây giờ sẽ đến việc của chúng ta. Hyun-bum ra giá cho quả tim sắp tới là 1 tỷ. Ban đầu viện trưởng không thỏa hiệp, nhưng đột nhiên trong đầu ông ta xuất hiện một kế hoạch khác. Viện trưởng quay xe đồng ý với Hyun-bum, hai người hẹn ngày mai giao dịch. Lúc này In-ki-woo và Ji-in đến đồn cảnh sát yêu cầu điều tra lại vụ án của bác sĩ Go. Tuy nhiên cảnh sát lại đưa ra bằng chứng cùng số tiền 200 triệu tìm được trong xe bác sĩ Go, như vậy đã đủ để kết tội ông ấy. In-ki-woo biết chứng cứ được ngụy tạo nhưng không thể phản bác, anh đành dẫn Ji-in về trước. Ra bên ngoài, Ji-in nghi ngờ, có khi nào bố là kẻ chủ mưu thật sự? 15 năm cô ở nước ngoài, có thể bác sĩ Go đã thay đổi, nhưng thời gian đó In-ki-woo là người ở bên ông, chắc chắn bác sĩ Go không bao giờ gây nên những chuyện như vậy. Thật ra Ji-in cũng tin bố, cô muốn có một người cùng niềm tin với mình. Tuy nhiên không chỉ có In-ki-woo, mà những người làm việc ở trung tâm cấy ghép đều tin tưởng bác sĩ Go. Bác sĩ Lee cho rằng mấu chốt không phải là chứng cứ mà cảnh sát tìm thấy, mà là cái chết rất đúng lúc của bác sĩ Go, khiến ông không thể tự minh oan. Bác sĩ Lee cho rằng tai nạn cũng là dàn dựng, anh ta chỉ huy mọi người tìm bằng được kẻ sát hạ bác sĩ Go. Một bên khác, người phát ngôn thông báo cho viện trưởng về hành động của trung tâm cấy ghép, biết chuyện này sẽ không êm xuôi. Viện trưởng quyết định tìm thêm một miếng đệm lót chân. Ông ta đề nghị người phát ngôn đứng ra xác nhận hồ sơ của người hiến tạng là do hắn ta giúp bác sĩ Go làm giả. Viện trưởng hứa rằng sẽ thay người phát ngôn chăm sóc gia đình, còn cho hắn ta gấp 10 lương sau khi được tại ngoại. Chuyện làm giả giấy tờ nhiều nhất cũng chỉ chịu án 1 năm tù. Người phát ngôn quyết định đồng ý. Lúc này In-ki-woo đến hiện trường vụ tai nạn của bác sĩ Go. Tại sao ông ấy lại đi đến một nơi xa xôi như vậy? Chắc chắn là có hẹn với người nào đó. Ở đây chỉ có một nhà hàng. In-ki-woo tiến đến hỏi thăm quản lý, không ngờ khi anh giới thiệu bản thân đến từ bệnh viện Sun-lim, quản lý liền chỉ cho In-ki-woo phòng VIP mà viện trưởng và viện phó hay dùng. In-ki-woo thắc mắc, vào ngày xảy ra tai nạn, có ai ở bệnh viện đặt phòng VIP hay không?
quản lý xác nhận là không. In-kyu vô cùng hoang mang, vậy ai là người hẹn bác sĩ Go đến đây? Buổi tối In-kyu quay về bệnh viện Sun-lim, vô tình anh nhìn thấy sắc mặt của người phát ngôn rất lạ. In-kyu đứng lại quan sát hắn ta, không ngờ người phát ngôn bị cảnh sát bế đi. Vì là đồng phạm trong vụ buôn bán nội tạng và là kẻ làm giả giấy tờ, bên kia viện trưởng và viện phó cùng nhau ăn mừng vì đã có người gánh tội thay. Viện trưởng đưa ra đề nghị để con trai viện phó thay thế bác sĩ Go nhận chức giám đốc trung tâm cấy ghép nội tạng. Viện phó có ý định từ chối, bác sĩ Lee còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm. Viện trưởng tỏ ra không hài lòng, chẳng phải lần trước ông rất muốn con trai ngồi lên cái ghế đó hay sao, có phải ông sợ rồi không? Viện phó không dám đáp lời, quyết định nghe theo sắp xếp của viện trưởng. Lúc này Ji-in và In-kyu đến phòng bệnh, vô tình nghe được những lời bàn tán của bệnh nhân về việc bố cô phạm tội. Ji-in không nghe được bỏ đi, In-kyu đuổi theo động viên. Ji-in không sao, cô chỉ thấy bất mãn thay bố, một người luôn hết lòng vì bệnh nhân, đến bây giờ khi chết đi lại bị người đời xỉ vả. In-kyu cũng thấy yên tâm vì biết Ji-in không sao. Nhưng sau đó cô lại trốn vào một góc suy tư, còn In-kyu vừa ra bên ngoài, đúng lúc gặp được Jeon-hee, biết anh có ý định về nhà, Jeon-hee tiện đường đưa về. Vô tình va chạm với viện trưởng, ông ta nghi ngờ In-kyu tiếp cận con gái có mục đích nên vội kéo Jeon-hee ra phía sau. In-kyu đến chào hỏi viện trưởng, ông ta lại vội kéo con gái đi. In-kyu nhận ra viện trưởng đang có tật giật mình, trên đường về Jeon-hee thắc mắc về thái độ vừa rồi của viện trưởng. Ông ta dặn con gái đừng quá thân thiết với In-kyu, nhưng Jeon-hee lại có một cảm giác đặc biệt với anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Viện trưởng tức giận bắt con gái phải nghe lời mình, người lớn nói thì đừng có cãi. Bên kia In-kyu trở về nhà, người bí ẩn cuối cùng trong danh sách của anh chính là viện trưởng. Hee-ung-bum và đám đàn em là tay chân của ông ta, cũng là người giết bố In-kyu lấy nội tạng. Viện phó là người làm phẫu thuật cấy ghép. Nhờ đó mà ông ta nhanh chóng thăng quan tiến chức. Thắc mắc cuối cùng của In-kyu, nhân vật quan trọng cỡ nào mà khiến viện trưởng phải chỉ thị giết bố In-kyu để cứu sống người đó. Một bên khác, Ji-in đang trên đường về nhà, bất ngờ cô nhận được một cuộc gọi. Bác sĩ già từng là tiền bối của bác sĩ Go muốn Ji-in đến gặp ông ấy ở phòng làm việc của bác sĩ già. Ông ấy cho Ji-in biết trước khi chết bố cô đã đến đây. Bác sĩ Go nghi ngờ viện trưởng dính líu đến đường dây buôn nội tạng ở bệnh viện Sun-lim. 15 năm trước vợ viện trưởng mất do bệnh tim, con gái ông ta cũng bị di truyền dẫn đến căn bệnh giãn mạch tim. Bác sĩ Go nói ra nghi ngờ với bác sĩ già, viện trưởng bắt đầu mua bán nội tạng từ ca cấy ghép tim cho con gái. Ông ta chỉ thị cho Hee-ung-bum giết người lấy tim để cứu Jeon-hee, rồi từ đó liên tiếp thực hiện các vụ mua bán nội tạng trong suốt 15 năm qua. Sau khi trở về từ chỗ bác sĩ già, Ji-in nhờ người điều tra về chuyện bố cô còn đang làm dở. Buổi sáng viện trưởng đến bệnh viện, In-kyu bắt đầu theo dõi ông ta. Anh ghi nhớ biển số xe của viện trưởng rồi nén gắn định vị lên xe. Cùng lúc đó viện trưởng gọi bác sĩ Lee đến phòng làm việc, đề nghị giao chức giám đốc trung tâm cấy ghép cho anh ta. Bác sĩ Lee không đồng ý, vị trí đó không ai có thể thay thế bác sĩ Go. Viện trưởng khuyên bác sĩ Lee nên suy nghĩ cẩn thận vì ở vị trí đó anh ta có thể cứu rất nhiều người, kể cả viện phó. Bác sĩ Lee thầm hiểu viện trưởng đang muốn lấy bố anh ta ra đe dọa. Sau khi rời khỏi phòng viện trưởng, bác sĩ Lee lập tức đến gặp bố, nghe con trai thông báo về chuyện vừa xảy ra. Viện phó bắt đầu tái mặt, bác sĩ Lee muốn biết bố đang giấu giếm điều gì, có phải bố biết về tai nạn của bác sĩ Go. Viện phó không muốn tiết lộ, ông ta sợ con trai phải lo lắng. Tuy nhiên bác sĩ Lee vẫn quyết định tự điều tra, viện phó khuyên con trai đừng lún quá sâu vào vụ này. Nói xong ông ta tức giận bỏ đi, làm bác sĩ Lee càng thêm nghi ngờ. Sau đó bác sĩ Lee trở về trung tâm cấy ghép, không ngờ viện trưởng đã ban xuống quyết định bổ nhiệm bác sĩ Lee cho chức giám đốc. Mọi người vô cùng khó chịu, họ nhìn bác sĩ Lee với ánh mắt căm ghét, nhưng anh ta cũng đâu muốn ngồi vào vị trí này. Thấy thái độ không vui của bác sĩ Lee, Ji-in hiểu chuyện động viên anh ta cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao. Bác sĩ Lee cảm thấy dễ chịu hơn, bảo mọi người đi làm việc của mình. Đúng lúc này viện trưởng đi đến trung tâm cấy ghép, ông ta muốn Ji-in đến phòng làm việc. Ở đây viện trưởng đưa cho Ji-in một số tiền coi như tiền phúng viếng bác sĩ Go. Tuy nhiên bố cô đã gây ra chuyện như vậy, viện trưởng ngỏ ý muốn Ji-in tự viết đơn từ chức. Cô không thèm nhận số tiền, sẽ suy nghĩ thêm đề nghị của viện trưởng. Ji-in đứng dậy trực tiếp rời đi, viện trưởng tỏ vẻ khinh bỉ, mấy kẻ hèn mọn mà lại còn sĩ diện. Buổi tối viện trưởng rời khỏi bệnh viện, In-kyu phát hiện ông ta đang di chuyển, lập tức bắt một chiếc taxi đuổi theo, tới nơi In-kyu bảo tài xế chờ đợi, rồi một mình đi vào bên trong. Nơi đây là một bệnh viện bỏ hoang, In-kyu phát hiện viện trưởng đang gặp Hee-ung-bum, bọn chúng muốn chọn nơi này để thực hiện phẫu thuật lấy tạng. Viện trưởng lo sợ sẽ chết người, nhưng Hee-ung-bum không quan tâm, hắn chỉ cần lấy được tiền. Sau khi cả hai ra ngoài, In-kyu vẫn âm thầm quan sát. Viện trưởng dẫn Hee-ung-bum lên xe rồi giao tiền cho hắn, nhưng số tiền thiếu so với thỏa thuận. Hee-ung-bum không hài lòng, hắn lấy ra mấy bức ảnh. Hóa ra khi bọn chúng giao dịch lần trước, Hee-ung-bum đã cho người chụp ảnh lại. Nếu viện trưởng nuốt lời, những bức ảnh này sẽ lập tức được tung lên mạng. Sẽ ra sao nếu con gái ông biết những chuyện này? Hee-ung-bum dọa sẽ gọi cho Jeon-hee. Viện trưởng tức giận túm áo hắn, thế bây giờ có đưa nốt số tiền còn lại không? Viện trưởng đành đồng ý với Hee-ung-bum, hẹn ngày mai sẽ giao tiền. Hee-ung-bum ném lại mấy bức ảnh cho viện trưởng rồi ra khỏi xe. Viện trưởng lập tức lái xe đi mất.
Sau đó Hyung Bum cũng gọi xe đến đón, In Ki-woo lên xe taxi, bảo tài xế tắt đèn pha rồi hãy đuổi theo. Lúc sau In Ki-woo đến một quán game, anh vào trong thì phát hiện chỉ có tài xế đi cùng Hyung Bum, còn hắn đã trốn đi đâu mất. In Ki-woo kiếm một máy chơi game bên cạnh, rồi ngồi xuống mở điện thoại, ghi âm cuộc nói chuyện của tên tài xế. Hóa ra Hyung Bum nhờ hắn đi tìm một bác sĩ phẫu thuật giỏm để đánh lừa viện trưởng. Tuy nhiên người mà tên tài xế muốn gặp vừa mới bị bắt vào tù vì tội bơm silicone làm phình ngực của một phụ nữ. Tên tài xế cay cú rời đi, In Ki-woo tiếp tục bám theo hắn. Tới một nhà trọ, bất ngờ In Ki-woo nhận được cuộc gọi của Ji-in, người mà Ji-in nhờ điều tra đã gửi cho cô một tài liệu. Về ca cấy ghép tim 15 năm trước, Ji-in nghi ngờ đó tiếp tục là một ca cấy ghép trái phép, bệnh nhân là Jeon Hee, nhóm máu RHA. Ca cấy ghép được thực hiện vào tháng 1 năm 2002. Nghe xong những điều này, In Ki-woo vô cùng tức giận bởi vì đó cũng là thời gian đám buôn nội tạng xét hẹo bố anh. Một bên khác, bác sĩ Lee sau khi nhận chức đến phòng của bác sĩ Go làm việc, anh tìm được những bài báo mà bác sĩ Lee thu thập trước khi chết đều liên quan đến tội phạm giết người và buôn bán nội tạng. Vô tình bác sĩ Lee phát hiện nạn nhân trong vụ án có họ trùng với In Ki-woo. Bác sĩ Lee kiểm tra hồ sơ của In Ki-woo mới biết người đó là bố anh. Đồng thời bác sĩ Lee nhận ra mục đích của In Ki-woo khi đến nhà tù Siwang là để tìm Hyung Bum báo thù. Bác sĩ Lee cẩn thận ngồi sâu chuỗi mọi việc. Bố In Ki-woo bị giết để lấy nội tạng vào tháng 1 năm 2002. Nhóm méo của ông ấy là RHA. Bác sĩ Lee nhớ đến ca phẫu thuật của Jeon Hee cũng được thực hiện trong thời gian này. Đúng lúc Jeon Hee đi vào, chúc mừng bác sĩ Lee nhận chức. Nhân cơ hội bác sĩ Lee hỏi Jeon Hee cô thuộc nhóm méo nào. Không ngờ Jeon Hee cũng là RHA. Bác sĩ Lee càng thêm chắc chắn với suy đoán. Trái tim của bố In Ki-woo được cấy ghép trong cơ thể của Jeon Hee. Bác sĩ Lee xin phép Jeon Hee đi trước, anh ta có việc quan trọng cần làm. Sau đó bác sĩ Lee đến thẳng chỗ viện phó, nói ra hết phát hiện của mình. Anh ta muốn bố đừng tiếp tục giấu giếm, vì chính viện phó là người thực hiện ca ghép tim cho Jeon Hee. Viện phó thừa nhận, nhưng lúc đó ông ta không biết trái tim lấy từ đâu, còn bị viện trưởng ép buộc. Nếu viện phó không làm phẫu thuật thì sẽ mất cả trái tim lẫn Jeon Hee. Bác sĩ Lee tỏ ra hổ thẹn, đó vẫn là ca phẫu thuật bố không nên làm. Bác sĩ Lee vẫn luôn thắc mắc tại sao bố lại từ bỏ giao mổ. Nhưng đến giờ cuối cùng cũng hiểu lý do, khi viện phó đồng ý thực hiện ca phẫu thuật ngày đó thì ông ta đã hoàn toàn mất tư cách làm bác sĩ. Lúc này In Ki-woo trở về bệnh viện, anh gấp gáp đi tìm Jeon Hee, nhưng cô ấy không có ở chỗ làm. Jeon Hee được Ji-in hẹn gặp riêng để hỏi về ca phẫu thuật ghép tim của cô ấy. Ji-in thắc mắc Jeon Hee có biết người hiến tim là ai không, tuy nhiên bệnh nhân cũng như bác sĩ phẫu thuật sẽ không được biết danh tính của người hiến, trừ khi đó là người nhà. Bấy giờ In Ki-woo cũng đến chỗ hai người. Ji-in nhanh chóng nhận ra sự có mặt của anh, thấy mặt In Ki-woo hầm hầm xét khí, Ji-in tiến đến chặn anh lại. Bây giờ chưa phải lúc cho Jeon Hee biết sự thật, cô ấy không biết gì về trái tim được hiến tặng 15 năm trước, hơn nữa còn chưa có kết quả điều tra rõ ràng, cần phải làm một cuộc kiểm tra sinh thiết học mới chắc chắn được đó là tim của bố In Ki-woo. Ji-in dẫn In Ki-woo đi trước. Jeon Hee không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi vào phòng, Ji-in cho In Ki-woo xem kết quả cô điều tra được. Đây chỉ là thông tin ngầm được gửi đến từ một người quen từng làm bác sĩ của bệnh viện Sunlim, chứ trong dữ liệu không có hồ sơ về ca phẫu thuật của Jeon Hee, vì vậy không thể khẳng định trái tim đó là của bố In Ki-woo. Tuy nhiên nếu Jeon Hee từng làm phẫu thuật cấy tim thì sẽ phải kiểm tra định kỳ, chỉ cần biết nơi cô ấy đến kiểm tra, có lẽ sẽ tìm được manh mối, vì việc kiểm tra sinh thiết học sẽ phải tách mô tim của Jeon Hee nên chỉ dùng trong trường hợp hết cách. Ji-in nghĩ rằng nếu nói ra sự thật với Jeon Hee thì cô ấy cũng sẽ đồng ý kiểm tra sinh thiết học. In Ki-woo đồng tình với cách làm của Ji-in, bất ngờ anh nhận được một cuộc điện thoại của bác sĩ Lee, anh ta muốn nói chuyện với In Ki-woo. Anh tạm biệt Ji-in rời đi, sau đó đến phòng làm việc của bác sĩ Lee. Ở đây bác sĩ Lee trực tiếp vào thẳng vấn đề, tại sao anh lại đến bệnh viện Sunlim làm việc? In Ki-woo muốn cứu người, bác sĩ Lee đổi chủ đề, có phải anh đến nhà tù Siwang làm việc để trả thù kẻ giết bố mình? Bây giờ đến bệnh viện Sunlim cũng để thực hiện mục đích đó. In Ki-woo thắc mắc, bác sĩ Lee đã biết những gì? Anh ta trả lời, tôi biết anh đến bệnh viện làm việc không chỉ để cứu người. In Ki-woo thừa nhận, anh muốn trả thù cho bố, kẻ xúi dục giết bố ruột In Ki-woo 15 năm trước. Bây giờ lại ra tay với bố nuôi của anh là bác sĩ Go. Bác sĩ Lee khuyên In Ki-woo đừng làm việc theo cảm tính, vì thứ anh làm có thể gây hại cho người khác. Tuy nhiên nếu In Ki-woo không bắt được kẻ đứng sau những chuyện này, thì sẽ có thêm bao nhiêu người bị hại. Bác sĩ Lee không thể nói gì, In Ki-woo quay lưng rời đi. Buổi tối In Ki-woo quay lại bệnh viện bỏ hoang, muốn có chứng cứ tố cáo tội ác của đám buôn nội tạng thì anh phải tự làm. In Ki-woo gắn máy quay, cùng máy nghe lén khắp bệnh viện. Hôm sau qua máy quay, In Ki-woo phát hiện Hyung Bum và đàn em đang bàn bạc tìm bác sĩ phẫu thuật cùng với một nạn nhân hiến tạng. Nếu đàn em không tìm được, Hyung Bum sẽ cho hắn lên bàn mổ. Lúc sau Hyung Bum gọi điện cho viện trưởng, hẹn gặp ông ta 2 giờ chiều mai để lấy nốt số tiền còn lại. Trong đầu viện trưởng nảy ra một kế hoạch, ông ta muốn trừ khử Hyung Bum. Lúc này In Ki-woo nhận được cuộc gọi từ phòng cấp cứu, có một bệnh nhân bị viêm ruột thừa. In Ki-woo lập tức đến hỗ trợ, vô tình để bác sĩ Lee trông thấy. Anh ta lập tức chạy theo, vì Jeon Hee đang làm việc ở đó. In Ki-woo đến khám cho bệnh nhân, bất ngờ bác sĩ Lee xuất hiện. Anh ta muốn thay thế In Ki-woo, anh đồng ý rồi rời đi. Còn Jeon Hee thì không hiểu chuyện gì. Sau khi khám cho bệnh nhân, bác sĩ Lee đề nghị mổ ruột thừa.
Sau đó anh ta cũng đi theo In-kyu, cả hai ra ngoài nói chuyện. In-kyu thắc mắc có phải bác sĩ Lee sợ Jeon-hee tổn thương. Khi biết toàn bộ bí mật, anh ta không phủ nhận việc bản thân muốn bảo vệ Jeon-hee. Bác sĩ Lee đề nghị In-kyu dừng ngay những việc đang làm. Tuy nhiên anh không thể vì một người mà để yên cho những hành động sai trái của viện trưởng, càng không thể để bác sĩ Go-chit oan uổng. Thà có một người bị tổn thương còn hơn có nhiều người bị hại. Hai người không đồng quan điểm, không thể tiếp tục nói chuyện. In-kyu định rời đi thì bắt gặp Ji-in. Bác sĩ Lee đành đi trước một bước. Ji-in hỏi In-kyu có chuyện gì nhưng anh lại không muốn tiết lộ, cũng đi vào bên trong. Lúc sau In-kyu và bác sĩ Lee gặp nhau trước ca mổ ruột thừa. Bác sĩ Lee đã suy nghĩ lại, vì người anh ta yêu hay vì bác sĩ Go và những người bị hại. Bác sĩ Lee cũng không thể ngồi yên, anh ta muốn hợp tác điều tra với In-kyu. Chỉ cần anh giữ bí mật với Jeon-hee. In-kyu nói rằng chuyện này rất nguy hiểm nhưng bác sĩ Lee muốn dũng cảm đối diện một lần. Buổi tối bác sĩ Lee đến quán game, giả vờ nghe được cuộc nói chuyện của tên đàn em Hyung-bum. Anh ta tự nhận là một bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện, vì nghiện cờ bạc nên bị đuổi việc, bây giờ đang rất cần tiền, sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền. Tên đàn em như bắt được bảo bối liền gọi điện báo cáo với Hyung-bum. In-kyu chứng kiến, biết con cá đã cắn câu. Lúc sau bác sĩ Lee lên xe, In-kyu cho anh ta biết Hyung-bum sẽ gọi đến để sắp xếp ca phẫu thuật. Bác sĩ Lee cần thông báo trước cho In-kyu. Anh ta thắc mắc có phải In-kyu sẽ đến đó cùng cảnh sát. Không ngờ In-kyu đã biết người mà đám buôn nội tạng đang nhắm tới lần này chính là bản thân anh. Hyung-bum đang rất muốn tìm In-kyu tính sổ để bảo vệ bằng chứng. In-kyu quyết định biến mình thành bằng chứng. Bác sĩ Lee cảm thấy chuyện này quá nguy hiểm, nhưng đây là cách duy nhất để vạch trần tội ác của bọn chúng. Hyung-bum chắc chắn sẽ không muốn ở tù một mình, hắn sẽ kéo theo kẻ chủ mưu tất cả chuyện này. Sau đó hai người cùng nhau trở về bệnh viện, vô tình bị Ji-in bắt gặp. Biết In-kyu và bác sĩ Lee đang làm chuyện gì đó, Ji-in muốn hỏi In-kyu rõ ràng. Anh không có ý định tiết lộ, nhưng chuyện này có liên quan đến bố Ji-in, cô cũng muốn được biết. In-kyu không giấu nữa, bác sĩ Lee đã biết hết về những chuyện anh làm, anh ta muốn giúp đỡ. Ji-in cũng muốn được tham gia, chuyện này quá nguy hiểm với cô. Tuy nhiên In-kyu có một chuyện khác, anh muốn nhờ Ji-in giúp đỡ. Hôm sau tên đàn em của Hyung-bum lái xe đến một bãi đất trống. Hyung-bum nhờ hắn đến gặp viện trưởng để lấy tiền, không ngờ người đang chờ tên đàn em lại là một sát thủ chuyên nghiệp. Hắn được viện trưởng thuê để xử Hyung-bum. Tên đàn em bị đánh bất ngờ không kịp phản ứng, hắn còn bị sát thủ bồi thêm mấy nhát vào bụng rồi bị phi tang xuống bãi cỏ. Không ngờ Hyung-bum đang ở một bên quan sát, hắn mặc kệ sống chết của đàn em. Thực ra Hyung-bum đã sớm tiên đoán được việc viện trưởng sẽ phản bội. Hắn đắc ý nhìn tên sát thủ rời đi, sau đó mới ra kiểm tra xác của đàn em. Hyung-bum giả vờ nghĩa khí, yên tâm anh sẽ báo thù cho chú. Tối đó Hyung-bum lái xe bám theo Jeon-hee đến khi cô ấy về tới nhà, hắn ta mới hành động. Hyung-bum giả vờ say rượu lao vào xe Jeon-hee, nhân lúc cô ấy lấy túi cứu thương định kiểm tra cho hắn. Hyung-bum cẩn thận bịt khẩu trang rồi đánh thuốc mê Jeon-hee. Cô ấy vùng vẫy nhưng vô vọng, Jeon-hee bị ném vào xe rồi đưa đi. Một bên khác viện phó đến gặp viện trưởng. Tuy cách làm người của ông ta không tốt nhưng viện phó vẫn rất yêu thương con trai. Ông ta cảnh cáo viện trưởng, nếu như dám làm hại bác sĩ Lee thì con gái ông sẽ biết hết bộ mặt thật của ông, con ông quan trọng thì con tôi cũng thế. Viện trưởng xem đây là một lời đe dọa nhưng viện phó phủ nhận. Đe dọa gì khi hai kẻ xấu xa chung hội chung thuyền, ông ta cũng nhận ra lỗi lầm của mình. Ra bên ngoài viện phó gặp được con trai, ông ta cho bác sĩ Lee biết, từ giờ viện trưởng sẽ không gây khó dễ cho con. Bác sĩ Lee có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, điều anh ta muốn bây giờ chính là sửa chữa sai lầm trong quá khứ của bố. Bác sĩ Lee không muốn làm người như viện phó, ông ta nghe xong cũng rất phiền lòng. Lúc này Hyung-bum đưa Jeon-hee về đến bệnh viện bỏ hoang. In-kyu quan sát qua máy quay nhưng không nhìn rõ người bị bắt cóp là ai. Bất ngờ In-kyu nhìn thấy Hyung-bum đang gọi ai đó, tình cờ điện thoại của anh cũng nhận được cuộc gọi. Hyung-bum muốn In-kyu đến gặp, mang trả lại số tiền mà anh lấy của hắn, nếu không trái tim của bố anh sẽ vĩnh viễn ngừng đập. In-kyu chắc chắn sẽ đến gặp Hyung-bum, nhưng anh cảm thấy hoang mang vì câu nói vừa rồi của hắn. Đến khi nhận được tin nhắn, In-kyu mới biết hóa ra người mà Hyung-bum bắt cóp chính là Jeon-hee. In-kyu vội vã lên đường, anh gọi điện cho Ji-in, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, bây giờ cô có thể hành động. Ji-in lập tức đến chỗ In-kyu cất máy tính bảng để lấy đoạn video gửi cho cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát lập tức lên đường. Bên này bác sĩ Lee đón In-kyu, cả hai cùng đi đến bệnh viện bỏ hoang. Trên xe In-kyu cho bác sĩ Lee biết tin sốc Jeon-hee đã bị Hyung-bum bắt cóp. Bác sĩ Lee muốn báo cảnh sát nhưng như vậy Jeon-hee càng nguy hiểm. In-kyu đề nghị cứ làm theo kế hoạch, anh sẽ giữ chân Hyung-bum để bác sĩ Lee đưa Jeon-hee đi trước. Bác sĩ Lee lo lắng, vậy còn anh phải làm sao? In-kyu đã nhờ Ji-in báo cảnh sát, họ sẽ nhanh chóng đến cứu anh. Bác sĩ Lee cũng cảm thấy yên tâm hơn, cả hai tăng tốc đến bệnh viện bỏ hoang. Một bên khác viện trưởng nhận được cuộc gọi của Hyung-bum, thấy hắn vẫn còn gáy, viện trưởng vô cùng kinh ngạc. Hyung-bum châm chọc, sát thủ của ông đã giết nhầm người. Hyung-bum có một món quà dành cho viện trưởng, vừa trông thấy con gái, viện trưởng vô cùng tức giận. Nếu ông giữ lời, chuyện này đâu có xảy ra.
Viện trưởng hoảng sợ, hỏi vị trí của Hyung-bum để ông ta đích thân mang tiền tới. Nhưng Hyung-bum không còn tin viện trưởng nữa. Hắn yêu cầu chuyển khoản vào số tài khoản của Jeon-hee gấp 10 lần số cũ. Viện trưởng lập tức đáp ứng. Hyung-bum dọa ông ta, nếu hắn thấy cảnh sát hay xét thủ thì sẽ lấy lại trái tim mà hắn đã cướp của người khác cho con gái ông. Hyung-bum cúp máy. Viện trưởng vội đăng nhập vào tài khoản ngân hàng và chuyển cho hắn 1 tỷ, đếm không thiếu số không nào, rồi vội lên đường đến cứu con gái. Lúc này In Ki-woo và bác sĩ Lee đã đến bệnh viện bỏ hoang. Bác sĩ Lee muốn vào trước để kiểm tra tình hình của Jeon-hee, nhưng In Ki-woo muốn anh ta làm theo kế hoạch. Anh sẽ vào trước vì mục tiêu của Hyung-bum là anh. Sau đó In Ki-woo vào trong bệnh viện, Hyung-bum chờ sẵn, lao ra kích điện khiến anh bất tỉnh. Hắn đặt In Ki-woo lên bàn mổ, Jeon-hee ngồi một bên vô cùng hoảng sợ. Hyung-bum tiến đến cho Jeon-hee biết sự thật, trái tim của bố In Ki-woo đang nằm trong người Jeon-hee. Chính bố cô là người đã yêu cầu tôi giết bố cậu ta để cứu con gái mình. Jeon-hee quá sốc liền ngất đi. Bên ngoài bác sĩ Lee vẫn chờ đợi, đã là 12 giờ 50 phút, cách ca phẫu thuật còn 10 phút. Hyung-bum gọi điện xác nhận, xem bác sĩ Lee đã đến đâu, anh ta sẽ đến đúng giờ. Hyung-bum tỏ ra vô cùng hài lòng, sau đó bác sĩ Lee xuống xe. Đi vào bệnh viện bỏ hoang, Hyung-bum ra tận nơi đón anh ta. Bác sĩ Lee được dẫn vào phòng mổ, vừa nhìn thấy Jeon-hee đang bất tỉnh. Bác sĩ Lee liền kích động lao đến kiểm tra. Hyung-bum thấy anh ta có điều kỳ lạ, nhưng cũng chẳng có thời gian bận tâm. Hắn vội giục bác sĩ Lee làm phẫu thuật trước. Bác sĩ Lee tìm cách câu giờ để đợi cảnh sát đến hiện trường. Anh ta hết rửa tay, lại đòi gây mê cho In Ki-woo, nhân cơ hội kiểm tra máy gây mê thật lâu. Vì lúc trước In Ki-woo đã giở chút thủ đoạn lên đó, thuốc mê bên trong đều bị thay thế. Thấy bác sĩ Lee làm việc chậm chạp, Hyung-bum giục anh ta nhanh lên. Bác sĩ Lee đành phải nghe theo mệnh lệnh. Hyung-bum cởi áo cho In Ki-woo, nhưng anh còn mặc sẵn cả áo trong. Hắn đành lấy kéo cắt áo cho nhanh. Bất ngờ bên ngoài có tiếng động, viện trưởng vừa mò tới đây nhưng không cẩn thận bị ngã cầu thang. Đúng lúc này In Ki-woo cũng tỉnh lại, do thuốc gây mê không có hiệu lực. Anh ra hiệu cho bác sĩ Lee hành động. Viện trưởng vừa chạy lên đến nơi liền bị Hyung-bum cho người khống chế. Nhân lúc hắn phân tâm, In Ki-woo lấy rùi cui mà anh giấu sẵn dưới giường. Ánh mắt viện trưởng vô cùng bất ngờ, Hyung-bum lập tức nhận ra. Hắn vừa quay mặt lại lập tức bị In Ki-woo đục cho túi bụi. Bác sĩ Lee nhân cơ hội giải cứu cho Jeon-hee. Hyung-bum tức giận quát, đàn em không vào giúp tao còn đứng đấy mà nhìn. Hyung-bum nhanh trí chuồn trước, nhưng In Ki-woo không dễ bỏ qua. Anh đuổi theo phang thẳng vào chân Hyung-bum. Hắn khóc lóc cầu xin In Ki-woo, tao đã mất 15 năm cuộc đời để truy đuổi tên khốn như mày, bây giờ lại muốn xin tha thứ hay sao? Ánh mắt In Ki-woo đầy sát khí tiến đến. Hyung-bum sợ hãi lùi lại, hắn lộn cổ xuống cầu thang, chân gãy hẳn phải bò lê bỏ trốn. Lúc này cảnh sát cũng đi đến. Mấy anh ơi, làm ơn cứu em, đội trưởng ra lệnh bắt người. Hyung-bum không hiểu tại sao lại bắt mình, anh ơi nó đánh em mà. Nhưng đội trưởng chẳng thèm quan tâm, cảnh sát còng tay đưa Hyung-bum về đồn. Hắn không thể tiếp tục lươn lẹo, cảnh sát còn bắt cả viện trưởng vì ông ta là chủ mưu của đường dây buôn nội tạng. Jeon-hee được bác sĩ Lee đưa lên xe cứu thương. Trở về bệnh viện, bác sĩ Lee yêu cầu xét nghiệm máu vì nghi ngờ cô ấy bị nhiễm khuẩn do bị tiêm bằng mũi kim chưa sát trùng. Bên kia Hyung-bum bị đưa về đồn. Hắn vẫn cố gắng chống cự, còn vạch tay cho cảnh sát xem bằng chứng. In Ki-woo đã vào tù để đầu độc mình. Cảnh sát hết cách đành còng tay hắn lại, yêu cầu gọi cho nhà tù Siwang đến áp giải phạm nhân vượt ngục. Sau đó đội trưởng đến gặp In Ki-woo, anh giao ra đầy đủ bằng chứng về việc phạm tội của Hyung-bum và viện trưởng. Tuy nhiên để chứng minh, bọn họ bắt đầu giao dịch từ 15 năm trước, phải xác nhận trái tim trong cơ thể Jeon-hee là của bố In Ki-woo. Cách hữu dụng nhất hiện tại là làm kiểm tra sinh thiết học đối chiếu giữa In Ki-woo và Jeon-hee. Anh lập tức cùng Ji-in trở về bệnh viện để hoàn tất bước xác minh cuối cùng. Trên đường, Ji-in bày tỏ cô hiểu tình cảnh của Jeon-hee hiện tại, cô ấy không thể chịu đựng thêm cú sốc nào nữa. Ji-in muốn thay In Ki-woo đi khuyên bảo Jeon-hee để cô ấy kiểm tra sinh thiết học một cách tự nguyện. Tuy nhiên In Ki-woo lại muốn làm căng, không còn nhiều thời gian nữa. Nếu viện trưởng được thả ra ngoài, họ sẽ không còn cơ hội bắt ông ta. Ji-in biết In Ki-woo muốn kết thúc nhanh mọi chuyện, anh cố tỏ ra quyết đoán. Nhưng thực ra trong lòng, không hề muốn tổn thương Jeon-hee. In Ki-woo bên ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong vô cùng ấm áp, bị nói trúng điểm yếu. In Ki-woo liền đồng ý để Ji-in giúp đỡ. Cả hai tiếp tục về bệnh viện. Lúc này viện trưởng đang bàn bạc kế sách với luật sư. Tuy nhiên với từng đó bằng chứng, luật sư cũng hết cách. Bây giờ nếu có kết quả đối chiếu ADN của In Ki-woo và Jeon-hee nữa, thì viện trưởng sẽ ngồi tù mọt gông. Ông ta có một cách thoát tội, xin luật sư đưa ra ngoài bằng mọi giá, chỉ cần một ngày là đủ. Việc này thì luật sư có thể giúp ông ta. Một bên khác, Jeon-hee vừa được kiểm tra xong. Bác sĩ Lee nhận được thông báo, số lượng tiểu cầu trong máu Jeon-hee vô cùng thấp, phải truyền méo gấp. Tuy nhiên nhóm méo GHA trong bệnh viện lại không đủ. Bác sĩ Lee nhớ ra một người, anh định gọi cho In Ki-woo nhưng lại lưỡng lự. Tuy nhiên Jeon-hee không thể chờ lâu, bác sĩ Lee đành gọi cho In Ki-woo. Đúng lúc anh vừa về tới bệnh viện, bác sĩ Lee nhờ In Ki-woo đến phòng cấp cứu. Ở đây anh ta trực tiếp cầu xin In Ki-woo hãy truyền méo cứu Jeon-hee. Dù biết anh rất hận viện trưởng, nhưng Jeon-hee là một sinh mạng vô tội. In Ki-woo mềm lòng đồng ý, nhờ có méo của In Ki-woo, Jeon-hee dần dần tỉnh lại. Cô đưa mắt sang nhìn người vừa cứu mình, Jeon-hee cảm thấy hổ thẹn với In Ki-woo. Hôm sau luật sư quay lại phòng giam, việc mà viện trưởng nhờ đã làm được, ông ta vẫn còn chưa biết đủ, muốn nhờ luật sư thêm việc nữa. Viện trưởng muốn luật sư thanh lý toàn bộ tài sản của ông ta, với lời hứa sẽ chia cho luật sư 10%.
Số tiền đó đủ để luật sư mở một văn phòng luật, thoát khỏi kiếp làm công ăn lương. Luật sư bị dụ dỗ liền đồng ý, sau đó viện trưởng được đưa khỏi đồn cảnh sát, ông ta lập tức lên xe về tìm con gái. Lúc này Jeon Hee vừa tỉnh lại, bác sĩ Lee đang chăm sóc cho cô. Bây giờ Jeon Hee thắc mắc có phải anh đã sớm biết mọi chuyện, bác sĩ Lee cũng chỉ mới biết gần đây. Jeon Hee vô cùng đau khổ, chỉ có cô là người không hiểu chuyện gì. Đúng lúc Ji-in đẩy cửa đi vào, cô có chuyện muốn nói riêng với Jeon Hee. Bác sĩ Lee lo cho sức khỏe của cô ấy, nhưng Jeon Hee ra hiệu không sao, bảo anh ta cứ ra ngoài đợi. Bác sĩ Lee đành phải làm theo. Đột nhiên anh ta nhớ đến một chuyện, lập tức chạy đến phòng làm việc tìm bố. Bác sĩ Lee chất vấn, bây giờ bố đã nhận ra sai lầm do hành động hèn nhát của mình chưa? Viện phó lấy lý do, nếu không làm như vậy thì ông ta không thể nên nổi vị trí này. Viện phó luôn muốn con trai được người khác coi trọng, tuy nhiên bác sĩ Lee không cần. Mọi thứ bố làm, đừng lấy con làm lý do, đó chỉ là lòng tham của bố. Bác sĩ Lee chưa từng một lần tự hào về ông ta. Thực ra bác sĩ Lee chỉ cần một lời động viên, con làm tốt lắm, mà viện phó chưa bao giờ làm được. Ngược lại bác sĩ Go không phải bố ruột, nhưng lại luôn động viên bác sĩ Lee như vậy. Nghe xong viện phó vô cùng hối hận, ông ta xin lỗi con trai. Bác sĩ Lee cho viện phó cơ hội cuối cùng, bố hãy đi tự thú. Hãy làm người bố để con không thấy xấu hổ, dũng cảm đối diện với sai lầm của mình. Bác sĩ Lee rời đi cho viện phó thời gian suy nghĩ. Trong phòng bệnh của Jeon Hee, Ji-in nói ra tâm nguyện của mình. Cô nhắc đến In Kyu, một người mất 15 năm đi tìm kẻ xoét hại bố. Ai cũng biết anh là một người tốt. Jeon Hee cũng hiểu rõ chuyện đó. Ji-in muốn nhờ Jeon Hee giúp In Kyu lấy lại dáng vẻ lương thiện vốn có. Để làm được việc đó, bản thân Jeon Hee phải là người tự kết thúc mọi việc, chính tay trừng phạt bố ruột của mình. Dù chuyện này vô cùng khó khăn, nhưng Jeon Hee không thể nhắm mắt làm ngơ. Cô quyết định đi kiểm tra sinh thiết học. Xong xuôi, Jeon Hee báo cho Ji-in đợi kết quả, rồi cô thay áo xuất viện. Bất ngờ Jeon Hee nhận được cuộc gọi từ viện trưởng, ông ta đang chờ con gái dưới hầm gửi xe. Jeon Hee lập tức đến gặp bố, viện trưởng đã chuẩn bị hộ chiếu để hai bố con bay qua nước ngoài. Jeon Hee vừa vào trong xe, viện trưởng vội khuyên giải, con hãy xem chuyện vừa rồi như một giấc mơ và cùng bố đi ra nước ngoài. Jeon Hee vô cùng đau khổ sau khi gây ra bao nhiêu tội ác, mà viện trưởng không hề có chút hối hận nào vì con gái mà ông ta nhẫn tâm cướp lấy trái tim của một người vẫn đang khỏe mạnh, khiến cả gia đình người đó tan vỡ. Một bác sĩ tốt bụng lương thiện bị sự trả thù che mất lý trí, Jeon Hee cảm thấy trái tim trong lồng ngực đau đớn. Viện trưởng vẫn cố bao biện, tất cả là vì con. Vậy tại sao sau đó bố vẫn tiếp tục buôn bán nội tạng? Viện trưởng chỉ biết lấy con gái làm lý do, bao biện cho sự tham lam độc ác của mình. Jeon Hee không có người bố như vậy. Cô muốn xuống xe, nhưng viện trưởng liền khóa cửa lại. Ông ta sẽ đưa Jeon Hee đến một nơi thật xa để bắt đầu lại cuộc đời. Hãy xem ký ức trong thành phố này như một giấc mơ. Jeon Hee không muốn, viện trưởng vẫn lái xe rời đi. Lúc này Ji-in báo lại cho In Ki-woo, Jeon Hee đã đi làm kiểm tra sinh thiết học. Chỉ cần In Ki-woo đến kiểm tra và đối chiếu, sự thật 15 năm trước sẽ được phơi bày. In Ki-woo lập tức đứng dậy đến phòng kiểm tra. Nữ bác sĩ cho anh biết, chỉ cần đến tối sẽ có kết quả đối chiếu. In Ki-woo muốn được biết đầu tiên, nữ bác sĩ gật đầu đồng ý. Sau đó In Ki-woo đến phòng bệnh tìm Jeon Hee, nhưng cô ấy không còn ở đây. Anh gọi điện gọi hỏi Ji-in, nhưng cô cũng không biết. Cả hai lập tức chạy khắp bệnh viện tìm Jeon Hee. Ji-in gọi điện, nhưng Jeon Hee không nghe máy vì điện thoại của cô ấy đã bị viện trưởng tắt nguồn ném ra ghế sau. Hai người đành chia nhau đi tìm. In Ki-woo xuống hầm gửi xe, lại không thấy xe của viện trưởng đâu nữa. Anh thử mở định vị lên kiểm tra thì phát hiện nó đang di chuyển. In Ki-woo gọi điện hỏi đội trưởng đội cảnh sát, mới biết viện trưởng được bảo lãnh sáng nay, có lẽ Jeon Hee đã bị viện trưởng đưa đi. In Ki-woo lập tức gọi Ji-in rồi nhờ cô lái xe truy vết viện trưởng. Bất ngờ In Ki-woo nhận được điện thoại của phòng cấp cứu, có một bệnh nhân đang nguy kịch, dấu hiệu của suy thận cấp, cần phải phẫu thuật gấp. In Ki-woo đề nghị gọi bác sĩ phẫu thuật khác vì anh đang có việc quan trọng, nhưng các bác sĩ phẫu thuật đều đang bận, vậy thì chuyển bệnh nhân đến bệnh viện khác đi. Nói xong In Ki-woo lập tức cúp máy. Lần này anh dứt khoát không để viện trưởng thoát tội. Tuy nhiên khi chiếc xe đi ra bên ngoài, In Ki-woo lại nhìn thấy bệnh nhân đang được đưa lên xe cứu thương để chuyển đến bệnh viện khác. In Ki-woo không kìm được lòng, bảo Ji-in dừng xe, rồi nhờ cô theo dõi vị trí của viện trưởng. In Ki-woo quyết định cứu bệnh nhân kia trước, không ngờ bệnh nhân đó là tài xế xe tải, cho In Ki-woo và cô bé đi nhờ lần trước. Anh nhờ bác sĩ đưa tài xế xe tải vào bệnh viện để phẫu thuật cho ông ấy. Trong phòng bệnh, tài xế cũng nhận ra In Ki-woo, ông ấy quan tâm, hỏi thăm cô bé đi cùng anh. In Ki-woo cho biết cô bé đã an toàn. Anh bắt đầu kiểm tra cho tài xế. In Ki-woo phát hiện tài xế có dấu hiệu của chứng thận đa năng. Anh đề nghị bác sĩ chụp CT, nếu đúng như dự đoán, cần phải phẫu thuật khẩn cấp. Bất ngờ Ji-in chạy vào, thông báo viện trưởng đang di chuyển. Sau khi về nhà lấy tiền, ông ta đang định trốn qua nước ngoài. In Ki-woo vô cùng khó xử. Ji-in gọi điện cho người ở trung tâm cấy ghép, biết được bác sĩ Lee vừa hoàn thành ca phẫu thuật nên nhờ sắp xếp cho anh ta đến đây. Dù sao tài xế xe tải cũng phải chờ chụp CT. In Ki-woo vẫn thấy không yên tâm. Tài xế thấy anh có vẻ gấp gáp nên bảo In Ki-woo hãy làm việc quan trọng của mình. In Ki-woo hứa với tài xế sẽ về sớm. Sau đó In Ki-woo và Ji-in lên đường. Trên xe, In Ki-woo nhận được cuộc gọi từ bệnh viện đã có kết quả kiểm tra sinh thiết học, độ trùng khớp là 99,99%, khẳng định trái tim trong cơ thể
Jeon Hee là của bố In Kyu, anh lập tức gửi fax đến cho cảnh sát, có kết quả này trong tay sẽ dễ dàng xin lệnh bắt viện trưởng. In Kyu thông báo với đội trưởng, viện trưởng đang trên đường đến cảng Incheon, có thể ông ta muốn trốn ra nước ngoài. In Kyu nhờ cảnh sát đến tiếp ứng, cảnh sát lập tức lên đường. Lúc này viện trưởng đang ở cảng Incheon, luật sư đã lo liệu hết thủ tục, chỉ cần tàu đến nơi là viện trưởng có thể xuất cảnh. Ông ta vào xe gọi con gái, lại phát hiện Jeon Hee đang mê man bất tỉnh. Viện trưởng nhờ luật sư kiếm một cái bệnh viện gần đây để đưa Jeon Hee đi cấp cứu trước. Tuy nhiên ngay khi bọn họ vừa ra đến cổng, liền bị mấy xe cảnh sát chặn đầu. Viện trưởng đánh xe luồn lách, nhưng ông ta đã bị bao vây. Đội trưởng đưa ra lệnh bắt giữ, yêu cầu viện trưởng xuống xe hợp tác. Ông ta vẫn ngồi cắm cọc trên xe, đòi ra yêu cầu với cảnh sát. Viện trưởng muốn cảnh sát đưa Jeon Hee đến bệnh viện, đội trưởng liền đồng ý. Viện trưởng xuống xe, đưa hai tay đầu hàng. Viện trưởng vẫn cầu xin cứu con gái. Đội trưởng xem xét tình hình của Jeon Hee, rồi vội vàng yêu cầu gọi xe cấp cứu. Đúng lúc này In Kyu và Ji In đi đến. Cô chạy đến kiểm tra tình trạng của Jeon Hee, thì phát hiện tim cô ấy đã ngừng đập, nhưng hô hấp thì vẫn còn. In Kyu lại chỉ biết đứng như trời trồng. Viện trưởng vội chạy đến cầu xin anh, hãy cứu lấy con gái tôi, cậu là bác sĩ mà. In Kyu tiến đến kiểm tra cho Jeon Hee, anh bắt đầu hô hấp nhân tạo cứu người, vừa làm In Kyu vừa nhớ đến bố. Trái tim trong cơ thể này là của bố anh, In Kyu không thể để nó ngừng đập. Viện trưởng khóc lóc quỳ gục xuống, xin In Kyu nhất định phải cứu được con gái mình. Lúc sau đội trưởng phát hiện tay Jeon Hee cử động trở lại, Ji In kiểm tra mạch đập, phát hiện nó cũng dần khôi phục. Bây giờ xe cứu thương đi đến, In Kyu mượn ống nghe, anh muốn kiểm tra nhịp tim của Jeon Hee. May mắn trái tim vẫn còn đập, In Kyu bật khóc, vì trái tim này minh chứng cho sự tồn tại của bố anh, nó chỉ đang sống trong một cơ thể người khác. Jeon Hee được đưa lên xe cứu thương về bệnh viện. Ji In cũng dẫn In Kyu lên xe cùng đi, viện trưởng cũng được nhẹ lòng vì biết con gái qua cơn nguy kịch, ông ta hứa sẽ thú nhận mọi tội lỗi với cảnh sát. Trên xe cứu thương, Ji In gọi cho bác sĩ Lee, thông báo về tình hình của Jeon Hee, làm anh ta vô cùng lo lắng. In Kyu nhờ bác sĩ Lee sắp xếp phòng cấp cứu. Xe cứu thương sắp đến bệnh viện, bác sĩ Lee lập tức chạy đi làm theo dặn dò của In Kyu. Lúc sau bác sĩ Lee chờ xe cứu thương trước cửa bệnh viện, cùng mọi người đưa Jeon Hee đến phòng cấp cứu. Qua kiểm tra trái tim Jeon Hee đang hoạt động yếu, bác sĩ Lee yêu cầu đưa cô ấy đến phòng phẫu thuật. Trước khi đi anh ta còn không quên cảm ơn In Kyu vì đã giúp Jeon Hee vượt qua cơn nguy kịch. Bây giờ In Kyu mới để ý, tài xế xe tải không có trong phòng, anh hỏi y tá, mới biết ông ấy được chuyển đến phòng thường. In Kyu đến gặp tài xế nói chuyện, anh hỏi tài xế, chú đã cho con gái biết chuyện mình nhập viện, ông ấy chưa dám nói với con gái. In Kyu bắt đầu giảng giải, nếu như tài xế taxi không cho con gái hiểu được những khó khăn vất vả, lỡ một ngày ông ấy chết đi, con gái sẽ ân hận cả đời. Giống như In Kyu, người bố lúc nào cũng tỏ ra không sao, đến khi ông ấy không còn nữa. In Kyu mới biết nỗi khổ tâm của bố, khiến anh ân hận đến tận bây giờ. Tài xế xe tải thắc mắc, ý của In Kyu, có phải ông ấy sắp không qua khỏi? In Kyu gật đầu, thận của tài xế đã hỏng cả hai, do ông suốt ngày thức đêm lái xe đường dài, cơ thể nào mà chịu nổi. Ông ấy cần phải được ghép thận. Tài xế xe tải hiểu, In Kyu muốn gọi con gái ông đến, còn có một mục đích khác. In Kyu không phủ nhận, anh còn muốn cô bé hiến thận cứu bố. Tài xế phản đối, In Kyu chỉ dặn dò ông ấy, hãy suy nghĩ kỹ những gì anh vừa nói. Tài xế xe tải về phòng, muốn sắp xếp hành lý rời bệnh viện, nhưng ông ấy lại nhớ đến lời của In Kyu. Ông muốn con gái sống trong ân hận suốt đời hay sao? Tài xế quyết định gọi cho con gái, vừa nghe cô bé liền nhận ra bố có vấn đề. Tài xế xe tải vẫn giấu chuyện đang ở bệnh viện, hẹn con gái mai lên Seoul thăm bố. Cô bé vui vẻ đồng ý, còn nói rằng cũng rất nhớ bố. Tài xế xe tải vô cùng hạnh phúc. Một bên khác, viện trưởng được đưa vào phòng thẩm vấn. Ông ta thú nhận tất cả việc làm phi pháp, mua bán nội tạng trái phép, kể cả việc giết bác sĩ Go, rồi dàn dựng gán tội cho ông ấy. Chuyện này nếu viện trưởng không khai, cảnh sát cũng không tìm được bằng chứng nào. Đội trưởng cảm thấy thật may mắn. Lúc này bác sĩ Lee nhận được lá thư của viện phó. Ông ta xin lỗi con trai sau những chuyện đã gây ra. Cuối cùng viện phó cũng hiểu thứ mà bác sĩ Lee mong muốn là gì, và anh hoàn toàn có thể tự mình làm được. Viện phó cảm thấy rất tự hào về bác sĩ Lee. Ông ta quyết định sẽ đi tự thú vì che giấu tội ác cho viện trưởng suốt bao năm qua. Cuối cùng bác sĩ Lee cũng có thể tự hào vì bố một lần trong đời. Bác sĩ Lee đến gặp bố lần cuối trước khi viện phó lên xe đến đồn cảnh sát. Hôm sau tin tức về việc làm của viện trưởng được công bố, Jeon Hee xem được, trong lòng xen lẫn vui mừng và đau khổ. Bác sĩ Lee liền tới tắt TV của Jeon Hee. Cô thấy có lỗi với In Kyu và Ji In, muốn nhờ bác sĩ Lee gọi hai người tới để đích thân xin lỗi. Ji In vẫn chưa thể chấp nhận sự thật về cái chết của bố. Cô ấm ức bỏ đi trước, chỉ còn In Kyu ở lại với Jeon Hee. Thực ra anh không trách Jeon Hee, In Kyu còn muốn cô phải sống. Sống thay cho phần người bố đã mất, những lời anh nói còn có sát thương gấp ngàn lần sự giận dữ của Ji In. In Kyu để cho Jeon Hee khóc một mình, đứng dậy rời đi trước. Anh đến động viên an ủi Ji In, lúc nhỏ bố cô đã chăm sóc anh em In Kyu, bây giờ anh sẽ thay bác sĩ Go bảo vệ con gái ông ấy.
Một bên khác, con gái của tài xế xe tải đến bệnh viện thăm bố, biết được tình trạng của ông, nữ sinh vô cùng đau buồn, cô bé hứa sẽ làm mọi cách giúp bố bình phục. Tài xế ôm con gái vào lòng động viên, đúng lúc này In Kyu và Ji In đi tới, mọi người cùng nhau bàn bạc về ca ghép thận, tài xế xe tải không đồng ý, vì phẫu thuật sẽ để lại sẹo, sau này con gái sẽ khó lấy chồng, In Kyu đề nghị dùng biện pháp mổ nội soi để vết sẹo nhỏ nhất có thể. Nữ sinh không quan tâm, sẹo lớn hay sẹo nhỏ thì cứu bố mới là quan trọng. Hôm nay là ngày Hyung Bum bị đưa trở về nhà tù Siwang. Ngay khi hắn ra khỏi đồn cảnh sát, đám nhà báo liền bao vây phỏng vấn. Hyung Bum lấy lý do bị đầu độc nên mới phải vượt ngục. Hắn đổ hết tội lỗi cho In Kyu. Vì chuyện này mà anh dính vào cuộc điều tra, đội trưởng gọi điện thông báo. In Kyu muốn hẹn gặp riêng đội trưởng. Trong xe, In Kyu thừa nhận bản thân có đầu độc Hyung Bum. Anh muốn tự thú sau khi mọi chuyện kết thúc, tuy nhiên bây giờ lại có một ca phẫu thuật quan trọng. In Kyu muốn xin đội trưởng cho một chút thời gian, đội trưởng không muốn bắt In Kyu. Nhưng anh ta phải nghe lệnh cấp trên, khi nào lấy được hồ sơ điều trị của Hyung Bum ở nhà tù, cùng với lệnh cấp trên ban xuống, đội trưởng buộc phải mời In Kyu về đồn. Bỗng nhiên trời đổ mưa, In Kyu phát hiện thị lực của anh không còn như trước. In Kyu đem chuyện này thông báo với bác sĩ Lee. Anh không thể đảm nhận ca phẫu thuật của tài xế xe tải, muốn nhờ bác sĩ Lee thực hiện thay. Bác sĩ Lee lại muốn cả hai cùng làm, In Kyu sẽ là đôi tay, còn bác sĩ Lee sẽ là đôi mắt, bù vào những thiếu sót của nhau. In Kyu chấp nhận đề nghị. Lúc sau, In Kyu nhận được cuộc gọi của trưởng khoa Baek. Ông đang đem hồ sơ bệnh án của Hyung Bum đến đồn cảnh sát giao nộp. Ông ấy muốn thông báo để In Kyu chuẩn bị tinh thần, dù trưởng khoa Baek không nỡ. Nhưng ông ấy vẫn phải tuân thủ quy định. In Kyu không sao cả. Khi có lệnh triệu tập, anh sẽ đến đồn cảnh sát trình diện. Trưởng khoa Baek cúp máy rồi đi vào đồn cảnh sát, giao nộp hồ sơ cho đội trưởng, còn lại không muốn nói thêm bất kỳ điều gì. Ông ấy im lặng để bảo vệ In Kyu. Tuy nhiên cảnh sát vẫn kiểm tra được đơn thuốc In Kyu kê cho Hyung Bum có thể gây gan và suy thận. Họ lập tức đến bệnh viện Sun Lim bắt người. Bên này In Kyu chuẩn bị có ca phẫu thuật ghép thận cho tài xế xe tải. Khi họ vừa đưa bệnh nhân đến cửa phòng phẫu thuật, cảnh sát ập đến muốn bắt In Kyu vì tội vi phạm luật y tế. In Kyu xin đội trưởng cho anh phẫu thuật cho bệnh nhân cuối cùng, đội trưởng không đồng ý, định còng tay In Kyu lại. Tài xế ngồi dậy yêu cầu, nếu không phải In Kyu phẫu thuật, ông ấy sẽ không làm, tính mạng mới là quan trọng. Cảnh sát đành cho In Kyu thêm chút thời gian, ca phẫu thuật bắt đầu, quả ấy của nữ sinh nhanh chóng được lấy ra. In Kyu cũng tiến hành lấy quả ấy hỏng khỏi cơ thể tài xế xe tải, đột nhiên mắt anh lại có vấn đề, may mắn bác sĩ Lee xuất hiện, thay thế vào vị trí của In Kyu. Cả hai phối hợp cắt bỏ quả ấy hỏng khỏi cơ thể, rồi thay thế vào đó một quả thận mới. In Kyu đổi chỗ khâu nối liền động mạch, dù đôi mắt đang mở dần. Nhưng anh vẫn cố gắng vượt qua. Sau khi bơm nước muối ấm tái đẩy máu, In Kyu vận dụng bài học của bác sĩ Go, dùng đôi tay để cảm nhận. Mạch đập trở lại bình thường, ca phẫu thuật đã thành công, chỉ cần khâu ổ bụng lại là hoàn thành. Lúc sau In Kyu ra khỏi phòng phẫu thuật đi cùng cảnh sát. Vài ngày sau phiên tòa diễn ra, viện trưởng bị kết án chung thân vì tội giết người và buôn bán nội tạng, viện phó 10 năm tù vì tội đồng lõa. In Kyu phạm tội lần đầu nên hưởng 3 tháng án treo và tước giấy phép hành nghề. Anh có thể quay lại cuộc sống bình thường. Một năm sau, In Kyu đang học lái xe cùng Ji In. Bất ngờ anh nhận được cuộc gọi từ bác sĩ Lee, thông báo Hyung Bum vừa bị xiên trong tù. Tên môi giới cay cú vì bị phản bội nên hắn muốn tính sổ với Hyung Bum. In Kyu lập tức quay về bệnh viện, nhưng khi anh đến nơi, Hyung Bum đã ngủ. Bác sĩ Lee để In Kyu thông báo thời gian chết, nhìn kẻ theo đuổi suốt 15 năm xuống địa ngục. Trong lòng In Kyu lại không mấy vui vẻ, anh đích thân đến thánh đường xin tội cho Hyung Bum. Thời gian sau, In Kyu bắt đầu hẹn hò và có một khoảng thời gian hạnh phúc. Bộ phim cho ta thấy được sự quý giá của tình phụ tử, cùng với hai mặt tốt và xấu, nằm trong lương tâm mỗi con người. Tình thân sẽ khiến con người điên cuồng báo thù, cũng có thể giúp kẻ lầm đường quay đầu nhận lỗi, qua đó minh chứng cho việc chẳng ai sinh ra đã định là người tốt hay kẻ xấu, mà do hoàn cảnh bắt con người phải làm trái lương tâm. Nhưng nếu được tha thứ và sửa sai, ai cũng có thể làm lại từ đầu. Bạn có đang muốn sửa sai điều gì không? Comment bên dưới cho AD biết nhé, biết đâu sẽ có người dẫn dắt cho bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết bộ phim. Hẹn gặp lại trong các clip kế tiếp.